Chương 1160, hay nói đùa và nghiêm túc. Lúc này Tần Lạc cực kỳ hối hận và lo lắng. Sau khi Tần Lạc biết Văn Nhân Mục Nguyệt định tiến hành kế hoạch nhổ cỏ, sao không khuyên nàng không nên mạo hiểm? Văn Nhân Mục Nguyệt là ai? Nàng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, nàng là nữ tỷ phú giàu Địch Quốc. Nàng là thần tượng trong lòng của vô số cô gái, nàng là đối tượng theo đuổi của tất cả công tử nhà giàu, quyền quý ở Yến Kinh. Nàng là người cao quý, quý giá, báu vật, sao có thể ở cùng một chỗ với đám lưu manh, kẻ cướp đó? Tại sao mình không khuyên cô ấy? Tại sao mình không đánh ngất cô ấy? Vì sao không hạ độc, một trong hai loại thuốc, thuốc mê và thuốc xuân dược hay cho ăn hai con rắn độc, còn nếu như nói không nghe, có thể tụt quần ra mà đánh đòn. Tại sao lại không làm? Khi nghĩ tới người luôn mang bộ mặt thờ ơ, thái độ hạ nhục mình nhưng lại luôn lặng lẽ ở sau lưng trợ giúp mình, ủng hộ mình, Văn Nhân Mục Nguyệt có thể sẽ biến mất trong vụ nổ này, hơi thở Tần Lạc trở nên cực kỳ khó khăn. Tim và dạ dày đau nhức, một cảm giác nặng nề chỉ muốn ngã xuống bất tỉnh. Mục Nguyệt, Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc vừa chạy vừa gào lên, tiếng gọi ầm ầm. Sau lưng Tần Lạc là vệ sĩ thân tín Đại Đầu, tới tận lúc này Đại Đầu cũng không biết Tần Lạc có thể chạy nhanh như vậy. Đại Đầu là một cao thủ xuất thân từ Long Tức mà còn suýt chút nữa không theo kịp Tần Lạc. Bởi vì Tần Lạc chạy cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua con đường núi dài, quanh co. Tần Lạc ôm tay Giê-xu quát. Mục Nguyệt đâu? Có nhìn thấy Mục Nguyệt không? Không, Giê-xu xấu hổ nói, khi đó Giê-xu mang theo Văn Nhân Chiếu đi tận đằng trước. Sau khi nghe tiếng người cảnh cáo, là một sát thủ đẳng cấp thế giới, tốc độ phản ứng của Giê-xu cũng thuộc hạng nhất. Giê-xu mang theo Văn Nhân Chiếu tăng tốc chạy ra ngoài như một con thỏ, nhanh chóng tìm được một vị trí an toàn, nằm xuống. Khi đó sao gã còn có thể quan tâm tới Văn Nhân Mục Nguyệt đây? Giê-xu lo rằng nói như vậy sẽ khiến Tần Lạc tức giận nên vội vàng nói tới việc mang theo Văn Nhân Chiếu, thế nhưng con tin không có chuyện gì. Giê-xu còn chưa nói xong, Tần Lạc đã quay lưng lại phía Giê-xu. Hai tay Giê-xu nâng lên, giờ cao Văn Nhân Chiếu còn đang ngủ mê mệt, chỉ muốn đánh mấy quyền vào gương mặt như hoa như ngọc của Văn Nhân Chiếu. Rõ ràng người anh ta quan tâm không phải con tin, Giê-xu nhún vai nói. Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tần Lạc phát hiện ra từng đống to màu đen, hắn đi tới trước một đống màu đen, bới ra từng vệ sĩ mặc trang phục màu đen, từng người một. Thân thể của đám người ở trên đỉnh đống đất đó được hất xuống. Đám vệ sĩ ngồi dậy hết, cuối cùng là Văn Nhân Mục Nguyệt trong chiếc áo gió màu đen. Người Văn Nhân Mục Nguyệt vô cùng bẩn, trên mặt nàng dính khói, bụi bặm, cả đất và những mảnh gỗ, trên trán còn có một vết thương nhỏ, tóc tai bừa bộn, hoàn toàn khác với phong độ của một nữ ương kiêu ngạo, cao quý. Thế nhưng khi nàng vừa lạnh lùng đứng dậy, nữ vương vẫn là nữ vương. Chúng ta thường nói con người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên. Thế nhưng với một người phụ nữ như Văn Nhân Mục Nguyệt, cho dù mặc quần áo hay không mặc quần áo cũng chẳng có gì khác. Khi nàng mặc quần áo thì là một nữ vương, khi nàng không mặc quần áo, còn ai có thời gian rỗi để suy nghĩ vấn đề này không? Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ? Có bị thương không? Tần Lạc đi nhanh tới. Ôm chặt Văn Nhân Mục Nguyệt vào lòng mình, chặt, rất chặt. Hình như vẫn còn chưa dám chắc đó là cảm giác chân thật, Tần Lạc lui lại sau từng bước một, ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy bụi bặm của Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó hung hăng xông tới hôn lên mặt nàng một lần, hai lần, ba lần. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi, thật làm anh sợ hãi muốn chết, Tần Lạc gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Em không việc gì, Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. Tần Lạc cũng hiểu được bản thân mình có chút thất thố nên buông Văn Nhân Mục Nguyệt ra, cười hì hì nói, anh biết em không việc gì rồi. Nơi này cứ giao cho anh, em hãy nhanh chóng dẫn Văn Nhân Chiếu quay về đi. Văn Nhân Mục Nguyệt không xảy ra chuyện gì, đây chính là thu hoạch lớn nhất của buổi tối hôm nay. Cái gì mà là mã duyệt, cái gì là quỷ trong nhà, cái gì là kẻ chủ mưu sau lưng. So với Văn Nhân Mục Nguyệt, tất cả chỉ là rác rưởi. Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu. Nàng gọi to, Tiêu Hà. Có, Tiêu Hà trả lời từ xa. Tất cả mọi người có ổn không? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Tiêu Hà chạy tới báo cáo, một chết, một bị thương, Lý Vệ, tổ bảo vệ con tin đứng chắn phía trước bị một hòn đá đập trúng đầu, ngực cũng bị đá đập trúng, hiện đang bị hôn mê nhưng tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng. Tiêu Hà cùng đội thứ hai đi lục soát xung quanh miếu Sơn Thần. Trong quá trình kiểm tra bằng thiết bị đo lường điện tử, trên bản thiết bị xuất hiện tín hiệu màu đỏ báo nguy. Điều này đại diện cho cái gì?
Điều này chứng tỏ có ngừa đã đặt bom miếu sơn thần này, hơn nữa quả bom này đã được khởi động. Nói cách khác, thiết bị này đã không báo nguy. Vì vậy ngay lập tức Tiêu Hà dẫn người chạy ra ngoài, hơn nữa còn gào lên báo động. Sự tình xảy ra bất ngờ khiến đội vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không có cách nào tiến hành những biện pháp bảo vệ chu đáo. Bọn họ mang theo Văn Nhân Mục Nguyệt lao ra khỏi cổng chính, sau đó ngã xuống, từng người một nằm đè lên nhau, dùng chính máu thịt của mình để ngăn cản mảnh bom, đá tảng tập kích. Lúc này không thể không cảm ơn những dân miền núi ở quanh đây, đôn hậu, chất phát. Không tính chuyện bọn họ đã xây dựng miếu sơn thần rất kiên cố mà bức tường bao bên ngoài cũng được xây rất chắc chắn. Bức tường bao này chỉ dùng những tảng đá to như một con ngựa xếp chồng lên nhau, thậm chí còn không cần xi măng hay vữa chít các mối nối. Khi đại điện bị bom làm nổ tung, những tảng đá bắn ra tung tóe nhưng đều bị bức tường đá này cản lại, chỉ có một ít tảng đá bay ra bên ngoài, rơi vào bức tường người này. Nếu không thương vong sẽ nghiêm trọng hơn lúc này nhiều. Quay về, Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng quát. Con nhím không chết, gã là con tin quan trọng, được các vệ sĩ bảo vệ chu đáo. Con nhím sợ hãi nhìn bốn xung quanh, nhìn miếu sơn thần bị nổ tung thành đống đổ nát, cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con nhím há miệng muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thể nói nên lời. Một dòng máu đỏ tươi từ trong miệng con nhím trào ra, mang theo mùi hôi thối. Một vệ sĩ đi tới nhìn thoáng qua nói, trong người hắn có gắn bom điện tử, nội tạng bị phá hủy hoàn toàn. Lần này thì cả Tần Lạc cũng trợn mắt há hốc mồm. Quả thực cực kỳ kinh hãi. Hung thủ đứng sau chuyện này đã sớm chuẩn bị chu đáo tất cả các bước. Hắn đã chuẩn bị tất cả để giết chết Văn Nhân Mục Nguyệt, cũng như giết chết thuộc hạ, không để kẻ nào sống sót nếu như nhiệm vụ thất bại. Quay về, một lần nữa Văn Nhân Mục Nguyệt quát to, lúc này giọng nói của nàng càng thêm quyết liệt, cộng với đó là sự tức giận khó phát tiết. Mặc dù trong Ánh Nguyệt Sơn Trang có đội ngũ bác sĩ riêng của Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng việc xử lý vết thương trên trán của Văn Nhân Mục Nguyệt thuộc quyền của Tần Lạc. Điều này khiến các thành viên đội y tế liên tục oán thầm. Bình thường Văn Nhân Mục Nguyệt không ốm, bọn họ không có cơ hội thể hiện mình. May mắn lần này mới có cơ hội Văn Nhân Mục Nguyệt bị thương thì bọn họ lại bị một gã người ngoài cướp mất, không phải như này bọn họ sẽ bị sa thải sao? Thế nhưng Tần Lạc không quan tâm tới suy nghĩ của bọn họ. Tần Lạc cầm bông tẩm thuốc sát trùng cẩn thận lau đi lau lại vết thương trên trán Văn Nhân Mục Nguyệt. Khi nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng co rúm lại, hắn vội ngừng lại, hỏi, đau không? Đau, Văn Nhân Mục Nguyệt không nói dối. Khi nước thuốc sát trùng tiếp xúc với miệng vết thương khiến nàng rất đau. Thế nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi nàng chịu đựng được. Nàng co người chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể. Lau xong thì không còn đau nữa. Tần Lạc cười an ủi, khi đó em sẽ cảm thấy mát, thực sự thoải mái. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng của Tần Lạc. Nàng có cảm giác bản thân mình đang nắm chặt được một vật nhưng lại có cảm giác vật đó đang trôi mất. Từ trước tới giờ, tất cả đều do nàng quan tâm chăm sóc em trai mình. Nay có một người đàn ông, coi nàng như một người phụ nữ, che chở, cảm giác này rất tuyệt. Nàng thật sự không bài xích. Sau khi tỉ mỉ khử độc, bôi thuốc bột kim dũng đã được chuẩn bị trước lên miệng vết thương, Tần Lạc cười nói, em có thể hoàn toàn yên tâm với vết thương này. Sau khi vết thương khỏi hẳn, da mới sinh ra giống như cũ, sẽ không để lại sẹo. Em vẫn xinh đẹp như trước. Anh cảm thấy em xinh đẹp. Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Đương nhiên, Tần Lạc nói, toàn bộ người ở Yến Kinh đều biết em xinh đẹp. Vậy sao anh lại từ hôn? Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên hỏi. Tần Lạc há miệng nhưng lại không biết trả lời thế nào. Chỉ biết nói đùa, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc thoáng cứng đơ người, hắn trấn tĩnh lại, cười nói, anh đã nói rồi mà. Sao em còn hỏi vấn đề này nữa? Trước khi tới Yến Kinh, không phải chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt nhau sao? Nếu như em là một người kỳ dị thì anh phải làm gì? Cưới em, không phải anh sẽ thiệt thòi ư? Hơn nữa chờ sau khi anh nhìn thấy em, anh đã tới từ hôn rồi. Anh phải chạy tới nói với ông em là anh rất hối hận sao? Ông em không vác gậy đánh anh mới lạ. Tần Lạc tự cho rằng câu giải thích của mình rất hóm hỉnh nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt lại không cười. Mới rồi anh còn hôn em, ánh mắt sáng quắc của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, chất vấn hắn, không phải anh cố ý sao? Lần này trán Tần Lạc đổ những hạt mồ hôi lạnh to chưa từng có. Cô gái này, sao lại vạch áo cho người xem lưng vậy? Không phải em lại nói chỉ là đùa chứ? Tần Lạc cười xấu hổ. Em rất nghiêm túc, Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Chương 1161, hai người phụ nữ điên. Nếu như không phải văn nhân Mục Nguyệt là người cực kỳ thông minh, Tần Lạc thực sự chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi nằm dưới đất giả chết. Cô gái này, thật sự quá đáng ghét. Rốt cuộc cô ấy muốn gì? Sao lại thích đùa giỡn người khác vậy? Một chốc thì nghiêm túc, một chốc thì hay nói đùa. Bện thật sự không thể nhận ra câu nói nào là câu nói thật lòng. Thảo nào có một vị tiền bối đã từng nói, tình nguyện tin rằng trên đời này có quỷ cũng không bao giờ tin lời phụ nữ. Vốn Tần Lạc vẫn còn có chút may mắn. Hắn tưởng chỉ cần bản thân mình không trả lời là văn nhân Mục Nguyệt sẽ phải từ bỏ vấn đề này hay nói đùa. Thế nhưng sau khi văn nhân Mục Nguyệt hỏi xong vấn đề đó, nàng không nói tiếp bất kỳ câu nào, đôi mặt xinh đẹp, sáng ngời giống như sao trên trời kia nhìn chằm chằm, không chớp mắt vào Tần Lạc, dáng vẻ đáng yêu, chăm chú chờ câu trả lời của Tần Lạc. Không phải anh cố ý, Tần Lạc tránh ánh mắt của văn nhân Mục Nguyệt, chột dạ giải thích. Khi anh ở trên núi nhìn thấy vụ nổ ở chân núi, sau đó lại có lửa cháy, anh rất lo lắng vì em vẫn chưa đi ra ngoài nên khi nhìn thấy em, anh quá kích động, không khống chế được bản thân. Vì vậy làm thế sao? Văn nhân Mục Nguyệt chớp chớp mắt hỏi. Thật ra còn một nguyên nhân nữa. Tần Lạc bổ sung, khi anh nhìn thấy em vẫn còn sống, bất chợt nhận ra em rất đáng yêu. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà anh lại đi tới ôm em. Sau đó còn hôn nữa. Đó là cách thức bạn bè biểu thị quan tâm với nhau, không mang một ý nghĩa nào hết. Tần Lạc giải thích, em xem người Mỹ khi gặp nhau còn ôm nhau, hôn. Đây chính là nghi thức của phương Tây mà. Văn nhân Mục Nguyệt trầm ngâm sau khi nàng nghe xong lời giải thích của Tần Lạc. Em không giận chứ? Tần Lạc hỏi nhỏ. Tần Lạc biết văn nhân Mục Nguyệt là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo, tự phụ, hắn cũng biết nàng hoàn toàn không có quan hệ xã giao với những người đàn ông nào. Lần này tự bản thân hắn xử trí, tùy tiện ôm nàng, lại còn hôn lên gương mặt người ta nữa, có thể tưởng tượng được nàng khó chịu đến mức nào. Được, văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Tần Lạc nóng ruột nói, Mục Nguyệt, em phải tin anh. Anh thật sự không có ý xúc phạm tới em. Được rồi, anh công nhận anh thật sự hơi cố ý nhưng anh chỉ muốn diễn đạt sự quan tâm của anh. Anh nghĩ cần phải cảm nhận xem em thật sự có còn sống hay không mà không có ý gì khác. Em không nên hiểu lầm. Tần Lạc, văn nhân Mục Nguyệt cắt ngang lời giải thích của Tần Lạc. Gì vậy? Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Có người nào nói với anh rằng anh rất ngốc nghếch không? Không, Tần Lạc lắc đầu. Bây giờ em nói cho anh biết, anh là đồ ngốc. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nói xong, văn nhân Mục Nguyệt đứng dậy, đi ra ngoài. Tần Lạc nhìn theo, cười gượng. Diễn trò trước mặt người con gái này thật sự rất mệt mỏi. Khi văn nhân Mục Nguyệt đi ra tới cửa, nàng đột nhiên quay người, đứng lại. Văn nhân Mục Nguyệt quay người nhìn Tần Lạc nói, còn nữa, hành động của anh cực kỳ chán. Tần Lạc há hốc mồm, có cảm giác chết đi được. Mật thất, không có đồ vật. Ngay cả cái bàn, cái ghế cũng không có, càng không có bất kỳ đồ vật kim loại hay vật sắc nhọn nào. Không chỉ có thế, tường của mật thất cũng được phủ một lớp thật dày, cho dù có đâm đầu vào đó cũng không tác dụng. Nếu như dùng lực quá mạnh, vượt qua sự chịu đựng của vách tường, hệ thống cảnh báo trong mật thất sẽ tự động cảnh báo. Chính vì vậy tuyệt đối không thể nghĩ tới chuyện tự sát trong căn phòng này. Đương nhiên trừ phi cắn lưỡi tự sát hay tự cắt đứt mạch máu của mình nếu như bản thân có cơ hội. Cạch! Một tiếng động rất nhỏ vang lên, cánh cửa sắt của mật thất, tự động co sang hai bên. Văn nhân Mục đã tắm rửa, mặc một quần áo màu trắng đi nhanh vào, theo sau nàng chính là Tiêu Hà, đội trưởng đội vệ sĩ, Tần Lạc và Cổ Vương Hồng Phu. Văn nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Mã Duyệt đang nằm mê man ở góc phòng, nói, hãy cho cô ta tỉnh lại. Hồng Phu nhìn Tần Lạc gật đầu nói, hãy làm cho cô ta tỉnh lại. Thật ra Tần Lạc đã nghi ngờ Mã Duyệt từ trước đó thế nhưng vì văn nhân Mục Nguyệt muốn dùng Mã Duyệt để câu cá nên chuyện này mới tiếp tục. Lần trước khi Tần Lạc tới Ánh Nguyệt Sơn Trang gặp văn nhân Mục Nguyệt, hắn lấy hoa đuôi chó để ám chỉ văn nhân Mục Nguyệt thực hiện hành động nhổ cỏ. Cuối cùng văn nhân Mục Nguyệt không kiên trì nữa nhưng trong khi vẫn đang chần chừ thì xảy ra chuyện văn nhân Chiếu bị bắt cóc, cuối cùng viên đạn bí mật này mới nổ tung. Thế nhưng Tần Lạc đã bảo Hồng Phu lưu lại một ký hiệu trên người Mã Duyệt. Đối với Hồng Phu, chuyện này vô cùng đơn giản. Sau hai lần tiếp xúc với Mã Duyệt, Hồng Phu đã thả một loại trùng cổ lên Mã Duyệt. Hành động lần này, Hồng Phu theo dõi Mã Duyệt sát sao. Chỉ cần hơi có nguy hiểm Hồng Phu sẽ thúc đẩy trùng cổ bắt Mã Duyệt. Chính vì thế Mã Duyệt mới ngã xuống ngất xỉu chỉ trong nháy mắt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Không thể không nói,
nếu như đánh gần hay nhắm bắn từ xa, Hồng Phu không phải là rồi thủ của rất nhiều người, nhưng nói về khoảng giết người không tiếng động, một khi Hồng Phu nhận mình thức hai, sẽ không người nào nhận mình thứ nhất. Có cần cho cô ta ngậm thứ gì không? Tiêu Hà lo lắng nói, tôi chỉ sợ cô ta cắn lưỡi tự tử. Không cần, Văn Nhân Mục Nguyệt nhất quyết nói, nhất định cô ta sẽ không chết một lần nữa. Tần Lạc lấy từ trong người ra một cái còi nhỏ, thổi. Mã Duyệt đang nằm bất tỉnh trên mặt đất liền tỉnh lại. Mã Duyệt mở mắt nhìn bốn phía, không sợ hãi, không hoảng hốt, sửa sang lại quần áo, phủ những mảnh gỗ dính trên quần áo rồi ngồi ngay ngắn trên nền nhà. Bây giờ chỉ còn mình cô sống sót, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt nói. Mã Duyệt gật đầu không nói. Văn Nhân Mục Nguyệt quay nhìn Tần Lạc, nói, em muốn nói chuyện một mình với cô ta. Không thành vấn đề, Tần Lạc cười nói, hắn dẫn Hồng Phu đi ra ngoài. Tiểu thư, tôi ở lại bảo vệ cô, Tiêu Hà nói, anh ta không dám đi. Đi ra ngoài, Văn Nhân Mục Nguyệt ra lệnh. Tiêu Hà bất đắc dĩ, không biết làm gì hơn là quay người rời khỏi mật thất. Trong mật thất chỉ còn hai người, Văn Nhân Mục Nguyệt và Mã Duyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới, đứng lại cách Mã Duyệt khoảng chừng một mét, ngồi xuống như Mã Duyệt. Hai người ngồi mặt đối mặt. Bọn họ lo lắng cô sẽ giết tôi biết cô sẽ không làm như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Chính bản thân tôi cũng không biết là mình sẽ không làm như vậy. Mã Duyệt nói, chó cùng rứt dậu, trong hoàn cảnh này, bắt cóc cô, bỏ trốn là lựa chọn bình thường của con người. Tôi biết cô sẽ không, Văn Nhân Mục Nguyệt quả quyết. Tại sao cô không giết tôi? Mã Duyệt hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi tha cho cô không chết, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cho nên dù cô không nói ra kẻ chủ mưu, tôi cũng sẽ không giết cô. Giết tôi đi, Mã Duyệt nói, tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Sau này cô có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt thở dài nói, ngày này đáng sớm tới rồi, tới hơi muộn. Mặc dầu tôi biết cô sẽ không nói nhưng tôi vẫn muốn hỏi là Tần Túng Hoành hay Bạch Phá Cục. Hay là người nào khác, tôi biết với nhân phẩm của mình, tôi có rất nhiều kẻ thù. Mã Duyệt trầm ngâm. Cô rất ưu tú, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, cô là nằm vùng ưu tú nhất tôi đã gặp. Tôi đợi cô 7 năm 6 tháng, 15 ngày mà cô không từng liên lạc với người đó. Cô càng ưu tú hơn, Mã Duyệt nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô đã biết tôi là nằm vùng nhưng lại còn dám giữ tôi ở bên cạnh bao năm nay hơn nữa vì khiến tôi lơ là còn giao những nhiệm vụ quan trọng nhất của tập đoàn cho tôi xử lý. Nói chung khi giao cho nằm vùng công việc nặng nhọc, quan trọng, bọn họ đều không kiềm chế được báo với người mình lĩnh thưởng nhưng cô lại kiềm chế được tâm trạng của mình, xử lý tốt công tác. Mặc dù chính tôi làm cũng không hơn được. Cảm ơn, Mã Duyệt cười, lúc này đôi kính của cô ta không hiểu đã bay mất từ khi nào, mái tóc rối bù ngang vai, bộ đồng phục công sở màu đen dù nhăn nhúm, dính bùn đất nhưng vẫn không thể giấu được nét quyến rũ của cô ta. Không thể không thừa nhận, Mã Duyệt là một người phụ nữ cực kỳ hấp dẫn. Không cần khách sáo. Văn Nhân Mục Nguyệt bình thản nói. Thế nhưng lần này cô rất mạo hiểm. Mã Duyệt nói, nếu như sau khi vào bên trong tôi bóp cò súng, cho dù cô có giết tất cả những người trong đó thì cũng không có cơ hội lật ngược thế cờ. Cô sẽ không, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tại sao lại quả quyết như vậy? Vì tôi biết cô sẽ không. Một lần nữa Mã Duyệt trầm tư. Cô ta biết chắc mình sẽ không nổ súng trước, biết bản thân mình sẽ do dự nên cô ta tự mang thân mình mạo hiểm. Người phụ nữ này thật khủng khiếp, ngay cả tình cảm của mình cũng bị cô ta tính ra được. Chương 1162, hạt cơm. Cho dù thế nào đi nữa cũng không nên quá tin tưởng vào chuyện tình cảm. Mã Duyệt nói, tính xác thực không nhiều dễ dàng làm được việc cũng như dễ làm chuyện xấu hơn. Tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thua. Trước kia không có nghĩa là sau này không có. Cách thức nói chuyện của chúng ta rất mâu thuẫn với lập trường của chúng ta. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, đáng lẽ bọn họ phải ở trong tình trạng đối địch nhưng Mã Duyệt lại như đang khuyên bảo Văn Nhân Mục Nguyệt mà Văn Nhân Mục Nguyệt như đang an ủi Mã Duyệt, không giống như kẻ thù, càng giống với bạn bè hơn. Tôi chưa bao giờ coi cô là đối thủ, Mã Duyệt nói, tôi không xứng, cho dù trong lĩnh vực năng lực hay tình cảm. Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời câu này của Mã Duyệt, nàng chỉ nói, cô biết tôi nghi ngờ cô từ khi nào. Từ khi tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ kia, tôi bắt đầu nghiên cứu cô. Một cô gái thiên tài của gia tộc Văn Nhân, tự học kinh tế học, quản lý học, tài chính quốc tế, tâm lý học, biết 6 thứ tiếng. Khi đó tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này không?
tôi biết nói nhiều thì sẽ mất lý lẽ. Vì không để lộ sơ hở nên tôi chưa bao giờ trả lời bất kỳ quyết định nào của cô. Mã Duyệt cười nói, dáng vẻ rất mệt mỏi, nhiều năm rồi, hàng ngày phải đeo mặt nạ mà sống, thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày thư thái nhất của tôi. Bởi vì bản thân tôi chột dạ, không có niềm tin vào chính mình cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi có cảm giác cô đã nghi ngờ tôi, bất kỳ lúc nào cũng đang quan sát tôi, cũng đang giám sát tôi. Tôi không dám nói nhiều hơn một câu, không dám làm sai chuyện gì, ngày cũng như đêm nơm nớp lo sợ như đứng gần vực sâu, như đứng trên lớp băng mỏng. Lần cô trúng cổ độc đó, tôi vẫn cứ nghĩ cô sẽ vạch trần tôi nhưng không ngờ cô lại cố chấp, không cam lòng, vẫn muốn tìm kiếm chủ mưu đứng sau lưng tôi. Mã Duyệt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, cô là người kiên nhẫn nhất mà tôi biết. Làm vậy là vì cái gì? Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng hỏi, có người có thể nhẫn nhịn được việc Tâm Phúc phản bội, vẫn nuôi dưỡng cháu gái kẻ đó lớn lên, cung cấp điều kiện giáo dục tốt nhất sau đó cho làm việc bên cạnh người thân của mình. So với người đó, những việc tôi làm là vì cái gì? Cuối cùng sắc mặt Mã Duyệt hiện lên vẻ cảm động. Cô đã biết rồi sao? Mã Duyệt nghi ngờ hỏi. Khi gia tộc Văn Nhân và Bạch Gia đang tranh đấu vào lúc căng thẳng nhất, ông tôi lại xuất hiện quái bệnh, chẳng lẽ không ai nghi ngờ gì hay sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt nói, có nghi ngờ thì đương nhiên phải tìm hiểu chân tướng. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ông của cô đảm nhiệm một vai trò ám muội nào đó nhưng điều này không có nghĩa là có thể loại trừ sự nghi ngờ đối với ông ta. Đôi khi chứng cứ rất có ích nhưng đôi khi rất vô dụng. Nó chỉ có tác dụng phụ trợ cho việc phán đoán, cũng như không thể ảnh hưởng hoàn toàn đến sự phán đoán của một người. Những gì hai mắt nhìn thấy không nhất thiết là sự thật, suy nghĩ trong lòng mới đúng. Đáng tiếc ông ta chết quá sớm. Gia tộc Văn Nhân không cách nào moi được thông tin hữu dụng từ ông ta. Chính vì vậy mục tiêu của các người mới chính là tôi. Mã Duyệt nắm chặt hai bàn tay, hai mắt phần đỏ. Mã Duyệt vốn tưởng rằng mình chính là người sắp đặt cục diện, chính mình là người núp sau lưng thao túng. Vì thế cô ta xấu hổ, vì thế cô ta tự trách, vì thế mà ăn ngủ không yên. Đáng tiếc cô ta đánh giá mình quá cao, cũng như đánh giá quá cao người sai khiến mình. Thì ra tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của người ta. Nghĩ tới ánh mắt hiền lành của ông già kia mỗi lần gặp mình, ánh mắt chờ mong và cổ vũ của ông ta, Mã Duyệt cảm thấy không rét mà run. Cái gì gọi là bố cục? Đây mới chính là bố cục. Cái gì gọi là thao túng? Đây mới chính là thao túng. Cái gì gọi là âm mưu? Đây mới chính là âm mưu. Văn Nhân Đình, con hồ ly giảo hoạt kia đã sớm nhìn thấu tất cả nhưng ông ta vẫn không biểu lộ thái độ, bố trí một chiêu cực kỳ diệu kỳ. Bọn họ vốn tưởng rằng cô ta chính là gián điệp nằm vùng khó bị phát hiện nhất nhưng trong mắt Văn Nhân Đình, thân phận cô ta đã sớm bại lộ hơn nữa ông ta còn cố ý bồi dưỡng nằm vùng. Cuộc đời con người như quân cờ, cũng không phải quân cờ. Khi đánh cờ thì mỗi quân cờ đều có một tác dụng nhất định, một nước thoam từng nước thua. Thế nhưng đời người có đôi khi sẽ gặp vài quân cờ vô dụng, bạn sẽ không biết nó có tác dụng gì nữa không, thậm chí còn không ôm ấp cho nó bất kỳ hy vọng nào. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu như bọn họ không tìm cô chính là quân cờ bỏ đi, nhưng nếu bọn họ hết lần này tới lần khác tới tìm cô chính là quân cờ đã được kích hoạt. Nhất định làm ông ấy rất thất vọng, Mã Duyệt cười nói. Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu nói, tôi đã nói rồi, trồng cây vốn vô tình, cây có nở hoa hay không cũng không cần quan tâm hơn nữa bây giờ tôi chính là chủ sự. Mã Duyệt không nói nữa. Cô ta muốn mắng lão hồ ly kia mấy câu, muốn châm chọc ông cháu bọn họ mấy câu nhưng tất thảy lúc này không còn ý nghĩa nữa. Thành vua, thành giặc. Chính mình thua, tâm phục khẩu phục. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cùng Mã Duyệt mấy phút sau đó đứng dậy. Cô nghỉ ngơi đi. Mã Duyệt không tiến, không động đậy. Khi cánh cửa sắt đóng lại, Mã Duyệt mới nói nhỏ, cảm ơn. Văn Nhân Mục Nguyệt không nghe thấy hai từ này. Mã Duyệt biết Văn Nhân Mục Nguyệt không cần phải nói ra chân tướng sự việc. Sở dĩ Văn Nhân Mục Nguyệt nói với cô ta chính là không hy vọng cô ta cảm thấy tội lỗi mà tự sát. Văn Nhân Mục Nguyệt miêu tả mình như một ác nhân chỉ vì một lý do, cho người khác một lý do để sống. Cô ấy chính là nữ thần không gì không làm được. Thế nhưng cô ấy có tình cảm. Vì đêm qua, không phải nói là rạng sáng ngày hôm nay bận rộn quá nhiều việc nên Tần Lạc, Giê-xu và Hồng Phu không quay về nhà, Bát Mặc Cư có nhiều phòng trống, bọn họ đã ngủ lại. Tần Lạc có cảm giác ngủ rất thoải mái, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện đã 12 giờ trưa. Sau khi rửa mặt xong, Tần Lạc liền đi tìm Văn Nhân Mục Nguyệt nói chuyện. Ngay khi vừa tới phòng khách,
Tần Lạc đã nghe thấy giọng nói của Văn Nhân Chiếu. Chị, sao có thể như vậy? Sao Mã Duyệt có thể là hung thủ? Không phải chị ấy là tâm phúc của chị sao? Hơn nữa chị ấy còn là người ông chọn cho chị mà. Giọng nói của Văn Nhân Chiếu có vẻ sốt ruột. Xem ra Văn Nhân Chiếu có tình cảm với Mã Duyệt, nhà chúng ta đã nuôi dưỡng Mã Duyệt trưởng thành, nhà chúng ta cung cấp tiền cho chị ấy học hành, cũng là ông sắp xếp chị ấy làm trợ lý cho chị. Sao chị ấy có thể phản bội chúng ta? Có phải có nhầm lẫn gì không? Văn Nhân Mục Nguyệt không có ý trả lời vấn đề này, nàng chỉ ngồi ăn cơm. Chị, em van chị hãy nói thật xem Mã Duyệt bây giờ như thế nào rồi. Chị ấy có việc gì không? Chị không giết cô ấy chứ? Ngược lại với sự mong đợi của Văn Nhân Chiếu, Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn im lặng. Chị, em mặc kệ, chị không thể giết Mã Duyệt. Văn Nhân Chiếu, câm miệng cho anh. Tần Lạc bừng bừng tức giận đi vào. Văn Nhân Chiếu quay người, nhìn thấy thái độ hung hăng đi vào của Tần Lạc, hắn sợ hãi lùi lại sau lưng Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, anh rể, anh làm gì vậy? Sao anh lại tức giận như vậy? Tại sao anh lại tức giận như vậy sao? Anh còn muốn ra tay đánh em nữa đó. Tần Lạc chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn quát to, em còn lương tâm không hả? Em có động não cái đầu chó của em không hả? Chẳng lẽ ngay cả chị ruột mình mà em còn không tin sao? Vì một người phản bội mà em chạy tới chất vấn người hiểu rõ em nhất trên cái thế giới này sao? Em có biết sau khi em bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì không hả? Em có biết chị em vì muốn cứu em đã làm gì không hả? Chị em suýt chút nữa bị Mã Duyệt bắn chết, em có biết hay không? Chị ấy suýt chút nữa bị bom nổ chết, em có biết hay không? Nếu chị ấy không đi cứu em, bây giờ em đã nổ tan cát, còn mặt mũi đứng đây bắt nạt chị em sao? Anh rể, em, Văn Nhân Chiếu bị Tần Lạc quát mắng một trận, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn muốn nói điều gì đó nhưng không nói nên lời, hai mắt đỏ, nước mắt rơi xuống. Xin lỗi, Tần Lạc quát nhỏ. Chị, em xin lỗi. Văn Nhân Chiếu đứng sau lưng Văn Nhân Mục Nguyệt nói nhỏ. Nói to lên, em ngủ như lợn lâu như vậy nên không còn cả sức nói chuyện hả? Tần Lạc mắng lại. Chị, em xin lỗi, em sai rồi. Cuối cùng Văn Nhân Chiếu cũng nói to. Hắn biết Tần Lạc không thích đàn ông động một tí là khóc nhè như phụ nữ nên hắn vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt mình. Cút đi, Tần Lạc quát, Mã Duyệt đang bị giam trong mật thất, em hãy tự đi nói chuyện với cô ta. Dạ, anh rể, Văn Nhân Chiếu trả lời rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn cảm nhận được dáng vẻ thật sự đáng sợ của Tần Lạc khi nổi giận. Thằng danh này thật đáng đánh. Tần Lạc thở hổn hển nói rồi ngồi xuống ghế đối diện với Văn Nhân Mục Nguyệt, cầm bát đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc không nói. Sau khi Tần Lạc ăn nửa bát cơm, hắn cảm giác có gì đó không ổn. Tần Lạc ngẩng đầu hỏi, làm gì mà em nhìn anh chằm chằm vậy? Hạt cơm, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nàng giơ tay lấy hạt cơm trên má Tần Lạc. Cử động dịu dàng như người vợ hiền. Chương 1163, em chỉ lo lắng bị lây bệnh. Mở cửa, Văn Nhân Chiếu đi tới mật thất, nói với Tiêu Hà. Thiếu gia, chúng tôi cần được sự đồng ý của tiểu thư mới có thể mở cửa. Tiêu Hà nói, anh ta không có ý coi thường, thân mang trách nhiệm nặng nề, bọn họ tuyệt đối chấp mệnh lệnh của Văn Nhân Mục Nguyệt. Ở nơi này Văn Nhân Mục Nguyệt chính là chúa tể. Văn Nhân Mục Nguyệt không cho mở cửa thì cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thể mời được. Anh rể bảo tôi tới. Văn Nhân Chiếu thật sự không cảm thấy bị coi thường, người ngốc nghếch cũng có chỗ tốt của người ngốc nghếch. Anh rể, Tần Lạc, Tiêu Hà khó xử, anh ta biết địa vị của người này trong lòng tiểu thư. Người này, ôm, hôn môi tiểu thư, một cảnh tượng mà cho tới tận bây giờ Tiêu Hà vẫn khó chấp nhận và tiêu hóa được. Theo thói quen Tiêu Hà định bấm điện thoại gọi Mã Duyệt xin chỉ thị nhưng bất chợt nhớ ra Mã Duyệt đã bị tống vào trong mật thất. Xem ra tiểu thư phải sớm tìm một trợ lý mới. Tiêu Hà thầm nghĩ rồi anh ta trực tiếp gọi điện cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Tiêu Hà nhanh chóng nhận được chỉ thị mở cửa của Văn Nhân Mục Nguyệt. Anh ta liền nói, thiếu gia, xin mời. Văn Nhân Chiếu đi vào trong, theo sau là Tiêu Hà. Sau khi qua rất nhiều trạm kiểm soát, cuối cùng hai người đi tới trước phòng giam Mã Duyệt. Cạch, cánh cửa hợp kim tự động mở sang hai bên, Văn Nhân Chiếu lách mình đi vào, hắn hấp tấp hỏi, Mã Duyệt, chị có sao không? Có bị thương không? Mã Duyệt đang ngồi xếp bằng dưới đất liếc nhìn Văn Nhân Chiếu, nói, cảm ơn thiếu gia quan tâm. Tôi không sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị em nói chị là người nằm vùng? Chị phản bội chị em thật sao? Văn Nhân Chiếu hỏi ngay vấn đề mình quan tâm nhất. Đúng vậy,
Giọng nói của Mã Duyệt rất bình tĩnh. Sao có thể như vậy? Ngược lại Văn Nhân Chiếu như không thể nào chấp nhận câu trả lời này, sao có thể như vậy? Chị là tâm phúc của chị em mà. Chị ấy đối xử với chị tốt như thế, sao chị có thể phản bội chị ấy? Tại sao chị lại làm như vậy hả? Vì tiền sao? Văn Nhân gia chúng tôi có rất nhiều tiền, nếu chị thiếu tiền có thể hỏi chị em mà, nói với em cũng mà. Em sẽ cho chị mượn. Khi nhìn thái độ nôn nóng của Văn Nhân Chiếu tới mức hai tai đỏ ửng, Mã Duyệt thầm nở nụ cười. Chị thông minh cơ trí như yêu quái nhưng em trai lại ngây thơ vô cùng. Tạo hóa thật sự thần kỳ. Thế nhưng sau khi trải qua nhiều năm đấu tranh, lừa gạt với người, Mã Duyệt cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt, rất mệt. Khi nhìn Văn Nhân Chiếu ngốc nghếch, ngây thơ này, Mã Duyệt có cảm giác cực kỳ thư thái, nhẹ nhàng. Đây mới là con người bình thường, ứng với chỉ số thông minh và tính cách. Không phải bất kỳ ai cũng có thể tính toán, liệu việc như thần. Mà sự thật cũng đã chứng minh ông mình chính là người năm xưa khiến Văn Nhân Đình bệnh nặng một cách không quang minh chính đại. Theo như Mã Duyệt dự đoán thì có lẽ ông mình khiến Văn Nhân Đình khỏi bệnh kịp thời vì dù sao đi nửa năm đó ông chính là quản gia thân tín của Văn Nhân Đình, chuyện ăn uống hàng ngày của Văn Nhân Đình do chính ông sắp đặt, lo liệu. Văn Nhân Đình không vạch trần chuyện này mà vẫn đối xử tử tế với ông cô ta cho tới tận khi ông chết bệnh. Vì sợi dây gắn kết này, vì muốn tìm ra hung thủ đứng sau, Văn Nhân Đình thu nhận chính mình, cấp cho mình một cuộc sống hoàn hảo, một nền giáo dục ưu tú nhất, bồi dưỡng mình thành một nhân tài đủ tư cách nhất sau đó. Vào 7 năm trước, khi Văn Nhân Mục Nguyệt tiếp nhận công ty Văn Nhân Đình đưa mình tới bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Đình tàn nhẫn với mình nhưng cũng tàn nhẫn với chính cháu gái của mình. Nợ cha con trả, ông mình thiếu nợ Văn Nhân gia, bây giờ chính mình trả lại, rất công bằng. Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt đã quá rộng lượng. Cái gì là số mệnh đã định? Cái gì là số mệnh đã định? Chị chính là trợ thủ do ông em cấp cho chị em. Có phải chị không muốn làm trợ lý nữa hả? Vậy chị cũng không cần phản bội, chị chỉ cần nói với chị em một tiếng, chị ấy sẽ điều chị xuống tập đoàn, làm giám đốc công ty cũng được. Sao lại hành động cực đoan như vậy? Văn Nhân Chiếu lại ca cầm. Văn Nhân Chiếu, Mã Duyệt cắt ngang lời Văn Nhân Chiếu, gọi thẳng tên hắn. Cậu có biết ai là người tiết lộ số điện thoại của cậu không? Là tôi, cậu có biết ai bắt cóc cậu không? Cũng là tôi, chúng tôi muốn bắt cậu là muốn dùng cậu đổi lấy mạng sống của chị cậu. Cô ấy biết rõ mục đích của chúng tôi nhưng vẫn đi ra ngoài đàm phán. Giọng nói của Mã Duyệt lạnh như băng, lúc này Mã Duyệt đã khôi phục phong thái của Mã Duyệt trợ thủ trước kia, chúng tôi đã gắn bom trên người cậu, tôi chuẩn bị nổ súng bắn chết chị cậu, Miếu Sơn Thần nổ tung. Tất cả những chuyện đó đều do tôi làm. Hãy giết tôi báo thù cho chị và cho chính mình, chú không nên như một kẻ ngốc chạy tới hỏi một hung thủ giết người lý do và lấy cớ. Văn Nhân Chiếu há hốc mồm nhưng không thể thốt nên lời. Lúc này Mã Duyệt đã bình tĩnh lại, cô ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tuấn tú của Văn Nhân Chiếu, nói, nếu như cậu không làm được, hãy tiếp tục im lặng. Nếu cậu tiếp tục như này chính là xúc phạm chị cậu. Em hiểu rồi, Văn Nhân Chiếu xấu hổ cúi đầu, em chỉ lo lắng cho chị. Lúc nãy anh rể cũng mắng em. Mã Duyệt cười nói, bọn họ rất xứng đôi, không phải vậy sao? Văn Nhân Chiếu cũng cười, lộ hai hàm răng trắng, nói, đứng vậy. Em đã sớm nhận ra nên mới gọi anh ấy là, anh rể. Bây giờ em định làm gì? Sau khi Tần Lạc uống bát súp, thỏa mãn bỏ bát súp xuống, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Tìm một trợ lý mới. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Anh đang nói tới Mã Duyệt. Tần Lạc bất mãn nói. Em định xử trí cô ta như thế nào? Thật sự tha chết cho cô ta hả? Đúng, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt với ánh mắt cổ quái, hỏi nhỏ, hai người không có chuyện gì đó chứ? Cái gì, mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt là người thông minh nhưng nàng vẫn không hiểu ý tứ của Tần Lạc. Hai người không phải là Lê chứ, em có biết Lê là gì không? Chính là phụ nữ có quan hệ với phụ nữ đó. Tần Lạc đã chuẩn bị một tư thế bất kỳ lúc nào cũng bỏ chạy thục mạng. Cô ta muốn chôn cùng với em tha mạng cho cô ta, nghe như hai người không muốn xa rời nhau, cùng sinh cùng chết với nhau vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Tần Lạc không nói không rằng. Tần Lạc cười xấu hổ nói, chỉ đùa thôi mà, không nên nghĩ là thật. Sau khi ăn cười mới có lợi cho tiêu hóa. Trò đùa này chẳng có gì hay mà cười, Văn Nhân Mục Nguyệt nghiêm túc nói. Anh cũng cảm thấy như vậy, Tần Lạc gật đầu đồng ý, mặc dù anh không có cách giải thích tình cảm của hai người nhưng làm vậy thật sự tốt cho cô ta quá.
thế nhưng dù không giết cô ta thì cũng phải thẩm vấn cô ta. Mã Duyệt biết nhiều thứ hơn chúng ta mà. Không cần, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Em không muốn biết đáp án hả? Em không muốn biết chủ mưu là kẻ nào sao? Biết rồi thì sao nào? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại, nếu như cô ta nói cho em biết đó là Tần Túng Hoành thì em sẽ phản ứng như thế nào? Nếu như cô ta nói cho em biết đó là Bạch Phá Cục thì em có thể làm được gì nào? Đương nhiên, Tần Lạc không nói tiếp được nữa. Hắn định nói đương nhiên là liều mạng với chúng. Thế nhưng liều mạng như thế nào? Mâu thuẫn này không chỉ giữa cá nhân bọn họ mà là mâu thuẫn giữa các gia tộc. Nếu như là Tần Túng Hoành, Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ cùng Tần ra liều mạng sao? Nếu như là Bạch Phá Cục, Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ trở mặt với Bạch ra sao? Nếu như là cả Tần Túng Hoành và Bạch Phá Cục, Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ một địch hai sao? Đấy là sự chê cười của thiên hạ. Đáp án không quan trọng, cơ hội mới quan trọng nhất. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lạc, nàng biết hắn hiểu rõ hoàn cảnh của nàng. Thật ra hung thủ là ai không quan trọng mà cơ hội mới là quan trọng nhất. Nếu như có cơ hội, cho dù có thuyết phục được Mã Duyệt khai hay không, Văn Nhân Mục Nguyệt nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi Tần gia. Nếu như có cơ hội, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng sẽ không chút do dự thọc cho Bạch gia một dao chí tử. Đương nhiên bên kia cũng đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cơ hội có thể ra tay. Hữu nghị vạn lượng, không địch được lợi ích một cân. Đây chính là thương trường. Mặc dù đã suy nghĩ rất cẩn thận nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thót tim. Tần Lạc cười gượng nói, biết hung thủ ở đó mà lại không làm gì được. Sao anh lại biết là em không làm bất kỳ chuyện gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại. Em đã âm thầm bố trí sao? Tần Lạc vui mừng hỏi, hay là em đã sắp đặt một cái đinh bên người chúng rồi? Sau này anh hãy cố gắng ít tiếp xúc với Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Mục Nguyệt căn dặn. Sắc mặt Tần Lạc lập tức vô cùng nghiêm túc, hắn hỏi nhỏ, Văn Nhân Chiếu cũng có hữu ích sao? Không thể nào, chẳng lẽ thằng nhóc này lại ẩn sâu tới mức anh cũng không nhận ra sao? Thế nhưng em đã chủ động nói ra, anh cũng nói ra điều đáng ngờ để em tham khảo. Thứ nhất, hai người bọn em là chị em ruột, căn cứ vào nguyên lý di truyền học mà nói, hai người hẳn sẽ không có trí tuệ quá cách nhau mới đúng. Thế nhưng cậu ấy cả ngày chỉ chơi bời uống rượu, tán gái, có cái gì phải che giấu? Thứ ba, lần trước cậu ấy đưa cho em chậu Phật Đà, còn có vụ bắt cóc lần này, tại sao cậu ấy lại chủ động dừng xe để người ta bắt cóc? Văn Nhân Mục Nguyệt bực bội vén tóc, nữ thần kiêu ngạo, cao quý có cảm giác như uất nghẹn, nàng nói, em chỉ lo lắng bị lây bệnh thiếu trí não thôi. Chương 1164, tôi đã chết. Bây giờ đang vào mùa hè, những loài rong rêu trong hồ nước phát triển tốt, tôm cá nhảy tưng bừng giữa những cây cỏ. Tiếng bùm bùm liên tục vang lên bên tai, không dứt. Một con vịt già béo mập chỉ huy mấy trăm con vịt, chúng đang vui đùa, bơi lội trong hồ nước, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Sơn thanh thủy tú, cánh đồng ruộng trăm mẫu, liếc mắt nhìn màu xanh bát ngát không có điểm cuối. Trên bờ, một người đàn ông dáng người cao to đang cười tủm tỉm nhìn những con vịt trong hồ nước, giống như đang nhìn những đứa trẻ đáng yêu. Ô ô ô, bên mép hồ, một lão nông mặc quần đùi, áo cộc. Đang cầm một cây gậy trúc đang hô to, đuổi những con vụt đang bò từ hồ lên bờ muốn xông sang khu ruộng bên cạnh xuống nước. Một khi vịt vào ruộng sẽ rất khó tìm, hơn nữa trong ruộng có nhiều chuột, chúng sẽ rất dàng bắt vịt. Đầu cây gậy trúc buộc một túi nhựa to, mỗi lần cây gậy vung lên, gió thổi phần phật gây ra những âm thanh sao động khiến những con vịt hoảng sợ, ngã, lộn nhào, bỏ chạy. Đợi sau khi tất cả vịt đều bị đuổi xuống nước. Lão nông đi tới ngồi bên cạnh người đàn ông khí chất bất phàm kia, lấy một cái tẩu thuốc ở thắt lưng, đập đập mấy cái vào đế giày màu đất, đổ bà thuốc ở bên trong, sau đó lại móc ra một túi bằng giấy dầu ở trong túi, bốc một nhúm thuốc nhét vào trong tẩu thuốc, bật diêm đốt, cuối cùng đưa cho người đàn ông, nói, làm một hơi. Được, người đàn ông nhận tẩu thuốc, hít một hơi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hút thuốc nhưng người đàn ông vẫn bị sặc vì khói thuốc đậm đặc. Lão nông cười ha hả. Rất thích thú biểu hiện ngây thơ của người đàn ông trẻ tuổi này, giống như một người lớn cố gắng dụ dỗ một đứa trẻ uống rượu. Khi đứa trẻ bị rượu cay nồng làm chảy nước mắt thì trong lòng có một cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Lão nông tiếp nhận tẩu thuốc, thái độ cực kỳ phóng khoáng, hít một hơi, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người đàn ông, cười nói, người thành phố các cậu chỉ có thói quen hút thuốc đầu lọc, không hút quen loại thuốc dân dã được đặc biệt chế biến như của tôi là có thể ngăn cản độc chất. Mã Tuy, người thành phố tiếc mạng sống quý giá của mình. Dạ dạ, người đàn ông trẻ tuổi liên tục gật đầu,
y rút trong túi ra một bao gấu trúc, trên vỏ bao có hàng chữ đặc biệt cung cấp, rút một điếu, ngậm trong mồm và nói, hãy thử cái này xem. Lão nông nhìn thoáng qua, nụ cười tươi như hoa xuất hiện trên gương mặt nhăn nheo. Ông ta bỏ tẩu thuốc sang một bên, nhận một điếu thuốc trong tay người đàn ông trẻ, sau khi quan sát một lúc, ông ta hỏi, đây thật sự chỉ chủ tịch nước mới được cung cấp loại thuốc này hả? Cũng không phải là chủ tịch nước, khi làm tới một cấp bậc nhất định cũng có thể được cung cấp. Người đàn ông trẻ tuổi dùng bật lửa châm thuốc giúp lão nông, cười nói. Thật ra thuốc này cũng chẳng có vị gì. Sau khi hít một hơi, lão nông nhận xét, chỉ là nghe nói tới thuốc của chủ tịch nước nên cảm thấy tò mò thôi. Lão nông rất nóng ruột, ông ta không biết hình dung thế nào về tâm trạng mình lúc này. Cảm giác rất đã nghiền. Thuốc của chủ tịch, tôi cũng được hút, phải không? Người đàn ông trẻ giải thích giúp lão nông. Đúng, đó chính là ý đó. Lão nông vỗ chân nói, tiên sinh vẫn là tiên sinh. Có thể nói không giống nông dân chúng tôi, câu nói nào cũng không diễn đạt hết ý, lắp ba lắp bắp. Ha ha, tôi chỉ biết làm cái này kiếm cơm, nếu như tôi nói không tốt thì không phải làm hại học sinh mình sao? Người đàn ông trẻ cười nói. Đúng vậy thôi, lão nông gật đầu nói. Làm thầy giáo rất tốt, người của quốc gia, công việc ổn định hơn nữa còn là thầy giáo ở thành phố. Thôn chúng tôi cũng có trường học, có hai thầy giáo, không có tiền, mỗi nhà trong thôn phải quyên góp tiền, vật chất. Hàng năm tôi cũng góp mấy con vịt, vịt nhà mình nuôi, không đáng bao tiền. Bác yên tâm, tôi đã biết chuyện này, một thời gian nữa quay về thành phố tôi sẽ tới cục giáo dục để xem có thể cấp một khoản tiền xây dựng trường học, điều mấy giáo viên tới không. Người đàn ông cười nói. Ôi, thật vậy sao? Vậy cần phải cảm ơn tiên sinh nhiều. Lão nông cầm chặt tay người đàn ông. Tôi thay mặt cho mất trăm nhân khẩu của Triệu Sơn thôn cảm ơn tiên sinh. Không cần khách sáo như vậy. Tôi ăn ở mãi nơi này của mọi người, không thể quan tâm tới mọi người sao? Ha ha, điều kiện nông thôn khắc khổ. Điều kiện khắc khổ mà. Lão nông xấu hổ nói. Không khổ, người đàn ông trẻ chỉ vào núi non bốn phía xung quanh nói. Nếu như để người thành phố biết có một nơi như này, nhất định bọn họ rất cao hứng. Tật vậy sao? Vậy năm nào ngài cũng tới. Lão nông nói, ôi, lại có mấy con vịt bò lên. Ngài nồi đây, tôi đi đuổi chúng xuống nước. Nóng xong lão nông cầm gậy trúc, đứng dậy chạy đi. Chiếc quần đùi bạc màu, hai bên mông dính đầy bụi đất và cỏ. Reng reng reng. Người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động thoạt nhìn cực nữ tính, bấm vào một nút. Hỏi luôn, có chuyện gì? Nhiệm vụ thất bại. Biết rồi, người đàn ông nói. Chú ý bí mật, bây giờ không phải là lúc quay về. Người đàn ông cười nhạt nói, tôi biết, tôi đã chết. Đường tiên nữ, nhà cũ của gia tộc Văn Nhân. Một đội xe sang trọng chậm rãi chạy tới sau đó tiến vào trong sân trong sự cung kính của vệ sĩ ở cổng. Cửa chiếc xe Rolls Royce chính giữa mở ra, một thanh niên đẹp trai từ trên xe bước xuống. Đi tới mở một chiếc cửa ở sau xe, khom người nói, tiểu thư, xin mời xuống xe. Quần da màu đen, áo sơ mi lụa màu trắng, tà áo bỏ trong quần, cổ áo màu đỏ, thắt nơ hình tam giác trông như điểm mắt rồng trong bức tranh rồng. Mỗi khi văn nhân mục nguyệt xuất hiện đều khiến người ta có một cảm giác chấn động rất mãnh liệt hình như trên người nàng không bao giờ có quần áo xấu xí. Tiểu thư, lão gia ở hậu viện, viên quản gia đi tới đón, nói. Văn nhân mục nguyệt gật đầu. Dẫn văn nhân chiếu đi về phía hậu viện. Trong sân, một ông già trong bộ đường trang màu trắng, tay cầm kéo đang đi quanh những chậu cây trong sân. Những cây nào cành lá không đều nhau, thoạt nhìn thì cần phải cắt tỉa. Ông, văn nhân mục nguyệt gọi to. Ông già quay đầu, nhìn thấy hai chị em đang đi tới, cười vẻ hòa ái, nói, lại đây nào. Gần đây cháu không quay về thăm ông già này rồi đó. Ông, hàng ngày chị bận nhiều việc, văn nhân chiếu nói. Chị của cháu bận việc, còn cháu thì sao? Ông già nhìn văn nhân chiếu hỏi. Cháu tới công ty của chị làm, học được rất nhiều thứ. Văn nhân chiếu cười hì hì nói. Văn nhân đình cười, không vạch trần câu nói dối của đứa cháu này, chỉ nói, biết học là tốt. Ông, cháu thấy ông cầm kéo đi tới đi lui, vì sao ông không cắt đi? Văn nhân chiếu chỉ vào đám cây cảnh nói, ông xem, phát triển lộn xộn hết rồi, cần phải cắt tỉa mà. Lộn xộn thì cần tu bổ sao? Văn nhân đình cười hỏi rồi chuyển cây kéo cho người làm ở bên cạnh, hỏi. Đúng vậy, văn nhân chiếu gật đầu nói, không cắt trông xấu lắm. Cắt rồi thì ưa nhìn hơn. Cắt bỏ nhìn chỉnh tề mới đẹp mắt. Văn nhân chiếu nói,
không phải mọi người đều nói vậy sao? Văn Nhân Đình lắc đầu nói với Văn Nhân Chiếu, cháu đi ra tiền viện đi dạo. Ông có chuyện cần nói với chị cháu. Dạ, Văn Nhân Chiếu không muốn tiếp tục nói chuyện với ông mình. Ông hắn tự cho phép đi, hắn cầu còn không được. Sau khi liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Chiếu quay người đi ra ngoài. Tại sao lại muốn nhổ cỏ? Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Bởi vì lá khô đã nát vụn rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Đúng vậy, vì lá khô nên cần phải cắt bỏ, vì nát vụn nên cần phải cắt. Văn Nhân Đình gật đầu nói. Gia tộc Văn Nhân có nhiều con cháu nhưng chỉ cô cháu gái này mới đạt được sự kỳ vọng của ông nên 7 năm trước, ngay khi Văn Nhân Mục Nguyệt mới bước vào tuổi trưởng thành không lâu, ông đã bỏ qua tất cả những lời dị nghị, bài xích, giao gia tộc Văn Nhân vào tay đứa cháu này. Quả nhiên nó đã không làm ông thất vọng, thậm chí còn xuất sắc hơn cả sự mong đợi của ông. Không phải chỉ vì chỉnh tề mới đẹp mắt, ai bảo chỉnh tề là đẹp, ông thích sự cao thấp hỗn loạn này. Cây cối giống như con người, dựa vào cái gì khi lên cao thì bị cắt. Chúng cũng có linh hồn, cũng sẽ oán giận thói đời bất công. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói, nàng đã hiểu ý tứ của ông mình. Lần này làm rất đúng, Văn Nhân Đình cười nói. Không thu hoạch được gì, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Ai bảo vậy, Văn Nhân Đình lắc đầu nói, cháu còn sống mới chính là thu hoạch. Cháu còn muốn cái gì, một đòn phá tan ván cờ sao? Ông cùng hai lão chó chết đó đấu với nhau cả đời, tất cả đều sắp xuống mồ rồi mà vẫn không phân thắng bại. Cháu nghĩ chúng ta cam tâm sao? Không cam lòng thì sao hả? Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, người già, không làm được gì nữa. Thế nhưng chúng ta đã thay đổi chiến trường mới, cháu có biết vì sao không? Cái gì? Chúng ta cần phải sống lâu hơn đối thủ. Cười Văn Nhân Đình nhìn thấy vẻ suy nghĩ của cháu gái mình, ông cười rất thoải mái nói, người nào sống càng lâu thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chương 1165, Tóc Bạc. Từ khi bàn giao công ty Văn Nhân cho Văn Nhân Mục Nguyệt, quả thật Văn Nhân Đình không quan tâm tới bất kỳ việc gì nữa. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt mới tiếp quản công việc, thủ đoạn còn có phần quyết liệt hơn, nàng tiến hành thanh trừng hàng loạt đám người ỷ thế có quan hệ với Văn Nhân Đình mà làm việc lười biếng, tham ô tiền bạc. Hàng ngày đám người đó đều tìm tới cái thân già đó tố khổ. Văn Nhân Đình vẫn đón tiếp, mời cơm khách chu đáo nhưng kiên quyết không nói tới chuyện lên tiếng giúp đỡ. Vì vậy đám người đó đã hiểu ý tứ của lão hồ ly này, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật đó. Thế nhưng Văn Nhân Đình vì vậy mà gánh chịu tiếng xấu là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Không chỉ Văn Nhân Đình không quan tâm tới công việc gia tộc mà ngoại trừ một vài người làm công việc quản lý theo phân công, ông cũng không dám cho đám con cháu, cháu trai, cháu gái làm ảnh hưởng tới quyết định của Văn Nhân Mục Nguyệt. Hàng ngày ông chỉ chăm sóc cây cảnh, luyện thái cực quyền, cuộc sống thật thanh nhàn. Thế nhưng đã một thời gian rất lâu không có người nói chuyện, đột nhiên hôm nay cháu gái ông quay về, ông mới có thể nói chuyện. Đi, ông cháu mình đi uống trà. Văn Nhân Đình nói, tối nay cháu có đi không? Ăn cơm với ông. Không, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Hai người đi tới ngồi dưới gốc cây bồ đào, Văn Nhân Đình tự mình pha trà. Năm đó lão Mã không nói nhưng người chết, nợ mất. Chúng ta không thể ghi nợ mãi. Văn Nhân Đình nói, cháu gái của hắn. Không giết thì không giết. Cảm ơn ông, Văn Nhân Mục Nguyệt xúc động nói. Hôm nay nàng về đây chủ yếu là cầu xin hộ Mã Duyệt. Năm xưa ông Mã Duyệt làm hại Văn Nhân Đình trong khi đó Mã Duyệt chỉ là quân cờ Văn Nhân Đình thuận tiện bố trí. Nay việc này đã kết thúc, Văn Nhân Đình có quyền lúc rất lớn trong việc xử trí Mã Duyệt. Mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt đã chuẩn bị rất chu đáo để bảo vệ Mã Duyệt nhưng nếu như có thể nhận được sự đồng ý của ông mà không cần giải thích thì càng tốt hơn. Văn Nhân Đình bưng chén trà Tử Sa lên, nói, nghe nói lần này Tần gia đã xuất rất nhiều lực. Tử Sa một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà. Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Ôi, Văn Nhân Đình thở dài nói, vốn đối tác tốt, bây giờ thật đáng tiếc. Trước đây, Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Cười nói, Mục Nguyệt, cháu có biết vì sao lão cẩu họ Bạch kia cho cháu gái của mình phá thế cục không? Phá cục diện hiện nay, Văn Nhân Mục Nguyệt sửng sốt, nàng không hiểu vì sao ông lại nói với mình câu này. Tần, Bạch, Văn Nhân chúng ta nghi ngờ lẫn nhau rồi lại sống chết khó phân. Nhiều năm rồi ngược lại còn hình thành tam vị nhất thể không thể chia lìa. Tần gia không thể thiếu Bạch gia mà Bạch gia không thể thiếu Văn Nhân gia lại không thể thiếu Tần gia. Hai người biến mất.
người nào cũng muốn trở thành người chiến thắng duy nhất nhưng lại không một ai dám khinh thường hành động. Gia tộc nào làm sằng làm bậy thì gia tộc đó diệt vong trước. Cháu trai của lão họ Bạch kia gọi là phá cục đó chính là ý phá vỡ cục diện, cũng có thể phá thế cân bằng hiện nay. Ý đồ của lão bất tử Tần gia càng rõ ràng hơn. Tần Tung Hoành, Tung Hoành nói rõ gia tộc mình chính là người chiến thắng cuối cùng. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Văn nhân Đình nói, tên của cháu có ý nghĩa gì? Văn nhân Đình thở dài nói, tên của cháu không có ý nghĩa đó. Khi đó ông thật sự không nghĩ gia tộc Văn nhân cần có một cô gái cứu vớt, đơn giản ông chỉ muốn cháu không lo chuyện cơm áo tiền bạc, không bị thúc ép, muốn gì làm đó vì vậy ông mới đặt tên cháu là Mục Nguyệt. Cháu không khổ, Văn nhân Mục Nguyệt nói, nàng hiểu rõ ý tứ của ông mình, nỗi đau trong lòng ông chính là nàng, thương yêu nàng, lo lắng cho nàng. Lần này suýt chút nữa nàng đã bỏ mạng ở miếu Sơn Thần, sao Văn nhân Đình có thể không tức giận đây? Văn nhân Đình cười nói, có cháu như vậy, cuộc đời này coi như không tệ. Văn nhân Mục Nguyệt chỉ cười không nói. Thế nhưng cũng không thể để người khác tùy ý uy hiếp cháu gái của mình mà thờ ơ được. Nụ cười trên gương mặt Văn nhân Đình dần biến mất, ông cười nhạt nói, bọn họ muốn mình chết, mình phải để bọn họ sống không bằng chết. Hãy giao bọn họ cho cháu, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Hả, Văn nhân Đình nghiêm mặt nhìn Văn nhân Mục Nguyệt. Hãy giao bọn họ cho cháu. Văn nhân Mục Nguyệt nói lại một lần nữa, vô cùng trịnh trọng. Văn nhân Đình trầm ngâm một lát rồi nói, được. Cổng quen thuộc, lâm viên quen thuộc, bãi đỗ xe quen thuộc, cùng với phòng bệnh quen thuộc, còn có người con gái quen thuộc nằm trên giường bệnh. Tần Lạc nghĩ, nếu như Lăng Tiếu không bất tỉnh nhân sự, với tính cách của bọn họ không vừa mắt nhau, kết thành oán thù, hai bên đã trong tình trạng chết già cũng không thèm gặp nhau thế nhưng vì Lăng Tiếu hôn mê, yên tĩnh và mềm mỏng, cô lại đi vào thế giới của Tần Lạc. Cho dù công việc bận rộn như thế nào đi nữa, Tần Lạc luôn không quên nơi này. Tần Lạc nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau đó từ bên trong vang lên giọng một người phụ nữ, mời vào. Kẹt! Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Cô, Tần Lạc cười chào người phụ nữ. Lăng Mẫu vốn là người phụ nữ cao quý, xinh đẹp vì bệnh của con gái mà bà nhanh chóng trở nên già nua, da tay khô khốc, thái dương trắng bệch. Hai mắt hõm sâu, có vẻ như gần đây bà nghỉ ngơi không tốt lắm. À, bác sĩ Tần, cháu tới rồi hả? Lăng Mẫu nhìn thấy Tần Lạc, bà vô cùng kích động. Thứ nhất là hoạn nạn mới thấy chân tình. Mặc dù trước đây Lăng Mẫu chưa từng nghe Lăng Tiếu nói có người bạn như Tần Lạc hơn nữa bà còn nghe Ninh Toái Toái nói trước đây Lăng Tiếu và Tần Lạc còn có va chạm nhỏ. Thế nhưng sau khi Lăng Tiếu trở thành người thực vật, đám bạn bè mèo mả gà đồng của cô chưa từng tới thăm cô nhưng Tần Lạc và Ninh Toái Toái thường xuyên tới thăm cô. Cháu tới thăm Lăng Thiếu. Tần Lạc cười nói, mỗi lần nhìn thấy sự lo lắng, đau khổ trong ánh mắt người phụ nữ này, cảm giác của Tần Lạc rất khó chịu. Đáng thương thay tấm lòng của cha mẹ. Mời vào, mau vào trong. Lăng Mẫu vội mời Tần Lạc vào trong. Bà nói, hôm qua Toái Toái cũng tới. Tôi còn hỏi gần đây có gặp cháu không, Toái Toái nói dạo này cháu bận. Cháu có mấy chuyện cần giải quyết cho nên đã lâu không tới thăm cô và Tiếu Tiếu. Tần Lạc cười nói, để cháu bắt mạch cho Lăng Tiếu. Không cần vội, không cần vội. Mặc dù trong lòng cực kỳ nôn nóng nhưng Lăng Mẫu vẫn kéo Tần Lạc ngồi xuống, nói, sao mới tới đã vội vàng. Cháu hãy ngồi xuống uống nước đã. Tần Lạc hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân, hắn cười nói, cháu không khát. Chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong Tần Lạc đi tới trước giường bệnh của Lăng Tiếu. Hai tháng không gặp, nước da của Lăng Tiếu càng lúc càng tái. Gương mặt vốn trái xoan lúc này cực kỳ gầy gò, chỉ còn là da bọc xương. Tần Lạc mở hai mí mắt Lăng Tiếu ra quan sát, hắn phát hiện bộ phận lòng trắng đã chuyển sang màu vàng, trong mắt có rất nhiều tia máu đỏ. Mặc dù trong lòng cực kỳ sốt ruột, nhưng nét mặt của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Tần Lạc cười với Lăng Mẫu sau đó hắn vén một góc chăn lên, cầm tay Lăng Tiếu, bắt mạch cho cô. Mạch rối loạn. Mạch tượng yếu, mạch lần này thay đổi so với lần trước Tần Lạc thầm nghĩ, hơn nữa còn là thay đổi xấu. Điều này khiến Tần Lạc không thể nghi ngờ, chẳng lẽ đây chính là tác hại của dược tính. Nếu như trong một khoảng thời gian nhất định không tìm được cách giải trừ độc, chức năng cơ thể của bệnh nhân sẽ suy giảm nhanh chóng sao? Ví dụ như tông xe, ví dụ như nhảy lầy, hay bị một va chạm nào đó khiến trở thành người thực vật. Chức năng cơ thể của bệnh nhân cũng sẽ giảm đi hay khô héo nhưng đây là một quá trình diễn ra cực kỳ lâu dài. Có người nằm trên giường tới mấy chục năm mới qua đời. Thế nhưng tình hình của Lăng Tiếu thì khác,
Cô đã nằm trên giường một năm, nửa năm trước tình huống cơ thể gần như không có gì bất thường, chỉ giống như đang ngủ. Thế nhưng sau nửa năm chức năng cơ thể của Lăng Tiếu bắt đầu thoái hóa, đặc biệt hai tháng gần đây tốc độ thoái hóa rất nhanh. Tần Lạc thầm tính toán, tới lúc này Lăng Tiếu hôn mê đã được 12 tháng, đúng một năm. Chẳng lẽ thời hạn hiệu lực là một năm? Bác sĩ Tần, tình hình Lăng Tiếu thế nào? Lăng Mẫu e dè hỏi thăm Tần Lạc. Bà làm vậy không phải vì câu hỏi quá khó khăn mà chỉ lo lắng câu trả lời bản thân mình không muốn nghe nhất. Tần Lạc cười, nói, cô không cần lo lắng. Tất cả đều ổn. Tần Lạc vén tay áo của Lăng Tiếu, da tay cô cũng tái nhợt hơn nữa, trên mặt da còn sần sùi lên như gầu trên da đầu. Tần Lạc dùng ngón tay gãi nhẹ, lớp da đó rơi lả tả xuống dưới. Lăng Mẫu lau nước mắt nói, bác sĩ Tần, có chuyện gì cháu cứ nói ra, cô chịu được. Cô biết tình hình của Lăng Tiếu, nó không tốt, rất không tốt. Lăng Mẫu kéo cái chăn trùm đầu Lăng Tiếu, nói, cháu xem. Sao có thể như thế này? Tần Lạc kinh hãi thốt lên. Mái tóc Lăng Tiếu đã bạc trắng, từng sợi tóc, trắng như tuyết. Chương 1166, anh là thầy thuốc chứ không phải thần tiên. Khi Tần Lạc đi vào đã nhìn thấy cái khăn trùm đầu Lăng Tiếu. Hắn vốn tưởng Lăng Mẫu sợ Lăng Tiếu bị cảm lạnh nên mới dùng khăn trùm đầu cho cô, không ngờ bên trong còn ẩn giấu bí mật. Lần trước khi Tần Lạc tới thăm Lăng Tiếu, mái tóc vẫn còn đen nhánh. Bây giờ mới chỉ 2 tháng không gặp ngắn ngủi, mái tóc cô ấy giống như nhuộm vậy, hoàn toàn bạc trắng. Trắng, trắng xóa, gương mặt tái nhợt gầy gò, có thể nhìn thấy rõ gân xanh mảnh mảnh. Một cô gái trẻ trung nhưng lại có mái tóc bạc không tương xứng với tuổi khiến cho người ta có một cảm giác rất quỷ dị, xen lẫn là một cảm giác cực kỳ chua xót. Sao lại như vậy? Tần Lạc cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù kiến thức y thuật của hắn uyên thâm nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết, Lăng Mẫu lau nước mắt nói, bác sĩ tới khám, nói đây là vì chức năng cơ thể phụ nữ thoái hóa mạnh mẽ, cơ thể đang thoái hóa rất nhanh chóng. Bọn họ có cung cấp phương án chữa trị không? Tần Lạc hỏi. Không, Lăng Mẫu lắc đầu nói, bọn họ chỉ biết là trúng độc, nhưng không biết trúng độc gì. Có xét nghiệm máu lại nhưng bọn họ nói là không tìm ra vấn đề. Không tìm được thuốc giải. Lăng Mẫu quay người lau nước mắt, hai vai co rúm, bọn họ nói nếu như không tìm được thuốc giải Lăng Tiếu nó. Tần Lạc vội vàng rút khăn tay chuyển cho Lăng Mẫu, nói, cô không nên lo lắng. Bây giờ còn thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Lăng Tiếu sẽ không có chuyện gì đâu. Phịch Lăng Mẫu quỳ xuống trước mặt Tần Lạc, khóc nói, bác sĩ Tần, cô biết cháu đã cố gắng. Cô biết cháu toàn tâm toàn ý giúp Lăng Tiếu của cô nhưng cô vẫn muốn xin cháu. Cô xin cháu hãy cứu Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mới có 19 tuổi, bình thường hơi được nuông chiều nhưng nó là một con bé tốt, hiền lành. Cô không thể không có Lăng Tiếu. Cô van xin cháu hãy giúp Lăng Tiếu, hãy giúp nó đi. Lăng Tiếu nó khổ quá. Tần Lạc vội vàng đỡ Lăng Mẫu đứng dậy nhưng Lăng Mẫu vẫn kiên quyết quỳ dưới đất, đỡ lên lại quỳ, kéo lên lại quỳ xuống khiến Tần Lạc cực kỳ đau đầu. Cô, cháu hiểu tâm trạng của cô. Cháu biết hiện nay cô rất sốt ruột, rất khủng hoảng nhưng dù cô quỳ xuống cũng vô ích, đúng không? Cô làm như vậy chỉ lãng phí thời gian của chúng ta, lãng phí thời gian chữa trị cho Lăng Thiếu. Cô hãy yên tâm, cháu sẽ dốc toàn lực chữa trị cho Lăng Thiếu. Tần Lạc kiên nhẫn thuyết phục Lăng Mẫu. Hắn biết bà mẹ đáng thương này đã suy sụp về mặt tinh thần. Mỗi một giây phút bà ở bên cạnh chăm sóc con gái của mình là mỗi giây phút còn hy vọng. Thế nhưng khi bà nhìn thấy con gái của mình ngày càng biến đổi theo chiều hướng xấu, sức khỏe càng xấu, thậm chí mái tóc đang từ đen dần dần chuyển sang bạc, đột nhiên trở thành bạc trắng, hy vọng cuối cùng của bà ta đã tan biến. Liệu Lăng Mẫu có thể gánh chịu được nỗi đau bất lực khi sắp mất đi người con gái của mình không? Điều đau khổ nhất trên thế gian này chính là người đầu bạc tiễn người tóc đen, còn đau khổ hơn nhiều so với nỗi đau của người tóc bạc tiễn người tóc bạc. Nếu như ngay sau khi chúng độc Lăng Tiếu chết ngay, có lẽ nỗi đau của Lăng Mẫu đã lành miệng, tuy vẫn nhớ thương nhưng vẫn khống chế được bản thân. Lúc này Lăng Tiếu vẫn nằm một góc, không chết nhưng cũng không nhúc nhích. Sự tồn tại của Lăng Tiếu chính là một hình thức lăng trì về tinh thần đối với Lăng Mẫu. Được, cô đứng dậy, cô đứng dậy. Lăng Mẫu vội vàng đứng dậy, bác sĩ Tần, cháu hãy cứu Lăng Tiếu, hãy cứu nó giúp cô. Tần Lạc gật đầu, hắn đi tới lấy hộp ngân châm trong góc hòm thuốc. Sau khi trừ độc cho ngân châm, nín thở, tĩnh khí, Tần Lạc sử dụng thái ất thần châm, đệ ngũ châm châm cứu cho Lăng Tiếu. Không hiểu có chuyện gì xảy ra,
Trước kia Tần Lạc có thể dễ dàng đâm châm vào, nhưng hôm nay Tần Lạc không thể nào đưa ngân châm xâm nhập vào thân thể Lăng Tiếu. Tần Lạc nhắm mắt lại, tâm vô tạp niệm, cố gắng cảm nhận cảm giác tuyệt vời đó. Vẫn không được. Bác sĩ Tần, có chuyện gì vậy? Khi Lăng Mẫu nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Tần Lạc, tay cầm ngân châm nhưng khá lâu mà vẫn không đâm châm, bà không khỏi sốt ruột hỏi. Không có chuyện gì, Tần Lạc cười nói, cháu đang suy nghĩ một vài vấn đề. Ồ, không vội, không vội, Lăng Mẫu cười lấy lòng. Khi nhìn thấy đôi mắt vằn những tia máu của Lăng Mẫu vẫn như đang gắng gượng mỉm cười, đột nhiên Tần Lạc có một cảm giác rất quen thuộc. Ngay trước khi hắn giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hắn lúc nào cũng nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở đầu giường, nhìn hắn với ánh mắt giống hệt như thế này. Tần Lạc hỏi, mẹ, sao mẹ không ngủ? Mẹ nói, mẹ tỉnh ngủ, tới xem con hãy ngủ đi. Sau đó một lần nữa Tần Lạc bước vào giấc mộng đẹp. Bọn họ không dám đi vì bọn họ sợ rằng ngay khi mình tỉnh lại sẽ không được gặp con mình nữa. Tần Lạc có thể hiểu được nỗi lo lắng, tình yêu thương đó. Cô hãy yên tâm, không có chuyện gì đâu, Tần Lạc cười nói với Lăng Mẫu. Một lần nữa Tần Lạc nhắm mắt lại. Tần Lạc nhanh chóng tiến vào cảnh giới nhập thần, tay phải hắn run lên, ngân châm như tia chớp cắm vào vị trí huyệt đạo nhắm đã lâu. Thông suốt, Tần Lạc hoàn toàn dễ dàng tiến nhập vào thế giới não bộ của Lăng Tiếu. Đại não của Lăng Tiếu không bị thương tổn, cũng không có chỗ nào bị đứt gãy về trí nhớ hay bị tắc nghẽn, vì vậy Tần Lạc không hao tổn nhiều khí lực. Thế nhưng điều khiến Tần Lạc giật mình kinh hãi chính là lần này cảm nhận dùng châm không giống với những lần trước. Lần trước, Tần Lạc cũng sử dụng nhập thần chi cảnh để tiến vào khu vực não bộ của Lăng Tiếu, trong đầu Lăng Tiếu hoàn toàn là mảng tối đen, không nhìn thấy bất kỳ vật gì hơn nữa, hình như Lăng Tiếu còn từ chối liên lạc với thế giới bên ngoài, ngập tràn bầu không khí tuyệt vọng, bi thương. Lúc này đây cảm thụ của hắn thật sự hỗn độn. Bức màn màu đen đó đã biến mất, hơi thở bi thương, tuyệt vọng đó cũng đã biến mất. Trong đầu như một màn sương mù bị ô nhiễm hay như là ao đầm đầy bùn lầy, nhìn không có lối thoát. Đây chính là mùi vị của sự mục nát, cũng là điểm báo cái chết. Tần Lạc không muốn từ bỏ, hắn lại dẫn dắt một luồng khí từ não bộ tiến xuống những bộ phận bên dưới, nguyên khí dần dần xâm chiếm toàn thân Lăng Tiếu, ngoại trừ mấy chỗ bị tắc nghẽn còn gần như những bộ phận khác đều lưu thông thuận lợi. Hay nói cách khác, thân thể Lăng Tiếu vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ít nhất kinh mạch của Lăng Tiếu vẫn thông suốt. Phù! Tần Lạc rút ngân châm, thở một hơi thật dài. Anh Tần Lạc, Tiếu Tiếu thế nào rồi? Một giọng nói con gái rất dễ thương vang lên. Toái toái, sao em lại tới đây? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Rất trùng hợp, lần nào hắn tới đây cũng gặp Ninh Toái Toái, giống như hai người có cảm giác linh thông, báo tin cho nhau. Em tới thăm Tiếu Tiếu. Ninh Toái Toái mỉm cười, dáng vẻ rất đáng yêu nhưng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Bạn ấy có sao không? Có chuyện gì không? Tần Lạc cười nói, không sao, hãy yên tâm. Sắc mặt Ninh Toái Toái cứng đơ, nụ cười gượng gạo thế nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, nụ cười ban đầu. Ninh Toái Toái cầm tay Lăng Mẫu nói, cô thấy không, anh Tần Lạc nói không có chuyện gì mà. Cô không nên lo lắng cho Tiếu Tiếu, bây giờ anh Tần Lạc đã quay về, anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi cho Tiếu Tiếu. Có biết, cô biết. Lăng Mẫu cầm tay Ninh Toái Toái, cố gắng gật đầu nói. Tần Lạc nói không có việc gì chính là một câu trả lời không chắc chắn. Nếu như Tần Lạc nắm chắc, nhất định sẽ thẳng thừng trả lời không có chuyện gì. Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc nói, Tần đại ca, chúng ta ra ngoài một lát đi. Em có chuyện muốn hỏi anh. Được, Tần Lạc gật đầu nói. Lăng Mẫu biết hai người muốn nói chuyện bệnh tình của Lăng Tiếu nhưng bọn họ lại không muốn bà nghe thấy, bà cũng không có cách nào miễn cưỡng hai người. Lăng Mẫu cười nói, gần trưa rồi, hai cháu phải nhớ đi ăn cơm đó. Cô, chúng cháu sẽ nhớ. Ninh Toái Toái cười gật đầu nói, cô muốn ăn gì cháu sẽ mua cho cô. Vẫn cháo hầm thịt nhé. Không cần, Lăng Mẫu lắc đầu nói, cô không muốn ăn. Cô nhất định phải ăn. Tần Lạc dùng góc độ một thầy thuốc chuyên nghiệp khuyên can. Áp lực quá lớn, lại không chịu ăn uống, dạ dày sẽ không chịu được. Nếu như cô bị ốm, Lăng Thiếu sẽ thế nào? Lăng Mẫu nhìn Lăng Tiếu đang nằm trên giường bệnh, nói, thôi được rồi. Hãy mua cho cô một bát cháo. Sau khi có câu trả lời của Lăng Mẫu, Tần Lạc và Ninh Toái Toái mới cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chim chóc hót vang. Tần Lạc và Ninh Toái Toái đều không kìm lòng được hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Quả thật bê trong phòng bệnh, bầu không khí quá ngột ngạt.
liệu tôi có phải là người bất tài không? Tần Lạc hỏi khi hai người đứng trước hồ nước lần trước Ninh Toái Toái đã ngã xuống nước. Ninh Toái Toái đứng bên phải Tần Lạc, nghiêng mặt nhìn nụ cười đau khổ của Tần Lạc. Cùng với nụ cười đau khổ, hai mép Tần Lạc khẽ nhếch lên, ánh mắt cực kỳ bi thương, rất giống một đứa trẻ đáng thương. Ninh Toái Toái cũng cảm thấy tim mình đau đớn, co thắt lại. Cô giơ tay nắm tay Tần Lạc, khuyên nhủ hắn, anh là thầy thuốc, anh không phải thần tiên. Chương 1167, coi người sống như người chết. Ninh Toái Toái biết mình có tình cảm với Tần Lạc, cô biết trong lúc vô tình trong tim mình đã in dấu hình bóng người con trai này. Ninh Toái Toái không giống như Lăng Thiếu, lần đầu tiên gặp nhau Lăng Thiếu đã xảy ra xung đột với Tần Lạc, đương nhiên cũng có nguyên nhân đằng sau xung đột này. Thế nhưng đối với Ninh Toái Toái, ngay lần đầu tiên cô đã cảm thấy nụ cười của người con trai này rất đẹp. Ninh Toái Toái thích những người con trai có nụ cười đẹp, cũng giống như bản thân cô đặc biệt thích những nụ cười. Đương nhiên tình cảm đó còn chưa thể gọi là tình yêu. Sau đó những lần tiếp xúc xảy ra càng nhiều, Ninh Toái Toái càng ngày càng hiểu rõ người con trai này. Hình bóng này dần dần in dấu trong tim cô. Anh ấy tài hoa hơn người, anh ấy có y thuật vô song, anh ấy can đảm, còn cả không biết xấu hổ. Dù tốt hay xấu, chỉ cần có tin tức của người con trai này, cô phải xem đi xem lại nhiều lần. Sau đó xảy ra vụ nổ ở building Hoán Khê, người con trai này dùng thân thể mình che chở cho cô. Vào thời điểm đó, tất cả những lý do, tất cả những cớ cô đặt ra, sự rụt rè và kiêu ngạo, tất cả mọi điều đều sụp đổ. Ninh Toái Toái có thể xác định được một điều rất rõ ràng, mình yêu anh ấy. Những người giỏi khoa học tự nhiên đều có đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Ninh Toái Toái biết bản thân mình không có hy vọng, đây chỉ là tình cảm đơn phương. Anh ấy đã có Lâm Hoán Khê, có building Hoán Khê. Anh ấy cần mình chỉ vì anh ấy cần người thiết kế building cho người yêu dấu của mình mà thôi. Vì vậy tình cảm bị chôn chặt tận đáy lòng, hơn nữa còn không thể thốt ra. Cũng như rất nhiều cô bé lọ lem thần tượng ngôi sao, nỗi buồn của bọn họ không phải ở vấn đề giành được kết quả tốt nhất mà bọn họ buồn vì mình yêu mà đối phương không biết. Hôm nay, lúc này, khi Ninh Toái Toái nhìn thấy gương mặt bi thương của Tần Lạc, cô cảm thấy cực kỳ đau khổ. Ninh Toái Toái không biết bản thân mình có thể làm gì cho Tần Lạc, cô chỉ muốn Tần Lạc biết sự ủng hộ và động viên của mình. Ninh Toái Toái cầm tay Tần Lạc, cô thật sự không muốn cái gì gọi là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cũng không có cảm giác tim đập thình thịch, hoa mắt chóng mặt. Cô chỉ muốn cầm tay Tần Lạc, chạm vào người hắn. Ninh Toái Toái cho rằng đây chính là cách thức trợ giúp và ủng hộ Tần Lạc. Nói thì như vậy nhưng Lăng Tiếu là bệnh nhân của tôi. Tôi không có biện pháp cứu chữa cho cô ấy. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy ngừng thở. Cảm giác này thật sự khó chịu. Thật sự không còn cách nào nữa sao? Ninh Toái Toái hỏi mà không cam lòng. Tần Lạc lắc đầu ói, em cũng biết bản thân Lăng Tiếu không mắc bệnh mà là trúng độc. Thân thể của cô ấy rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần giải được độc dược là được nhưng vấn đề là loại độc này rất tiên tiến. Ngay cả Viện Nghiên cứu Y học Trung Quốc và những viện nghiên cứu y học một số quốc gia Âu Mỹ cũng không biết được thành phần của loại độc dược này. Không biết nó là cái gì, đương nhiên càng không thể tìm được thuốc giải của nó. Không ngờ y học Trung Quốc cũng có lúc thất bại trước khoa học kỹ thuật tiên tiến. Bệnh của Lăng Thiếu không thuộc vào phạm trù y học mà là cuộc đấu về khoa học kỹ thuật. Điều này giống như một đất nước có thể chế tạo ra bom nguyên tử, đất nước chúng ta có nhiều người thông minh, có thể làm được điều này nhưng lại không có nguyên liệu, không có kỹ thuật nên chúng ta không thể chế ra bom nguyên tử. Một khi đã như vậy thì sao anh phải tự trách mình? Ninh Toái Toái hỏi. Tôi không tự trách mình, tôi chỉ. Tần Lạc thở dài nói, hắn rút bàn tay đang nằm trong tay Ninh Toái Toái ra. Tôi không thích cảm giác này hơn nữa, người nhà của Lăng Tiếu quá đau khổ. Có người nói trên thế giới này có hai nghề nghiệp lãnh đạm với sự sống chết. Một nghề nghiệp chính là nhân viên hỏa táng. Trong con mắt bọn họ, mọi người cuối cùng đều trở thành tro bụi. Còn loại nghề nghiệp kia chính là thầy thuốc bởi vì bọn họ thấy chết nhiều hơn sinh. Không ai dám lãnh đạm, coi thường sự sống chết. Tần Lạc lắc đầu nói, bọn họ chỉ coi thường sự sống chết của người khác. Nếu như người bệnh nằm trên giường là người thân của thầy thuốc hay người thân của nhân viên lò hỏa thiêu, nhất định bọn họ cũng đau khổ không kém. Đúng vậy, Ninh Toái Toái gật đầu nói, không ai dám coi thường sự sống chết. Chúng ta chỉ coi thường chuyện sống chết của người khác. Câu nói này rất hay. Từ khi phát hiện ra thân thể Thiếu Thiếu bắt đầu chóc ra, tóc trở nên bạc trắng, em bắt đầu có cảm giác không ổn. Cho dù công việc bận bịu tới đâu, hàng ngày em đều tới thăm cô ấy. Em không biết em có thể làm được điều gì hay không.
Em chỉ muốn tới ngồi cùng với cô ấy, ngồi cùng với bác gái. Em chỉ sợ mình bác ấy không đỡ được Tiếu Tiếu. Em không nên thương tâm. Tần Lạc an ủi Ninh Toái Toái. Ninh Toái Toái quả thực là cô gái tốt bụng, hiền lành. Trong thời đại coi trọng vật chất như hiện nay, có thể giữ gìn được đức tính này quả thật rất khó khăn. Em thật sự không biết khi bác gái biết được tin này thì sẽ như thế nào. Hai mắt Ninh Toái Toái đỏ hoe, nói, thật sự không còn cách nào nữa sao? Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, có, trước tiên tôi muốn thay toàn bộ máu trong người Tiếu Tiếu nhưng như tôi mới nói chúng ta không có cách nào biết được loại độc tố đó là gì, cũng không thể xác định chất độc trong máu cô ấy đã xâm nhập vào tạng phủ hay chưa. Đây chỉ là một thử nghiệm, xác suất thành công không cao. Vậy, Ninh Toái Toái còn muốn hỏi Tần Lạc tiếp nhưng ngay lúc này cô nhìn thấy có bác sĩ đang vội vàng chạy tới khu nhà bệnh mà bọn họ mới rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Toái Toái ngơ ngác hỏi. Hãy đi xem nào, Tần Lạc nói. Tần Lạc và Ninh Toái Toái vội vàng đi theo những bác sĩ đi mà như chạy kia lên trên lầu. Khi nhận ra bọn họ đang đi tới phòng bệnh của Lăng Tiếu, sắc mặt Ninh Toái Toái lập tức xám như tro, cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ Lăng Tiếu đã đi? Hai người càng bước nhanh hơn, hấp tấp đuổi theo bác sĩ rồi vượt lên trước bọn họ. Lúc này Lăng Mẫu trong tình trạng gần như phát điên, nước mắt giàn giụa. Khi nhìn thấy Tần Lạc chạy tới, bà vội vàng túm tay Tần Lạc như người chết đuối túm được cọc, nói to, bác sĩ Tần, hãy mau cứu Tiếu Tiếu. Hãy mau cứu Tiếu Tiếu. Nó thổ ra máu, nó thổ ra máu. Tần Lạc đi tới quan sát, Lăng Tiếu vẫn đang trong tư thế nằm thẳng như cũ, hai mắt vẫn nhắm chặt, dáng ngủ cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng từ khóe miệng Lăng Tiếu đang chảy ra chất lỏng sền sệt. Chất lỏng sền sệt này có màu nâu đen, rất hôi thối giống như là. Đã xảy ra chuyện gì? Một bác sĩ đeo kính vội vàng tới hỏi, có cho người bệnh ăn, uống cái gì không? Không, Lăng Mẫu khóc lắc đầu nói, hoàn toàn không ăn thức ăn gì khác. Hàng ngày chỉ có dịch dinh dưỡng và thức ăn lỏng. Một bác sĩ trẻ tuổi đi tới dùng cái nhíp gắp một ít chất lỏng sền sệt này vào một cái túi nhựa và nói, tôi đi làm xét nghiệm. Nói xong anh ta liền bước nhanh ra ngoài. Có bác sĩ cần đủ loại thiết bị tới tiến hành đo trên thân thể Lăng Tiếu sau đó mấy người tụ tập thì thào, thảo luận. Cuối cùng người bác sĩ đeo kính kia đi tới trước mặt Lăng Mẫu nói, xem ra lần này không qua khỏi rồi. Xin hãy nén bi thương. Bác sĩ, anh hãy cứu con gái của tôi. Tôi. Người bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ nói, nếu như có thể cứu được, chúng tôi có thể không cứu sao? Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác mà. Nói xong ông ta quay người đi ra ngoài. Bác sĩ Tần, lúc này tất cả hy vọng của Lăng Mẫu được ký thác trên người Tần Lạc. Tần Lạc đang bắt mạch cho Lăng Tiếu. Sắc mặt Tần Lạc xanh lét giống như có người nào đó nợ hắn 200 tệ mà không trả. Lúc này đây Tần Lạc thật sự không cười được nữa, ngay cả một gương mặt làm bộ làm tịch hắn cũng không làm nổi. Sau khi Lăng Tiếu nôn ra những chất lỏng sền sệt này, sức khỏe của cô không những không có chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn trước. Lúc trước khi Tần Lạc bắt mạch, mạch của Lăng Tiếu chỉ là rối loạn. Mạch tượng suy yếu nhưng bây giờ mạch tượng của Lăng Thiếu gần như không có, đôi khi vài ba giây mới nhảy một lần, đôi khi mấy giây cũng không nhảy, giống như một người, chết vậy. Lúc này Tần Lạc còn có thể dương bộ mặt làm bộ, bình tĩnh nói câu nhảm nhí, không cần lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức gì đó sao. Tần đại ca, Ninh Toái Toái cũng gọi tên Tần Lạc, cô muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không nói nên lời. Chuyện đã tới nước này, cô còn có thể hỏi gì nữa không? Hỏi hắn có thể chữa trị được cho Lăng Tiếu hay sao? Ninh Toái Toái hiểu rất rõ rằng mỗi một câu hỏi của bọn họ lúc này càng tăng thêm áp lực cho Tần Lạc. Tần Lạc không trả lời. Tần Lạc móc điện thoại di động, sau khi bấm một số gọi, hắn nói, loại độc dược lần trước các cô lấy ở trên người chết đã nghiên cứu thế nào rồi? Không biết, giọng nói lãnh đạm của một người phụ nữ vang lên. Hãy hỏi giúp tôi một chút, rất gấp, Tần Lạc nói. Ngay lập tức điện thoại bị ngắt. Một lát sau chuông điện thoại của Tần Lạc vang lên. Phòng nghiên cứu trả lời là còn đang nghiên cứu, đang tìm thuốc giải phù hợp với chất độc. Tìm được không? Giọng nói của Tần Lạc kích động. Không. Cũng không phải không có thu hoạch. Người phụ nữ nói, bọn họ nói loại chất độc này có thể dung hợp với một loại virus khác nhưng về kết quả dung hợp thì cần phải được tiến hành kiểm tra thêm. Không cần kiểm tra nữa. Tần Lạc nói, hãy lập tức chuyển chất độc đó tới đây. Anh xác định chứ? Còn lựa chọn nào khác, Tần Lạc quả quyết, bệnh Lăng Tiếu đã chuyển tới mức này, nếu như không được điều trị có hiệu quả, có
có thể ngay tối hôm nay Lăng Thiếu sẽ không qua khỏi. Chỉ cần có virus có thể dung hợp với độc dược này, cho dù kết quả là gì đi nữa, cũng sẽ không tồi tệ hơn so với tình trạng bây giờ. Bây giờ chỉ thể coi là ngựa chết thành ngựa sống. Không, nói một cách chính xác là người sống thành người chết. Chương 1168, sống hay chết? Khi nghe Tần Lạc nói chuyện trên điện thoại về chuyện chất độc, Ninh Toái Toái vội vàng lên tiếng hỏi, Tần đại ca, có phải đã tìm được thuốc giải chất độc trong người Tiếu Tiếu rồi không? Lăng Mẫu cũng nhìn Tần Lạc với ánh mắt chờ mong, bà nói, bác sĩ Tần, cô biết Tiếu Tiếu lành ít dữ nhiều. Cô cũng không buộc cháu nhất định phải cứu sống Tiếu Tiếu. Cô chỉ cầu xin cháu hãy cố gắng hết sức là được, cố gắng hết sức là được rồi. Khi nói chuyện Lăng Mẫu đã khóc lặng đi. Tuy Lăng Mẫu nói không nhất định có thể cứu sống được nhưng nếu như con gái bà cứ như thế này rời bỏ bà, liệu bà có thể chịu đựng được nỗi đau đớn của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh không? Huống chi bà mới dùng nước ấm lau chất lỏng sền sệt dính trên khóe miệng của Lăng Tiếu. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, khóe miệng Lăng Tiếu lan trào ra những cục đờm có dính máu. Lúc này miệng Lăng Tiếu giống như một chiếc vòi nước như không được vặn chặt, liên tục chảy ra ngoài mang theo những chất lỏng rất tanh tưởi. Khi người mẹ nhìn thấy tình trạng này của con cái, đương nhiên sẽ nghĩ rằng bệnh đang nặng thêm. Đương nhiên lúc này quả thật bệnh của Lăng Tiếu đang ảng thêm. Bởi vì hoàn toàn không biết gì về chất độc trong người Lăng Tiếu, lần đầu tiên nghe nói khiến Tần Lạc không có cách thi triển sở học của mình. Chính vì vậy hắn cũng không có cách giải thích nguyên nhân một tiếng trước còn đang yên bình, đột nhiên lúc này bệnh tình Tiếu Tiếu đột nhiên tăng lên. Trước đó mấy ngày đã lấy máu trong người Lăng Tiếu. Đương nhiên Tần Lạc sẽ không nói chuyện Hồng Phu theo dõi tùy tùng của Lam Thiên Hộ, giết chết rồi từ đó tìm được độc tố tương tự. Hắn chỉ có thể nói chất độc này lấy từ trên người Lăng Tiếu mà thôi. Tôi có chuyển máu đó tới tất cả những phòng nghiên cứu quen biết ở Yến Kinh, xin bọn họ hỗ trợ, nghiên cứu. Lúc nãy tôi gọi điện thoại, một người bạn nói đã tìm được một loại virus có thể tiến hành dung hợp chất độc trong máu của Lăng Tiếu. Tiến hành dung hợp, Ninh Toái Toái không hiểu y học nên cô nghi ngờ hỏi. Vậy có phải là giải độc không? Tần Lạc lắc đầu. Vậy thì là gì? Ninh Toái Toái hỏi nhỏ. Thế nhưng Ninh Toái Toái cẩn thận quá thừa, mặc dù Lăng Mẫu đang lau khóe miệng cho Lăng Tiếu nhưng hai mắt bà vẫn chăm chú nhìn Tần Lạc, chăm chú lắng nghe từng câu nói của hai người bọn họ. Còn không mau tiến hành giải độc đi. Lăng Mẫu vội vàng gào lên. Không thể, Tần Lạc áy náy nói. Mặc dù chuyện này hoàn toàn không liên quan tới Tần Lạc, thậm chí hắn còn có thể mượn lý do mối quan hệ trước đây của hắn và Lăng Tiếu, đặt mình ra ngoài chuyện này cho dù chuyện chuyển biến xấu, tử vong. Thế nhưng hắn là Tần Lạc, hắn thật sự không thể làm chuyện đó. Gia giáo Tần gia không cho phép hắn làm chuyện thiếu đạo đức này. Tôi cần phải thương lượng chuyện này với cô. Ninh Toái Toái đi tới, đón lấy chiếc khăn ướt trong tay Lăng Mẫu, nói, cô, để cháu làm. Cô hãy nói chuyện với Tần đại ca đi. Lăng Mẫu không khách sáo. Lúc này không phải là lúc đưa đẩy, bà xoa xoa tay, nhìn Tần Lạc nói, bác sĩ Tần, cháu là bạn của Toái Toái, cháu lại tận tâm cứu chữa cho Tiếu Tiếu của cô. Cho dù kết quả cuối cùng là gì đi nữa thì Lăng gia cô cũng vô cùng biết ơn cháu, tuyệt đối không oán giận. Cháu là người hiểu lễ nghĩa, tới, về điều cô gọi cô là cô. Nếu như cháu không chê, quả thật cô cũng coi cháu như người nhà của mình. Có chuyện gì cháu cứ việc nói thẳng, Lăng Tiếu đã trong tình trạng này. Cô có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Tần Lạc gật đầu nói, cô, cháu không nói dối cô mà cũng không thể nói dối cô nhưng lựa chọn cuối cùng là tùy thuộc vào cô. Vậy cháu hãy nói xem rốt cuộc tình hình như thế nào. Lăng Mẫu hỏi. Nói thật, cháu không có cách cứu Tiếu Tiếu. Tần Lạc thản nhiên thừa nhận sự vô năng của mình. Bệnh của Lăng Tiếu là trúng độc, cho dù là châm cứu hay uống thuốc cũng đều không được. Cháu cũng không có cách nào biết được chất độc trong người Lăng Tiếu là chất độc nào. Cháu đã tìm tới những viện nghiên cứu cao cấp trong nước, bọn họ cũng hoàn toàn không biết loại độc này, thậm chí cháu cũng hỏi mấy viện nghiên cứu nước ngoài quen biết, bọn họ cũng thật sự không biết chất độc này. Tình hình thật sự đúng như lời Tần Lạc nói, chất độc trong người Lăng Tiếu như thể một virus máy tính kiểu mới. Các phương pháp diệt trừ virus hiện hành đều không có tác dụng mà các công ty nghiên cứu virus cũng không biết đây là loại virus gì. Đây chính là một chất độc hàng đầu, vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Vậy cháu mới nói thuốc giải gì? Đó không phải là thuốc giải. Tần Lạc nói, bọn họ chỉ tìm ra một loại virus có khả năng dung hợp chất độc này. Không phải thuốc giải sao? Vậy là cái gì? Lăng Mẫu ngơ ngác trước câu trả lời quanh co của Tần Lạc.
bà nghĩ tới nghĩ lui nhưng cuối cùng vẫn không hiểu là Tần Lạc muốn nói điều gì. Là chất độc, Tần Lạc trả lời. Chất độc, Lăng Mẫu kinh hãi hỏi lại. Ngay cả động tác tay của Ninh Toái Toái cũng ngừng lại. Cô nói, Tần đại ca, sao lại có thể là chất độc? Sao lại có thể cho Tiếu Tiếu uống chất độc? Đúng vậy, bác sĩ Tần, Lăng Tiếu đã như thế này rồi, nếu như tiếp tục cho nó uống chất độc, liệu nó có thể chịu được hay không? Cháu không biết, Tần Lạc trả lời. Tần Lạc cười gượng nói, đây là hai chất độc hoàn toàn có thể dung hợp với nhau, có khả năng sẽ biến thành một chất độc mới, cháu cũng thật sự không biết sẽ biến thành cái gì nữa, có ảnh hưởng tới sức khỏe của Tiếu Tiếu hay không. Nhưng cháu thấy rằng cho dù là nó sinh ra phản ứng gì đi nữa cũng còn tốt hơn tình trạng bây giờ nên cháu mới nói chuyện này cần cô ra quyết định. Lăng Mẫu cắn chặt răng, sắc mặt vô cùng đau đớn. Bà vốn chấp nhận nỗi đau đớn sắp mất đi người con gái này. Nhưng điều này vẫn không là gì. Chỉ trong nháy mắt bà phải chấp nhận nỗi đau đớn tự tay hạ độc làm chết con gái mình. Bà không quyết định được. Sao bà có thể hạ quyết tâm được đây? Có chuyện gì vậy? Một giọng nói đàn ông ồm ồm vang lên. Lăng Mẫu nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh, tâm trạng bà như tìm được cứu tinh, bà đi tới với gương mặt đẫm lệ. Tiểu Vân, con hãy cứu em gái của con đi, hãy cứu em gái của con đi. Bây giờ cần phải làm gì dây? Bây giờ cần phải làm gì hả? Bác sĩ Tần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng vẫn nhìn Lăng Tiếu trên giường, gật đầu với Ninh Toái Toái rồi hỏi Tần Lạc. Anh tới đúng lúc lắm, Tần Lạc nói, hắn gặp Lăng vẫn không nhiều nhưng hắn cảm giác nhân phẩm người này không tệ. Hơn nữa lúc ban đầu chính Lăng vẫn cung cấp tin tức hắn mới tập trung mục tiêu vào quản tự. Cần anh hỗ trợ một quyết định. Ngay sau đó Tần Lạc thuật lại một lần nữa quyết định của mình. Lăng vẫn cũng trầm ngâm. Đây quả thật là một quyết định rất khó khăn. Quyết định này còn khó khăn hơn cả quyết định đại chiến cụt. Lăng vẫn móc bao thuốc, rút một điếu cầm tay nhưng không châm lửa hút. Trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc. Không còn cách nào sao? Lăng vẫn hỏi lại. Tần Lạc gật đầu, những người còn lại không nói. Hãy thử đi, Lăng vẫn nói, tóm lại vẫn còn hy vọng. Vậy hãy thử, Tần Lạc nói, người nhà Lăng Tiếu đã đồng ý, lúc này hắn mới yên tâm thực hiện công việc. Nếu như bọn họ không đồng ý, Tần Lạc cũng không có quyền dùng thân thể Lăng Tiếu thực hiện thí nghiệm đó. Đây chỉ là một thí nghiệm. Bởi vì ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Mọi người không cần phải chờ đợi lâu. Ly nhanh chóng dẫn hai bác sĩ tới bệnh viện. Tần Lạc đã từng gặp bọn họ ở viện nghiên cứu Long Tức, biết bọn họ nhưng vấn đề là hắn đã quên tên bọn họ. Một bác sĩ già đầu bạc đeo kính lão nhận ra Tần Lạc, ông kéo hắn sang một bên hỏi nhỏ, anh thật sự muốn làm như vậy hả? Không còn cách nào khác. Tần Lạc chỉ Lăng Tiếu nằm trên giường bệnh không ngừng thổ huyết, nói. Nhưng điều này rất nguy hiểm. Chúng ta không biết kết quả là gì, thậm chí chúng ta cũng không biết cái này có tác dụng không nữa. Có lẽ khi truyền thêm loại virus này vào cơ thể cô ấy sẽ khiến cô ấy chết nhanh hơn. Anh đã suy nghĩ tới hậu quả của nó chưa? Đã nghĩ rồi, Tần Lạc nói, tôi đã nói rồi. Đối với tôi mà nói đây là biện pháp duy nhất, đây là vấn đề không còn sự lựa chọn nào khác. Vị giáo sư già thở dài nói, người nhà của cô ấy có đồng ý không? Anh đã giải thích hậu quả với bọn họ chưa? Đã nói rồi, bọn họ cũng đồng ý. Tần Lạc nói. Người bác sĩ trẻ đi tới trước mặt Tần Lạc, đưa chiếc dương nhỏ màu bạc trong tay nói, đây là virus hợp thành. Chỉ cần truyền nó vào trong người bệnh nhân là được nhưng tôi đề nghị anh trước tiên cho người nhà bệnh nhân làm giấy cam đoan. Trước khi mỗi một bệnh nhân bước vào phẫu thuật, người nhà đều phải làm giấy cam kết. Vì sao? Bởi vì mọi cuộc giải phẫu đều có nguy hiểm, nếu như người nhà bệnh nhân không ký tên, cuối cùng bệnh viện và bác sĩ sẽ gánh chịu hậu quả cực kỳ xấu. Thậm chí người nhà bệnh nhân còn kiện bọn họ lên tòa án, bọn họ cũng không cách nào bào chữa. Lần này không thể nói là cuộc giải phẫu vô cùng nguy hiểm mà là thập tử nhất sinh chính vì vậy người bác sĩ trẻ mới có đề nghị này. Không cần, Tần Lạc cười nói, tôi tin tưởng bọn họ. Tôi làm, Lăng vẫn nói, ở đầu giường có giấy và bút. Lăng vẫn viết mấy chữ, nói rõ không quy trách nhiệm cho người nào. Tần Lạc mỉm cười, hắn mở chiếc dương màu bạc, bên trong có một ống tiêm. Trong ống tiêm có 2cc chất lỏng màu đỏ, màu sắc giống như thủy tinh bị đập vỡ, giống như anh đào màu đỏ. Đây chính là virus hợp thành mà bọn họ đã tìm được. Tần Lạc gắn kim tiêm vào ống tiêm, khi chuẩn bị đâm kim vào người Lăng Tiếu, hắn ngừng lại nói với Lăng Mẫu và Lăng Vẫn, hai người còn gì muốn nói với Lăng Tiếu không? Hai mắt Lăng Mẫu giàn giụa nước mắt,
bà nhào tới ôm Lăng Tiếu, khóc òa. Hai mắt Lăng vẫn ươn ướt, sau khi quay người lau nước mắt, anh ta vội vàng đi tới trước giường. Ninh Toái Toái vừa khóc vừa ở bên cạnh an ủi Lăng Mẫu bớt đau khổ. Đợi khi ba người rời khỏi giường bệnh, Tần Lạc đi tới. Sau khi dùng bông tiệt trùng lau lau trên cánh tay gầy gò của Lăng Tiếu, hắn nhanh chóng đâm kim tiêm, đẩy tất cả chất lỏng trong ống tiêm vào trong người Lăng Tiếu. Sống hay chết, đây là cả một vấn đề. Chương 1169, toàn thức tử ngọ hỏa châm. Mặc dù Tần Lạc chưa nhiều tuổi, thời gian hành y của hắn không ngắn. Hơn nữa vì chịu ảnh hưởng phong cách của ông Tần Tranh nên cho dù khi bắt mạch hay dùng thuốc, hắn đều có một phong thái bình tĩnh, tự nhiên. Thuốc tới bệnh tan, phóng khoáng, thoải mái. Cho dù bệnh nhân của hắn là quan chức cấp cao, người giàu có hay người miền núi người ăn mày, hắn đều đối xử như nhau tâm trạng bình thản. Không nóng vội rất dễ dàng mang tới cho người khác một cảm giác an toàn. Đây chính là một nguyên nhân rất quan trọng khiến rất nhiều người bệnh đã quên đi tuổi tác của hắn mà giao phó tính mạng mình cho hắn. Cho tới tận lúc này Tần Lạc thật sự không nghĩ chính mình sẽ căng thẳng trong quá trình chữa bệnh. Ngay cả lần đầu tiên khi hắn tới khám chữa bệnh tại nhà của hắn cũng không rơi vào tình trạng căng thẳng bởi vì trước đó hắn đã rất nhiều lần luyện tập cùng với ông mình. Bình tĩnh là vì hắn tự tin, vì trước khi chữa bệnh, hắn hoàn toàn xác định rằng mình có thể chữa khỏi cho người bệnh. Bây giờ, Tần Lạc thật sự không có sự tự tin khi đối mặt với tình trạng trúng độc của Lăng Tiếu. Sau khi tiêm hết ống tiêm thuốc màu đỏ vào trong người Lăng Tiếu, Tần Lạc ngồi chờ phản ứng của Lăng Tiếu với gương mặt lo lắng. Không chỉ có Tần Lạc, Lăng Mẫu, Lăng Vấn, Ninh Toái Toái còn cả hai bác sĩ ở bên cạnh cùng chăm chú nhìn Lăng Tiếu. Ai nấy đều như ngừng thở, ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, dường như bọn họ sợ rằng chỉ cần mình khẽ ho khan một tiếng Lăng Tiếu cũng sẽ ngất xỉu vậy. Trầm mặc, vẫn trầm mặc. Tần Lạc đã nghĩ tới khả năng co giật dữ dội, có khả năng tim đập mạnh mẽ một hồi rồi ngừng, rất có khả năng nôn mửa dữ dội, cũng có khả năng đột nhiên Lăng Tiếu tinh lại. Thế nhưng không ngờ tới lúc này Lăng Tiếu vẫn không nhúc nhích. Tần Lạc quay người nhìn vị giáo sư già, hỏi, liệu virus này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, vị giáo sư già nói, đây chính là virus hợp thành quan trọng nhất do chính tôi tự mình nuôi cấy. Chúng tôi trực tiếp lấy mẫu vật mang tới đây, tuyệt đối không có chuyện gì. Thật kỳ quái, Tần Lạc giơ tay bắt mạch Lăng Tiếu thăm dò. Vẫn giống như lần trước, mạch tượng yếu, mạch bác hỗn loạn, không có cảm giác tiết tấu. Trong lúc mọi người đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Ninh Toái Toái hô to, hãy nhìn kìa. Giọng nói Ninh Toái Toái dồn dập, sắc mặt hoảng hốt giống như là cô đã phát hiện ra điều gì đó thật sự khủng khiếp. Quả thật cũng rất khủng khiếp. Bởi vì cuối cùng Lăng Tiếu cũng có phản ứng. Thân thể Lăng Tiếu co quắp dữ dội trông giống như một người bị bệnh động kinh, xương cốt còn kêu răng rắc như tiếng băng đạn vậy, giống như tiếng hạt ngô nổ lách tách khi rang vậy. Lúc nãy Lăng Tiếu nôn ra từng chút máu một giống như một cái đập nước chưa đóng kín, chảy nhỏ giọt nhưng lúc này như thể cái đập được mở toang. Lăng Tiếu nôn ra từng ngụm máu lớn. Trời ơi, sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Mẫu gập gáp tới mức chân tay luống cuống. Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần. Ngược lại Tần Lạc bình tĩnh hơn rất nhiều khi hắn nhìn thấy phản ứng của Lăng Tiếu. Tần Lạc đã sớm nói cho dù kết quả là gì đi nữa, cũng tốt hơn so với cảnh nằm chờ chết. Trong suy nghĩ của Tần Lạc, có phản ứng còn tốt hơn so với không có phản ứng. Mặc dù lúc này phản ứng thân thể co quắp, xương khớp kêu răng rắc, mồm thổ huyết. Sắc mặt hắn nghiêm túc, một lần nữa giơ tay bắt mạch cho Lăng Tiếu. Khi chạm vào tay Lăng Tiếu, khẽ bóp, Tần Lạc cảm thấy mạch đập rất mạnh. Giống như một con kiến bò trên chảo nóng, trước khi chết điên cuồng giãy giụa tìm con đường thoát. Thế nhưng trong lòng Tần Lạc rất vui mừng. Mặc dù mạch tượng của Lăng Tiếu càng lúc càng hỗn loạn, không có trình tự nhưng mạch bác lại càng lúc càng có lực, hùng hậu, không có dấu hiệu tử vong, lúc đập lúc không khiến người ta phải lo lắng. Thành công! Đưa hộp châm cho tôi, Tần Lạc nói to. Ninh Toái Toái có phản ứng trước nhất, cô vội vàng chạy lấy hộp châm đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc lấy từ trong hộp ra một cây châm cực kỳ thô, to, tiến hành khử độc, hắn nói với Ninh Toái Toái, hãy đốt cồn lên. Ninh Toái Toái không biết cồn ở đâu nhưng các y tá trực bên cạnh thì biết, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội thể hiện. Mấy y tá lấy chén cồn đã chuẩn bị sẵn ở trong ngăn tủ, dùng diêm đốt cháy rồi chuyển tới cho Tần Lạc. Tần Lạc đặt cây châm dưới ngọn lửa rượu cồn, đốt nóng và nói, tốt nhất đàn ông nên tránh ra ngoài. Lăng vẫn không nói không rằng, đi ra ngoài trước.
Mặc dù hai giáo sư của Viện Nghiên cứu Long Tức rất muốn ở lại xem cách Tần Lạc trị bệnh cứu người, nhưng người bệnh cần cứu chữa là một cô gái trẻ, bọn họ không thể không biết xấu hổ mà ở lại nên cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Tần Lạc nói với Ninh Toái Toái, hãy cởi quần áo của cô ấy ra. Cởi hết sao? Ninh Toái Toái hỏi. Ninh Toái Toái cũng chỉ là một cô gái trẻ, hơn nữa còn chưa trải nghiệm chuyện nam nữ. Mặc dù người bị cởi quần áo không phải là bản thân cô, nhưng khi nghĩ tới chuyện Lăng Tiếu bị lột sạch trơn trước mặt Tần Lạc, cô vẫn có một cảm giác rất khó thích nghi. Khi Ninh Toái Toái lên tiếng hỏi, Lăng Mẫu đã vội làm. Chuyện có liên quan tới việc sống chết của con gái, còn ai suy nghĩ nhiều tới chuyện đó không? Lúc này Ninh Toái Toái cảm thấy câu hỏi của mình hơi thừa nên cô vội vàng giúp Lăng Mẫu cởi quần áo Lăng Thiếu. Dưới sự cố gắng của Lăng Mẫu và Ninh Toái Toái, quần áo của Lăng Thiếu nhanh chóng được cởi ra như một con cừu nhỏ. Khi nhìn đôi gò bồng đào đầy đặn của con gái lồ lộ trước mặt, Lăng Mẫu muốn cầm chiếc chăn che đi, nhưng bà nghĩ sao đó lại thôi. Có thể cứu con gái sống lại thì cho dù để con gái cho hắn nhìn thì đã sao nào. Tần Lạc dường như không nhìn thấy gì trên giường bệnh vậy, hai mắt hắn nhắm hẳn lại, bàn tay cầm ngân châm đảo đi đảo lại trên ngọn đèn cồn, giống phong cách ngồi trong lòng phụ nữ mà lòng không loạn của Liễu Hạ Huệ. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Đột nhiên Tần Lạc cầm cây ngân châm được đốt đỏ hồng đâm nhanh vào ngực Lăng Tiếu. Ngân châm dài to, Tần Lạc lại đốt đỏ hồng, động tác của hắn lại cực nhanh. Giống như cầm một vật sắc nhọn muốn đâm chết Lăng Thiếu. A, Lăng Mẫu kinh hãi kêu lên, Ninh Toái Toái cũng há hốc mồm thành hình chữ O, thật sự quá kích thích mà. Ngân châm đâm vào da thịt, thậm chí người bên ngoài có thể nghe thấy tiếng da thịt bị đốt xèo xèo. Điều càng khiến mấy người Lăng Mẫu cực kỳ sợ hãi là sau khi Tần Lạc đâm ngân châm vào trong thân thể Lăng Thiếu, hắn bỏ mặc, buông tay rồi lại lấy tiếp một cây ngân châm khác từ trong hộp châm, khử độc, đốt nóng rồi đâm châm. Một châm, hai châm, ba châm. Một hộp châm, hai hộp châm, ba hộp châm. Lúc này Tần Lạc đã dùng tất cả 48 cây ngân châm. Ngực, dưới sườn, đầu, bắp đụp, lòng bàn chân, thậm chí gần chỗ kín của Lăng Tiếu cũng cắm ngân châm. Toàn thân Lăng Tiếu đầy ngân châm giống như một con nhím trắng ở chuồng. Lúc này Lăng Tiếu càng nôn dữ dội. L cô không còn nôn ra chất lỏng dính máu mà bắt đầu nôn ra từng ngụm máu tươi. Mũi, lỗ tai của Lăng Tiếu cũng chảy máu, các bộ phận trên người cô không nơi nào không chảy máu. Ngay cả lỗ chân lông cũng chảy ra những giọt mồ hôi to màu đỏ của máu tươi. Thân thể Lăng Tiếu đầm đìa mồ hôi như những giọt nước mưa răng kín thân thể cô. Mái tóc cô ướt sũng, giống như cả người cô mới được vớt lên từ dưới nước. Sau khi đâm châm xong, rửa tay, Tần Lạc nói với Ninh Toái Toái, hãy mở điều hòa trong phòng, mức cao nhất. Ninh Toái Toái đối với Tần Lạc là bảo sao nghe vậy, cô vội vàng chạy đi bật điều hòa. Lúc này không chỉ một mình Lăng Tiếu ướt sũng người mà ngay cả Lăng Mẫu đứng bên cạnh quan sát cũng ướt sũng người, mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng không một người nào rời khỏi, ai ai cũng đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn thì tình trạng của Lăng Tiếu trông càng nghiêm trọng hơn, nhưng khi bọn họ nhìn Tần Lạc bình tĩnh đâm châm, bình tĩnh đưa ra từng yêu cầu một ngược lại khiến tâm trạng bọn họ không còn rơi vào tình trạng khủng hoảng. Bọn họ vô cùng tin tưởng Tần Lạc, bọn họ càng tin tưởng vào sự tỉnh lại của Lăng Thiếu. Két! Cánh cửa phòng được mở ra, Lăng Vẫn và hai giáo sư vẫn đang chờ ở ngoài cửa, vội vàng chạy tới. Lăng Vẫn ôm cánh tay Tần Lạc, lắc lắc nói, thế nào, Thiếu Thiếu thế nào rồi? Sắc mặt của hai viên giáo sư cũng đầy mong chờ, bọn họ chỉ muốn biết kết quả từ miệng Tần Lạc. Mái tóc Tần Lạc ướt đẫm, mặt hắn đầm đìa mồ hôi trông giống như mới đi dưới mưa vậy. Tần Lạc ngồi phịch xuống trước cửa phòng, nói với Lăng Vẫn, cho tôi một điếu thuốc. Lăng Vẫn ngẩn người rồi anh ta vội vàng rút bao thuốc ở trong túi lấy một điếu đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc giơ tay cầm điếu thuốc nhưng ngón tay hẳn run run, không sao có thể cầm được điếu thuốc. Lăng Vẫn nhét điếu thuốc vào miệng Tần Lạc rồi móc bật lửa châm thuốc. Tần Lạc rít một hơi thật manh sau khi khói thuốc đặc sộc vào khiến hắn ho khan mấy tiếng, lúc này Tần Lạc mới cảm giác sức lực cơ thể mình được khôi phục một phần. Tiếu Tiếu thế nào rồi? Lăng Vẫn vẫn cầm tay Tần Lạc, giọng nói đã bình tĩnh nhưng mang dáng dấp cực kỳ mong đợi. Tôi đã dùng toàn tử ngọ hỏa châm, Tần Lạc cười nói, gương mặt tuấn tú đầm đìa mồ hôi trông cực kỳ lôi cuốn. Trước kia tôi chỉ có thể sử dụng 32 châm, hôm nay tôi đã dùng 48 châm. Tiếu Tiếu thế nào rồi?
Lăng vẫn cẩn thận suy nghĩ nhưng cuối cùng không nhận thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa toàn thức tử ngọ châm với việc tỉnh lại của Lăng Thiếu. Không biết, Tần Lạc lắc đầu nói. Không biết, Lăng vẫn ngạc nhiên. Câu trả lời gì vậy? Thế nhưng tạm thời vẫn không chết, Tần Lạc cười nói. Chương 1170, thần tiên, thần côn và thần y. Tạm thời không chết là ý gì hả? Bệnh tình tạm thời ổn định hay vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm? Lăng vẫn cũng chẳng muốn đoán tiếp, anh ta định đi vào trong xem tình trạng của em gái mình. Hai vị giáo sư một già, một trẻ cũng trong tâm trạng lo lắng, hình như còn muốn biết kết quả hơn cả Lăng vẫn. Loại vi rút hợp thành này là của bọn họ muốn biết tác dụng của nó đối với cơ thể con người. Lăng Tiếu chính là một con chuột bạch nhỏ. Không nên đi vào trong, Tần Lạc nói. Sao vậy? Vị giáo sư già hỏi, Lăng vẫn không nói chỉ lặng yên nhìn Tần Lạc. Cô ấy đang ra mồ hôi, Tần Lạc trả lời. Mồ hôi? Bây giờ mọi người vào trong không tiện, hãy chờ một lát, Tần Lạc nói. Tần Lạc nhìn giờ trên màn hình di động, nói, ít nhất là 20 phút nữa. Lăng vẫn ngồi xổm ở hành lang, rút một điếu thuốc ngậm trong mồm, hỏi Tần Lạc, toàn thức tử ngọ hỏa châm là châm pháp gì vậy? Trước kia tôi chưa từng nghe nói. Vốn Lăng vẫn hoàn toàn không hiểu biết gì về y học. Sau khi em gái anh ta trúng độc, anh ta mới tìm hiểu thông tin, tài liệu về lĩnh vực này. Anh ta chú trọng nhất tới những danh y trong, ngoài nước, có khát vọng một người nào đó có thể tìm được danh y cứu em gái mình. Từ vốn kiến thức y học ít ỏi của mình, Lăng vẫn biết châm pháp thành danh của Tần Lạc là Thái Ất Thần Châm. Anh cũng thấy hứng thú với y học sao? Tần Lạc cười hỏi. Hiểu một chút, Lăng vẫn rầu rĩ hút thuốc. Bệnh tình của Lăng Tiếu giống như một tảng đá đè nặng tâm can người Lăng gia, khiến ai nấy trong lòng đều cực kỳ mệt mỏi, không còn chịu nổi nữa. Toàn thức tử ngọ hỏa châm chính là toàn thức tử ngọ châm dùng để châm cứu toàn thân. Thế nhưng trước khi châm phải đốt nóng ngân châm, dùng nhiệt của nó kích thích huyệt vị toàn thân nên ai cũng gọi nó là hỏa châm. Tần Lạc giải thích, toàn thức tử ngọ hỏa châm là tuyệt kỹ của y vương Lý Tử Hằng đời Bắc Tống. Vào triều Minh, thần y Phú Dương trong lúc vô tình phát hiện ra thủ pháp này khi đốt nóng ngân châm càng có hiệu quả trị bệnh hơn nữa. Hỏa châm chính là một nhánh của toàn thức tử ngọ châm, châm này do một người bạn của ông tôi truyền thụ, bình thường tôi rất ít khi dùng. Vậy tử ngọ hỏa châm này có chữa được bệnh của Tiếu Tiếu không? Tần Lạc lắc đầu nói, không. Vậy cái gì mới có thể chữa khỏi cho Tiếu Tiếu? Vận may, Tần Lạc cười nói chính xác là vận may. Vận may, Lăng vẫn nhếch miệng cười, vận may cũng có thể chữa khỏi bệnh sao? Nếu điều này có thể, người bệnh không cần đi tìm bác sĩ nữa rồi chỉ cần ngồi ở nhà đợi vận may tới là được. Bác sĩ Tần, độc dược đó có tác dụng không? Vị giáo sư già không thể kiềm chế được nữa. Ông đích thân đi cùng Ly tới nơi này chính là muốn chứng kiến phản ứng và hiệu quả sau khi loại vi rút hợp thành này được bơm vào thân thể người bệnh. Nếu như không có hiệu quả, người bệnh chết, dù gì đi nữa chuyện này cũng không liên quan gì tới bọn họ, Tần Lạc chính là người bơm thuốc, không phải bọn họ. Nếu có tác dụng, cứu được bệnh nhân, đây được coi như thành quả nghiên cứu của bọn họ. Nên nhớ rằng loại thuốc độc này có kỹ thuật khoa học hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ít nhất, nếu như loại virus này không giải độc được thì điều này thật đáng tiếc. Thế nhưng loại virus mà bọn họ nghiên cứu ra có thể giải độc được, bọn họ đã lập công lớn. Không có tác dụng, Tần Lạc lắc đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh hãy nói rõ cho chúng tôi biết, vị giáo sư già nói. Rốt cuộc thì thuốc giải có tác dụng hay toàn thức tử ngọ châm của anh có tác dụng hả? Tất cả chúng tôi đều bị anh làm hồ đồ hết cả rồi. Độc dược vô dụng mà toàn thức tử ngọ châm cũng vô dụng, Tần Lạc cười nói, nhưng tình trạng của người bệnh đã ổn định trở lại, chính vì vậy tôi mới nói là nhờ vận may trợ giúp. Khi nhìn thấy sắc mặt như muốn ăn thịt người của vị giáo sư già, Tần Lạc mỉm cười, ném điếu thuốc trong tay vào trong thùng giá. Nói. Loại độc dược trong người Lăng Thiếu rất khó giải nhưng nó có thể dung hợp với chất độc khác, như vậy nó sẽ biến thành một chất độc hoàn toàn mới. Hiệu quả của loại độc dược này rất mạnh, suýt chút nữa đã lấy mất mạng của Lăng Thiếu. Thế nhưng cũng vì dược tính của loại độc dược này rất mạnh nên nó đã kích hoạt kinh mạch và khí quan thân thể của Lăng Thiếu đang ngủ say. Trước đó chúng ta hoàn toàn bó tay trước tình trạng bệnh tình của Lăng Thiếu, nguyên nhân là gì? Bởi vì cho dù chúng ta dùng kim châm hay dùng thuốc thì cũng không có cách nào kích hoạt kinh mạch cơ thể và cơ quan trong cơ thể thức tỉnh. Không có sự cộng hưởng này, châm cứu và thuốc giải độc đều không thành công. Tất cả chỉ vô dụng. Thế nhưng không phải anh đã nói suýt chút nữa nó cướp đi tính mạng Lăng Tiếu sao? Vậy sao có thể cứu được?
Lúc này vị giáo sư già như một học sinh ngoan, ông nhìn Tần Lạc với ánh mắt tha thiết. Viên giáo sư trẻ tuổi kia cũng ngồi xổm bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng từ của Tần Lạc. Khi thân thể Lăng Thiếu có phản ứng, tôi mới có cơ hội chữa trị. Tần Lạc cười nói, chính vì vậy tôi mới có cơ hội dùng toàn thức tử ngọ hỏa châm, vì rút hợp thành kích hoạt thân thể người bệnh. Hỏa châm cứu châm khí nóng, cuối cùng có thể trục xuất chất độc ra khỏi thân thể bệnh nhân. Vậy thân thể Lăng Tiếu thế nào rồi? Lăng vẫn sốt ruột hỏi, sau khi bức chất độc ra ngoài Tiếu Tiếu có tỉnh được không? Không biết. Tần Lạc lắc đầu. Anh cũng không biết sao. Tần Lạc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động rồi nói, ít nhất phải chờ tới khi toát hết mồ hôi mới biết được. Sau 20 phút, một lần nữa Tần Lạc đứng dậy, đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng rất ấm, cả người Lăng Mẫu, Ninh Toái Toái và cả Ly đều biến thành người mồ hôi. Lăng Mẫu và Ninh Toái Toái ở trong thì có thể hiểu được nhưng Ly cũng không đi ra ngoài. Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân. Chẳng lẽ cô ấy cũng muốn toát mồ hôi bài trừ độc tố sao? Bác sĩ Tần, như này đã được chưa? Lăng Mẫu nhìn làn da của Lăng Tiếu vì xuất huyết tới mức nứt nẻ, lo lắng hỏi Tần Lạc. Tần đại ca, da của Tiếu Tiếu bắt đầu nứt nẻ rồi. Ninh Toái Toái thì thào nhắc nhở Tần Lạc. Tần Lạc giơ tay nhéo nhéo vào cánh tay trần của Lăng Tiếu, nói, 10 phút nữa nhả châm. Nhưng Tần Lạc không đợi tới hết 10 phút mới nhả châm bởi vì Lăng Thiếu dưới tác động của hỏa châm và nhiệt độ cao ở trong phòng, nhanh chóng biến thành một xác khô. Tần Lạc xuất châm đã nhanh nhưng nhổ châm còn nhanh hơn. 40 mấy cây châm nhanh chóng được cất vào trong hộp châm như chóp giật, cuối cùng Tần Lạc nắm tay Lăng Thiếu bắt mạch. Mạch đập có lực, mạch tượng vững vàng, tất cả đều thuộc về trạng thái khỏe mạnh. Sau khi bắt mạch lại, Tần Lạc vạch một mí mắt Lăng Thiếu ra quan sát. Tia máu đỏ ở trong mắt trắng đã tan biến, lúc này đồng tử chỉ còn thuần túy một màu đen. Tần Lạc thở một hơi thật dài cười nói, cô, xin chúc mừng. À, Lăng Mẫu kích động, hai mắt đỏ hoe, bác sĩ Tần, cháu nói Tiếu Tiếu sẽ khỏe lại sao? Tần Lạc lắc đầu nói, tạm thời thì không tốt. Tại sao? Ninh Toái Toái hỏi, đã giải được chất độc chưa? Giải độc rồi, Tần Lạc trả lời. Vậy tại sao cô ấy còn chưa bình phục? Chất độc đã giải nhưng chất độc trong tim chưa giải được, Tần Lạc nói. Lăng Mẫu đang định lên tiếng hỏi nhưng câu nói mới ra tới miệng đã vội vàng nuốt vào trong. Chất độc trong tim chưa giải chính là khúc mắc trong lòng chưa giải được. Cho dù thật sự bệnh của Lăng Thiếu đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng cô ấy có tình nguyện tỉnh lại không? Quán trà Minh Nguyệt là quán trà nằm bên trong viện điều dưỡng, mở ra phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đương nhiên người ngoài không thể vào trong viện điều dưỡng của quân đội được canh phòng cẩn mật này. Trong góc quán trà, Tần Lạc, Ly, Ninh Toái Toái và Lăng Vẫn bốn người phân chia hai bên ngồi đối diện nhau. Lăng Vẫn và Ninh Toái Toái vẫn mang sắc mặt vui mừng. Mặc dù Lăng Tiếu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại thế nhưng lúc này bọn lại ngập tràn hy vọng. Hơn nữa cho dù Lăng Tiếu không thể tỉnh dậy trong chốc lát, ngày hôm nay vẫn đáng để chúc mừng vì Tần Lạc lại một lần nữa cho Lăng Tiếu tính mạng. Ít nhất lúc này Lăng Tiếu không rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng nữa. Ninh Toái Toái cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, Tần đại ca, em lại nói bậy rồi. Lúc trước vì an ủi anh, em nói anh là thầy thuốc. Không phải thân tiên, bây giờ ngược lại em cảm thấy anh không phải thầy thuốc mà là thần tiên. Tôi không phải là thần tiên, Tần Lạc phủ nhận, các căn bệnh trên thế giới này muôn hình vạn trạng. Có rất nhiều căn bệnh tôi chưa từng nhìn thấy. Không một thầy thuốc nào dám nói bản thân mình có thể chữa trị hết tất cả mọi căn bệnh. Kẻ nào dám nói câu này, kẻ đó không phải là thần tiên mà là thần côn. Anh không phải thần tiên, cũng không phải thần côn, anh là thần y. Ninh Toái Toái trêu chọc Tần Lạc, cái mũi nhỏ nhắn của cô nhăn lại, trông cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn. Lăng vẫn cảm kích nhìn Tần Lạc nói, tính mạng của em gái được cứu, mẹ anh ta lại có hy vọng chờ đợi mới. Cũng giống như lần trước. Vào lúc Lăng gia bọn họ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng nhất, người thanh niên ngồi trước mặt này lại kéo bọn họ dậy. Người xưa có nói, đại ân không lời cảm tạ hết nhưng không có nghĩa là không nói cũng không có nghĩa là không làm. Cố hết sức thôi, Tần Lạc mỉm cười nói. Tâm trạng hắn lúc này cũng rất thoải mái. Có thể có được kết quả này đã vượt qua kỳ vọng của hắn. Có thành công hôm nay, chuyện bình phục của Lăng Thiếu chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Đáng hận là quản tự kia đã chết sớm. Lăng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không tôi nhất định sẽ liều mạng với hắn. Có bài hát rằng, người yêu mình nhất chính là người hận mình nhất. Trước kia quản tự và Lăng vẫn là bạn bè thân thiết, anh ta còn tưởng như huynh đệ sống chết cùng nhau.
Thế nhưng người anh em mà anh ta vô cùng coi trọng này chỉ trong nháy mắt đã bán đứng bọn họ, đẩy toàn gia đình bọn họ rơi vào địa ngục. Một năm nay, Lăng gia bọn họ có mấy ngày thư thái? Nếu như không có quản tự, bọn họ có khổ sở như này không? Khi nghe Lăng vẫn nhắc tới quản tự, Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc hỏi, Tần đại ca, vì sao quản tự lại hại Lăng thiếu? Gần một năm rồi anh có tìm được đầu mối nào không? Chương 1171, phóng ngựa lại đây. Không, Tần Lạc lắc đầu nói. Tần Lạc vẫn nhớ rõ câu nói của quản tự trước khi chết. Tần Lạc cũng điều tra ra một vài manh mối nhưng hiện nay vẫn chưa phải lúc thu lưới. Đối thủ của hắn cực kỳ bí mật cũng như cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần làm việc, chúng chỉ sử dụng nhân viên vòng ngoài rất khó tiếp cận nhân viên nòng cốt của chúng. Ôi, Ninh Toái Toái khẽ thở dài nói, khi đó có Lăng Vẫn, có Lăng Tiếu, có Lệnh Tây, còn có cả quản tự, mọi người tụ tập với nhau thật sự vui vẻ. Chúng tôi ai cũng đối xử với anh ta như ô đại ca của mình, thật sự không ngờ anh ta lại là người như vậy. Anh hãy nói xem rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến anh ta làm như vậy. Anh ta không phải lo chuyện cơm áo, lại không thiếu tiền. Anh ta muốn kiếm tiền, chúng tôi có thể giúp anh ta. Anh ta và Lệnh Tây kết mối làm ăn thành lập danh y đường, làm các sản phẩm giống như khuynh thành quốc tế cũng kiếm được rất nhiều tiền mà. Không chỉ Ninh Toái Toái không hiểu động cơ của quản tự mà Lăng vẫn cũng như vậy. Anh ta đã có một năm suy nghĩ về vấn đề này nhưng vẫn không nghĩ ra. Khi một người làm việc, đơn giản là cầu danh lợi. Quản tự không chiếm được danh, không chiếm được lợi. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến anh ta ra tay hạ độc thủ đối với huynh đệ và người yêu của mình? Thật đáng tiếc cho Lệnh Tây, Lăng vẫn nói. Thông qua một vài chuyện cộng với phán đoán của mình, đại khái Tần Lạc đã hiểu được lý do của quản tự khi làm như vậy nhưng hắn không đứng ra giải thích giúp quản tự. Mọi người không ai nợ ân tình của ai. Một khi anh đã có lựa chọn này, anh nên chấp nhận việc bị mọi người phi nhổ. Tần đại ca, sao Tiếu Tiếu vẫn chưa tỉnh lại, cuối cùng Ninh Toái Toái không kìm hãm được, chuyên đề tài sang Lăng Tiếu. Ninh Toái Toái thực sự hy vọng Lăng Tiếu tỉnh lại, cô thật sự hy vọng có thể lập tức nói chuyện cùng với Lăng Tiếu Tiếu, cô muốn ôm lấy Tiếu Tiếu. Khóc, cười, gào to. Mọi người hãy cố gắng khuyên nhủ cô ấy, Tần Lạc nói bây giờ cô ấy đã có ý thức. Cô ấy có thể nghe thấy mọi người nói chuyện. Vấn đề lúc này không phải là vì Tần Lạc không cứu được Lăng Thiếu mà chính là vì Lăng Thiếu đang từ chối sự tỉnh dậy của chính mình. Lần trước Tần Lạc dùng ngân châm tiến vào não bộ của Lăng Thiếu, hắn cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng tới cùng cực của Lăng Thiếu. Lăng Thiếu không còn bất kỳ lưu luyến nào với thế giới này, chính vì vậy thế giới của cô là một khoảng tối đen kịt. Chính Lăng Thiếu đã từ chối điều trị. Không còn sức sống mãnh liệt nên lúc này chỉ dựa vào một mình phương pháp điều trị của Tần Lạc thì không ổn. Ví dụ như có một nạn nhân của vụ tai nạn xe cộ trước khi hôn mê bất tỉnh cực kỳ thích chơi mạt chược. Khi nạn nhân nằm viện, người thân của nạn nhân không chịu từ bỏ hy vọng, hàng ngày đều có mấy người ở trong phòng của bệnh nhân, gọi tên, đánh mạt chược náo động. Tiếng hô, tỉnh dậy đi, chúng mình đánh mạt chược. Ba thiếu một chúng tôi đang chờ cậu, kỳ tích sẽ xuất hiện. Hai tháng sau, người bệnh đã tỉnh lại. Kỳ tích. Lăng Thiếu này cũng cần một kỳ tích. Tần Lạc lại không làm được kỳ tích này. Vậy làm phiền em, Lăng vẫn nói. Anh ta là một người đàn ông, lại là một quân nhân, không biết tâm sự với em gái mình. Bây giờ có người làm thay trách nhiệm này nên đương nhiên anh ta phải cảm ơn. Lăng đại ca, anh không nên khách sáo. Em và Tiếu Tiếu là bạn thân, Ninh Toái Toái nói. Ninh Toái Toái lại nói với Tần Lạc việc xây dựng lại building Hoán Khê. Hiện nay đã xây dựng tới tầng 4. Building Hoán Khê tổng cộng có 29 tầng, có lẽ tới cuối năm sẽ hoàn thành. Tần Lạc bày tỏ sự cảm ơn. Hắn biết nếu không có sự hỗ trợ của Ninh gia tuyệt đối không thể có tốc độ xây dựng nhanh như vậy. Tần đại ca, khi nào anh có thời gian, chúng mình cùng đi xem qua có được không? Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc với ánh mắt sáng quắc, cô chủ động đưa ra đề nghị. Được, Tần Lạc gật đầu nói, thế nhưng mấy ngày này tôi khá bận. Không sao, em thường xuyên có mặt ở công trường. Ngay khi anh có thời gian, anh có thể gọi điện cho em. Tần Lạc đồng ý, không từ chối nữa. Ngồi lại một lát rồi Tần Lạc đứng dậy cáo từ. Hắn đã đi khá lâu, cần phải quay về, hơn nữa quần áo của hắn ướt đẫm mồ hôi dù lúc này gió thổi khô nhưng mặc trên người rất khó chịu. Để em tiễn anh, Ninh Toái Toái nói. Không cần đâu, hai người cử đi xem tình hình, Tiếu Tiếu, Tần Lạc từ chối. Ninh Toái Toái cũng không miễn cưỡng nữa. Bên cạnh Tần Lạc có một vệ sĩ. Cho dù cô có đi cùng Tần Lạc ra ngoài thì cũng tuyệt không có cách trò chuyện thân mật với hắn.
Khi xe đang chạy trên đường, đột nhiên chuông điện thoại di động của Ly đột nhiên vang lên. Ly nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Ly nhanh chóng ngắt điện thoại và nói Tần Lạc, quay về Long Tức. Long Tức, phòng làm việc của Hoàng Thiên Trọng. Thiên Trọng, nước chảy chỗ trũng, người đi lên chỗ cao. Đi tới Tây Nam coi như được thăng lên một cấp, so với chức đội trưởng Long Tức này như một bước tiến rất lớn. Tôi chỉ muốn nói câu chúc mừng anh, người đang nói chính là một người to béo, mặc một bộ vest rộng thùng thình, mái tóc húi cao, nước da rất trắng, gương mặt luôn tươi cười, nhìn trông rất có cảm tình. Để người này tới làm thuyết khách, chứng tỏ những người đó có bố trí rất tốt. Hoàng Thiên Trọng, gương mặt không cảm xúc, đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt bàn, không rõ đang suy nghĩ gì đó. Nói gì thì nói, trong số con cái xuất thân từ Đại Việt, chỉ có mình Thiên Trọng anh có tiền đồ. Anh xem họ Lý, họ Kim không nổi bật trong quan trường, không tiến lên trong quân đội, tất cả đều bỏ ra ngoài làm ăn. Ha ha, dựa vào quan hệ nhà quan để kiếm tiền. Bản lĩnh đó không đáng tiền, dù có nhiều tiền cũng bị người ta coi thường, vẫn chỉ là Thiên Trọng lợi hại, ngay khi mới khỏi bệnh đã tới Long Tức làm đội trưởng, chưa đầy 3 tháng còn lên một chức cao hơn nữa. Ha ha, rồng thì vẫn là rồng, vĩnh viễn là đại ca của chúng tôi. Hoàng Thiên Trọng vẫn bất động, không nói, giống như không nghe thấy những lời của gã béo vậy. Gã béo cũng không vui, nét tàn nhẫn chợt lóe lên trên gương mặt rồi vụt biến mất, sau đó nụ cười lại liên tục xuất hiện trên gương mặt gã, từng lớp một. Thiên Trọng, tốt xấu gì thì anh cũng phải nói một câu, gã béo nói, lão gia nhà chúng tôi cho tôi tới hỏi ý kiến anh. Tóm lại anh cũng phải nói một câu để tôi không phải quay về không công chứ. Tôi không đi Tây Nam, Hoàng Thiên Trọng ngẩng đầu nói, gương mặt đẹp trai của y tràn ngập sự tàn bạo. Trừ khi tôi chết. Nụ cười trên gương mặt gã béo giảm đi khá nhiều, Thiên Trọng, làm gì mà anh phải tức giận với tôi? Tôi biết anh không cam lòng, tôi biết anh cần thể diện, nhưng thể diện có đáng giá như vậy không? Hãy tranh thủ làm cho cấp bậc của anh lên cao, sau này người thường trong nội viện thường đối phó với anh, nhìn thấy anh cũng phải đứng nghiêm chào. Đó chính là nghiêu, chính là báo thù, anh có thân phận gì? Sao lại không ngại mà đi tranh đấu với đám tầm thường này? Ngay cả một đám phế vật cũng không tranh đấu được, không phải như vậy rất mất mặt sao? Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói. Sau khi liên tục bị Hoàng Thiên Trọng châm chọc, gã béo có vẻ tức giận, gã nói, mẹ kiếp, người anh em, anh không thể tức giận với tôi. Không phải tôi là người muốn đẩy anh rời khỏi vị trí này. Tôi chỉ là người chuyển lời. Nếu như trong lòng anh không vui tự anh hãy tới nói chuyện với lão gia chúng tôi. Không liên quan gì tới tôi. Hoàng Thiên Trọng cười. Đi tới trước mặt gã béo, vỗ vai gã nói, tôi không tức giận với anh. Chuyện này không có liên quan tới anh, tôi có đáng vậy không? Trên lý thuyết thì vậy, gã béo nói, tôi đã nói xong, anh nghĩ thế nào? Vậy anh hãy quay về nói với chú Điền. Hoàng Thiên Trọng nói, tôi đã ngồi trên vị trí này, tôi không đi, cũng không thể đi. Gã béo thấy Hoàng Thiên Trọng vẫn cố chấp không chịu đồng ý, gã trầm ngâm một lát rồi nói, Thiên Trọng, nể tình là anh em nhiều năm. Tôi có câu này anh không thích thì đừng nghe. Anh cảm thấy anh ở lại thì tốt hơn sao? Anh ở lại thì có thể thay đổi được gì không? Tôi đã nghe qua chuyện của anh. Ai ai cũng nói tất cả người ở trong Long Tức này từ trên xuống dưới chỉ thuộc về một người. Người đó họ Long chứ không phải họ Hoàng. Nó từng của họ Hoàng, Hoàng Thiên Trọng nói. Cha Hoàng Thiên Trọng là một trong 3 người sáng lập Long Tức. Còn nhiều năm đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Long Tức, chính vì vậy Hoàng Thiên Trọng nói vậy không có gì sai. Đó là trước kia, gã béo nghiến răng nói. Sau này cũng vẫn vậy. Gã béo có vẻ không thích sự kiêu ngạo của Hoàng Thiên Trọng, gã nói thật cho anh biết, lần này anh không thể không đi. Có rất nhiều người muốn đuổi anh ra khỏi cái vị trí này. Vậy cứ để bọn họ phóng ngựa tới đây đi, Hoàng Thiên Trọng cười nói. Vậy hãy tự thu xếp đi, gã béo thở hổn hển đứng dậy nói rồi bỏ đi. Hoàng Thiên Trọng đứng giữa phòng làm việc, hai con mắt đảo liên tục, thay đổi bất thường. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó rất buồn cười, Hoàng Thiên Trọng ngẩng đầu, cười phá lên. Cười, hai mắt y đỏ hoe. Bịch, Hoàng Thiên Trọng vung tay đấm một quyền vào tường, vách tường bị nắm đấm của y đập vỡ, bắn tung tóe những mảnh vật liệu, gạch, xi măng nhỏ. Tao có thể để bọn mày đuổi một lần, tuyệt đối không để bọn mày đuổi tao lần thứ hai, Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Chương 1172, bớt đi một con chó tốt. Sau khi Ly nhận điện thoại, nàng nói với Tần Lạc muốn quay về Long Tức. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, hắn biết nếu như không có chuyện gì xảy ra,
Ly sẽ không tự ý sắp đặt hành trình cho hắn. Tiễn biệt Ly nói. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi, Hoàng Thiên Trọng hả? Ly kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi, tại sao anh biết? Các thành viên Long Tức đều dùng điện thoại di động Long Đẳng do bên quân đội cung cấp. Loại điện thoại này có đầy đủ tính năng giữ bí mật và tính độc đáo phân biệt được vân tay. Chỉ có vân tay đầu tiên được lưu trữ mới có thể mở điện thoại. Nói cách khác, ngoại trừ bản thân Ly còn không một ai có thể mở được điện thoại của nàng. Những người khác không thể dùng ngón tay Ly để mở điện thoại. Sau khi ba lần liên tục bị mở cưỡng ép, điện thoại sẽ tự phát nổ. Hơn nữa loại điện thoại di động này còn có một công hiệu nữa là đề phòng bị nghe trộm. Người ngoài tuyệt đối không thể lắp đặt thiết bị nghe trộm trên điện thoại của Ly nên khi nàng nói chuyện điện thoại, không ai có thể nghe được nội dung cuộc điện thoại. Chính vì vậy Tần Lạc tuyệt đối không thể nghe được lời nói chuyện của Ly và quân sư. Tần Lạc vừa nói đã nói chính xác. Không phải hắn đã sớm dự đoán được tình hình sẽ xảy ra như vậy sao? Đoán Tần Lạc cười nói. Không sai, Tần Lạc đã sớm dự đoán sẽ có một ngày như thế này. Ngay trước khi bổ nhiệm đội trưởng mới của Long Tức, quân sư ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Long Vương bị ép buộc phải rời khỏi khu an dưỡng Long Tức. Dưới sự tác động của những thế lực có ý đồ, Hoàng Thiên Trọng đã thành công ngồi vào vị trí đội trưởng. Thế nhưng chuyện đó không phải như vậy đã kết thúc. Nên nhớ rằng tất cả thành viên Long Tức đều không phục Hoàng Thiên Trọng. Mặc dù không phục nhưng bọn họ không thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thiên Trọng, nay quân sư đã quay về, bọn họ đã có vốn. Hơn nữa Tần Lạc đã giao cho quân sư chiếc thẻ bài Long Tức mà Phó Phong Tuyết đã tặng cho hắn, hơn nữa còn cả tấm thẻ bài của Long Vương. Với năng lực và uy tín của quân sư, cộng với sự ủng hộ của hai tấm thẻ bài Long Tức còn không đủ để đối phó với Hoàng Thiên Trọng sao? Điều quan trọng nhất là, Long Tức chính là vũ khí sắc bén của quốc gia, cấp trên cần có một Long Tức đoàn kết có lực công kích mà không phải là một Long Tức liên tục tranh đấu nội bộ, không phục lẫn nhau, chính vì vậy việc điều Hoàng Thiên Trọng đi là biện pháp giải quyết duy nhất. Tần Lạc biết sớm muộn ngày này cũng diễn ra nhưng hắn thật sự không ngờ ngày này lại tới nhanh như này. Hắn vốn tưởng rằng với sự kiêu ngạo của Hoàng Thiên Trọng, ít nhất y cũng phải kiên trì giữ được mấy tháng mới đúng. Anh rất muốn chứng kiến bóng lưng của anh ta khi rời đi, Ly nói. Em nghĩ anh là ai hả? Anh không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, gieo họa cho người khác, Tần Lạc tức giận nói, hôm nay anh. Ta đi sao? Lệnh điều động đã tới Long Tức, anh ta được điều đi Tây Nam. Quân sư tiếp nhận vị trí đội trưởng, Ly nói. Tần Lạc gật đầu nói, bạn bè một thời gian, hôm nay chia cách, không biết tới bao giờ mới gặp lại. Hẳn cũng nên tới tiễn anh ta. Bạn bè, Ly khinh thường liếc nhìn Tần Lạc, cho dù Tần Lạc che giấu sự việc dưới một lý do chính đáng như nào đi nữa thì hắn tuyệt đối không thể giấu được hy vọng nhìn thấy Hoàng Thiên Trọng biến đi. Khi xe tiến vào trong khu biệt thự Long Tức, Tần Lạc cảm thấy bầu không khí khá kỳ quái. Ai nấy đều đi lại rất vội vàng, cực kỳ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình, rõ ràng bọn họ đều nghe được tin tức Hoàng Thiên Trọng sắp được điều đi. Khi Tần Lạc và Ly đi tới biệt thự nho màu trắng, quân sư, hỏa dược, hòa thượng, mấy người đã tập trung đông đủ. Tiểu Lý Thám Hoa và Hầu Tư đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Khi nhìn thấy Tần Lạc và Ly cùng đi vào trong, hòa thượng cười hà hà nói, tôi biết ngay là cậu sẽ không bỏ qua trò hay này mà. Tần Lạc nhìn mấy người hòa thượng vẻ nghiêm trang nói, suy nghĩ của mấy người không tốt. Khi cấp trên của mình phải ra đi, hẳn mọi người phải biểu thị thái độ lưu luyến, không nỡ xa rời mới đúng. Làm gì có kiểu phấn chấn như mấy người. Chúng tôi mừng vì anh ta được thăng chức mà, hỏa dược nói. Câu nói này khiến mọi người đều phá lên cười, ngay cả một người rất trầm mặc như hỏa dược cũng thốt lên câu đó, chứng tỏ Hoàng Thiên Trọng bị bài xích thế nào ở Long Tức. Sau khi cười nói mấy câu, Tần Lạc nhìn quân sư nói, chúc mừng. Quân sư cười lạnh nhạt nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Tần Lạc hiểu rất rõ rằng Long Tức chính là tổ chức quân nhân đặc chủng thiện chiến nhất của đất nước Trung Quốc. Khi chiến đấu trên chiến trường với kẻ thù, cho dù quân sư là người tài hoa xuất chúng hơn người như nào đi nữa, cuối cùng cô chỉ là một người phụ nữ. Để quân sư ngồi lên vị trí này cũng đã hạn chế cuộc sống và sự tự do của cô, chỉ sợ cô khó mà kết hôn. Thế nhưng việc đoạt đọc chức phụ đội trưởng trong tay Hoàng Thiên Trọng cũng là một việc đáng vui. Cũng đã trải một con đường cho sự quay lại hùng mạnh của Long Vương. Tần Lạc cười nói, nếu như chị không muốn làm, có thể chuyển vị trí này cho tôi mà. Tôi thật sự thích làm đội trưởng Long Tức đó. Từ chương này mình chuyển cách xưng hô của quân sư và Tần Lạc. Tần Lạc vốn chỉ muốn an ủi quân sư một chút, hắn không ngờ ngay khi nói xong, tất cả mọi người đều dừng cười,
nhìn hắn vẻ rất chăm chú. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Anh thích hợp hơn so với tôi, quân sư nói. Mấy người hỏa dược, hòa thượng đều hiểu rất rõ rằng nếu như Tần Lạc tình nguyện nhập ngũ, với năng lực của hắn, hắn thật sự rất thích hợp làm đội trưởng Long Tức. Không chỉ có mấy người bọn họ nghĩ vậy mà cả Long Thiên Trưởng đã từng thăm dò ý tứ của hắn. Thế nhưng bọn họ đều biết Tần Lạc là một thầy thuốc và lý tưởng của hắn là trở thành một danh y. Là một quân nhân, tranh đoạt với người, được, mất chỉ nhất thời nhưng là một danh y, cái hắn giành được chính là tranh đoạt tiếng thơm muôn đời cho Trung Quốc. Chính vì vậy không một ai khuyên can hắn tiến vào quân đội. Tất cả bọn họ đều mong chờ hắn thành danh trong giới y thuật. Tần Lạc không muốn tiếp tục chỉ đề này, hắn hỏi, Hoàng Thiên Trọng đâu? Một lần nữa Hoàng Thiên Trọng cố gắng đè nén tâm trạng của mình, ép tất cả nỗi bất bình, sự tức giận xuống rồi mới nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng. Mời vào trong phòng vang lên giọng nói một người đàn ông cực kỳ khỏe, sang sảng. Hoàng Thiên Trọng đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy một ông già đang đứng viết chữ trước bàn, y kính cẩn đứng hầu ở bên cạnh. Tinh thần ông già phấn chấn, ánh mắt như thần, tay cầm bút lông sói thái độ phóng khoáng. Bốn từ tiến thoái hợp lý liên tục, nét chữ rất có lực. Ông già bỏ bút xuống, lau mồ hôi rồi nói với Hoàng Thiên Trọng đứng bên cạnh, hãy qua đây xem mấy chữ này viết thế nào. Hoàng Thiên Trọng đi tới, chăm chú nhìn, suy nghĩ một lát rồi cười nói, tuyệt vời, không chữ nào tả xiết. Nếu như vậy thì ta sẽ cho người mang tới tặng cậu. Coi như quà tặng đi Tây Nam của cậu, ông già nói. Cảm ơn thúc thúc, Hoàng Thiên Trọng lên tiếng cảm ơn, nhưng, cậu không đi Tây Nam hả? Đột nhiên ông già quay người. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Thiên Trọng, hỏi. Không muốn Hoàng Thiên Trọng thẳng thắn thừa nhận, mục đích tới đây của y chính là nói chuyện này nên không cần giấu giếm, xin điền thúc thúc hãy giúp tôi. Ta không giúp cậu được, ông già lắc đầu nói, cũng giống như lần trước bổ nhiệm cậu làm đội trưởng Long Tức, lệnh điều động cậu đi Tây Nam cũng thông qua quán bộ. Việc quân không nói chơi, ta không có cách nào sửa đổi. Tại sao? Hoàng Thiên Trọng hỏi. Ông lão cau mày nhưng hành động này chỉ thoáng qua rồi biến mất, ông ta nhìn Hoàng Thiên Trọng nói, cậu muốn nói gì? Tại sao lại điều tôi đi? Điền thúc thúc rất vất vả mới tranh được vị trí này, Hoàng Thiên Trọng nói. Không bảo vệ được thì biết làm sao? Ông già trả lời, ý của ông ta rằng, sau khi Hoàng Thiên Trọng tiếp nhận chức phụ đội trưởng Long Tức, y đã không lập được công trạng gì mà còn tạo ra vô số kẻ thù. Không một người phục tùng, không người đi theo. Để một người làm tư lệnh không quân có ích gì không? Bất đắc dĩ chỉ còn cách thay thế y. Hoàng Thiên Trọng bừng bừng cảm giác phẫn nộ, y có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng nôn ra được. Sỉ nhục. Đây chính là sỉ nhục trắng trợn. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng đã quen việc che giấu cảm xúc. Sắc mặt y chỉ hơi đỏ lên vì tức giận rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Y nói, cho dù là như vậy thì Điền Thúc Thúc cũng nên sớm thông báo với tôi một tiếng. Cho tới tận khi mệnh lệnh chuyển tới tôi mới biết, khiến tôi không kịp ứng phó. Cậu cũng không cần phải đi ngay, còn nhiều thời gian cho cậu chuẩn bị. Cảm ơn Điền Thúc Thúc, Hoàng Thiên Trọng khom người cảm ơn. Ông già xua tay nói, thật sự ta cũng không muốn cậu phải đi. Mẹ cậu tự mình tìm tới thương lượng, ta không thể không đồng ý. Bà ấy, Hoàng Thiên Trọng kinh hãi, y vốn nghĩ chỉ vì bản thân y không thể nắm quyền ở Long Tức, họ Điền này chịu sự tấn công của đối thủ mà chịu buông tha vị trí của y. Hoàng Thiên Trọng không ngờ chuyện này cũng liên quan tới mẹ mình. Hơn nữa lập trường của bà là muốn y rời khỏi đó ngay lập tức. Đúng vậy, Phó Phong Tuyết mấy chục năm không nói câu nào, đột nhiên mở miệng yêu cầu Long Tức thay tướng. Mẹ của cậu tới thương lượng với ta để cậu đi Tây Nam, ông già thở dài nói, ta không thể nào cản được, ta cũng không có lý do nào để ngăn cản tiền đồ của cậu. Một lần nữa Hoàng Thiên Trọng cúi đầu rồi quay người bước đi. Ông già chăm chú nhìn theo bóng dáng Hoàng Thiên Trọng đang rời đi, thu hết toàn bộ sát khí của y khi xoay người bước đi vào ánh mắt của mình. Ông già cầm chiếc bút lòng vẫn chưa khô, nặng nề vẽ một bút lên bốn chữ tiến thoái hợp lý, nét bút nào giống như một đao sắc nhọn cắt bốn chữ này thành hai đoạn. Lạc Sàn, bà muốn mọi chuyện đều thuận lợi, hết lần này tới lần khác tôi không cho bà toại nguyện. Bây giờ hãy nhìn xem thằng con tự phụ, ngang ngược của bà thoát ra khỏi thùng thuốc súng này như thế nào. Đáng tiếc, ông già thở dài nói, bớt đi một con chó tốt. Chương 1173, không có thói quen đi dạo với đàn ông. Hương hoa bốn xung quanh, mỹ nhân ngửi hương thơm mà ngủ. Ở một góc mái hiên của vườn hoa có kê một cái sập. Trên sập một người phụ nữ đang nằm nghiêng,
hai mắt nhắm chặt hơi thở nhẹ nhàng, thoáng trông rất ngủ rất ngon. Làn da người phụ nữ như tuyết đầu mùa, mỏng như sợi tơ, cái miệng nho, đôi môi anh đào, mũi nhỏ, lông mày mảnh, dài, dáng người thướt tha, áo ngủ màu đỏ nhạt, cổ áo mở rộng, lộ một khoảng ngực trắng như tuyết, trông cực kỳ hấp dẫn. Không nhận ra tuổi tác của người phụ nữ nhưng nhìn từ hình dáng bề ngoài, giống như chỉ một cô gái đôi mươi. Thế nhưng từ thân thể thành thục, điệu ngủ quyến rũ này, có thể coi như một thiếu phụ tuổi 30. Loảng xoảng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên khiến người phụ nữ bất chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Sự tức giận chợt lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất, người phụ nữ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Người phụ nữ ngồi dậy từ trên sập, sắc mặt thong dong nhìn gã thanh niên dáng vẻ đẹp trai đang đùng đùng nổi giận đi vào. Hai người mắt đối mắt, không người nào chịu tránh đi trước. Lạc Sân Hoàng Thiên trọng gầm lên. Mẹ nghe thất rồi, Lạc Sân dịu dàng nói. Bà bưng chén trà trên cái bồn trà nho bên cạnh, uống một hơi cạn. Khi ngửa cổ uống trà, chiếc cổ thon dài bộ ngực căng ưỡn cao, cực kỳ gợi cảm. Người tôi tin tưởng nhất là bà. Người tôi tin tưởng nhất là bà. Tại sao bà lại hại tôi? Tại sao bà lại muốn hại tôi hả? Hoàng Thiên Trọng cực kỳ phẫn nộ. Y tung chân đá tung một cái chậu hoa ở bên cạnh, chậu hoa rơi xuống đất, cành lá xanh tươi tốt gãy văng lung tung, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Hoàng Thiên Trọng, con chỉ biết làm càn. Cuối cùng Lạc Sân cũng nổi giận. Bà là người rảnh rỗi chỉ thích trồng hoa. Tất cả các loài hoa, cây cảnh trong vườn này đều do chính tay bà trông, cực kỳ tỉ mỉ, ngày thường bà coi chúng như báu vật của mình. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng đá hỏng chúng, bà rất đau lòng. Tôi làm càn, Hoàng Thiên Trọng giống như một người điên, y lại tung chân đá một chậu tử trúc, gầm lên, bà đâm sau lưng hại tôi, bà còn dám bảo tôi làm càn sao? Hại con sao? Lạc Sản cười nhạt nói, Hoàng Thiên Trọng, con đừng có không biết tốt xấu gì cả. Mẹ đã phải lôi con ra từ trong vũng bùn, con chỉ có đi Tây Nam mới phát triển tốt, mẹ đã nói chuyện cùng Điền thúc thúc của con. Lão Đoạn ở Tây Nam cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ con. Nếu như con ở Long Tức, đấu đi đấu lại với bọn họ thì được cái gì hả? Được cái gì hả? Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói, cho dù không giành được cái gì, tôi cũng nhất định không rời khỏi đó. Lạc Sản đi tới nâng bồn hoa đổ dậy, ánh mặt bà cực kỳ nuối tiếc. Bà nói, Thiên Trọng, vì sao con lại ngang bướng như vậy? Con có biết tính cách này sẽ hủy hoại con không? Tại sao mẹ lại đi tìm Phó Phong Tuyết đàm phán? Tại sao mẹ tới tìm Lão Điền để lão điều con đi? Mẹ biết nếu như nói cho con biết sớm, con nhất định sẽ không chịu rời đi. Không phải mẹ cố tình giấu giếm con mà thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Không còn sự lựa chọn nào khác sao? Không còn sự lựa chọn thì chọn cách bán đứng tôi sao? Không còn sự lựa chọn nào thì đuổi tôi ra khỏi Long Tức sao? Hoàng Thiên Trọng nắm chặt hai bàn tay, khớp xương kêu răng rắc như tiếng băng đạn. Giống như y thực sự muốn xông lên liều mạng với Lạc Sân. Thế nhưng lúc này Lạc Sân đang ngồi xổm, chăm sóc hai chậu hoa, dáng vẻ vô cùng chăm chú nhưng không quan tâm tới Hoàng Thiên Trọng. Bà có biết chuyện này có nghĩa thế nào với tôi không? Có nghĩa là một lần nữa tôi lại bị Long Tức xua đuổi. Một lần nữa, một lần nữa. Lạc Sân ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi, thể diện quan trọng hay tiền đồ quan trọng? Tiền đồ là quan trọng nhưng không có nghĩa tôi vì tiền đồ của mình mà không biết xấu hổ là gì. Hoàng Thiên Trọng lại gầm lên. Con chính là vì tiền đồ mà không biết xấu hổ, giọng nói Lạc Sân cũng to hơn. Lạc Sân càng tức giận, Hoàng Thiên Trọng ngược lại càng trầm mặc. Trong suy nghĩ của Hoàng Thiên Trọng, mẹ của y luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, khi nói chuyện, giọng nói cử động cực kỳ quý phái, cho dù Thái Sơn có sụp xuống vẫn giữ được sắc thái rất trấn tĩnh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên Trọng nhìn thấy mẹ mình tức giận. Lần đầu tiên y thấy mẹ mình không khống chế được tâm trạng. Hoàng Thiên Trọng tức giận, cuối cùng tới lượt Lạc Sân nổ súng. Con cho rằng con là ai hả? Thái tử sao? Đúng, đám người bên ngoài gọi con là thái tử nhưng con có nghĩ vì sao lại như vậy không? Tại sao bọn họ lại gọi con như vậy? Lạc Sân hỏi, là vì con có một người cha tốt, vì có một ông ngoại tốt nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ cha con đã chết, ông ngoại con cũng rời đi rồi, con còn lại cái gì hả? Con chỉ còn lại một người mẹ này, một bà mẹ cả ngày chỉ biết ăn mặc, trang điểm như một quý nhân không đáng một xu. Bọn họ dựa vào cái gì mà tôn trọng con? Bọn họ dựa vào cái gì mà gọi con là thái tử? Hiện nay cha con còn mấy người bạn, bọn họ tình nguyện giúp đỡ. Long Thiên Trường và Phó Phong Tuyết cũng còn sống. Mặc dù bọn họ không giúp con nhưng bọn họ cũng không làm hại con.
Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết không hại tôi sao? Hoàng Thiên Trọng tức giận mắng, cả hai con chó già đó. Câm miệng, Lạc Sân quát to, mắt hạnh trừng trừng, dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm. Con cho rằng con là ai hả? Con có đáng cho bọn họ ra tay không? Trong mắt bọn họ con không đáng một xu. Nếu không vì có bọn họ, những họ Hồng, họ Vệ sẽ bỏ qua cho con sao? Chúng sẽ ép con cả đời này không thể sống nổi. Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết không thể bảo vệ con cả đời. Bọn họ cũng sẽ có lúc ra đi. Khi đó con còn lại cái gì? Nhân cơ hội mẹ còn sống, nhân cơ hội bọn họ còn có thể bảo vệ con, hãy vứt bỏ danh dự của mình, hãy vứt bỏ thể diện chó má của con đi. Hãy đi liều mạng, hãy tranh đấu, hãy chém giết, gây dựng một tiền đồ tốt. Chỉ cần con có thể đứng vững, chỉ cần con có thể đứng vững. Lạc Sân đi tới, nhìn vào gương mặt anh tuấn cao có của Hoàng Thiên Trọng nói, chỉ có như vậy con mới chính thức là thái tử. Chỉ khi nắm vững vận mệnh trong tay mình, không gì có thể làm khó con được. Tôi hiểu rồi, Hoàng Thiên Trọng nói, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ ở lại Long Tức, tôi sẽ liều mạng với bọn họ, tôi sẽ tranh đoạt tranh đấu với bọn họ. Nói xong, y quay người bước đi. Hoàng Thiên Trọng, Lạc Sân quát to. Loảng xoảng, âm thanh nặng nề lại vang lên, đó chính là âm thanh bị đạp mạnh của cánh cửa sắt. Lạc Sân đứng ngây người, tâm trạng bà giống như cành lá gãy vụn trên mặt đất. Tần Lạc vốn muốn tới xem trò hay nhưng diễn viên chính lại đã rời khỏi khu an dưỡng Long Tức. Vì ngày hôm nay không có chuyện gì nên Tần Lạc ở lại Long Tức ăn cơm. Mọi người khó khăn mới có cơ hội tụ tập với nhau. Mặc dù chỉ ăn trong căng tin nhưng không khí rất thoải mái, ăn rất ngon. Họ Hoàng kia không lén lút bỏ chạy chứ. Nếu anh ta làm như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả, Hòa Thượng cười hì hì nói. Khi Hoàng Thiên Trọng mới lên làm đội trưởng, y đã cố gắng lôi kéo, mượn sức bọn họ. Khi biết không thể mượn sức, y bắt đầu công kích mạnh mẽ, chính vì vậy mấy người Hòa Thượng đoàn kết thành một xa lánh Hoàng Thiên Trọng. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng bị điều khỏi vị trí đội trưởng, đương nhiên bọn họ phải có lý do để vui mừng. Đội trưởng sẽ không vô tình như vậy. Anh ta tới chào tạm biệt chúng ta, Hỏa Dược nói. Hỏa Dược, con người anh quá cay độc, Quân Sư cười nói, bình thường anh đã không bao giờ gọi anh ta là đội trưởng. Khụ khụ, đột nhiên Ly ho khan mấy tiếng. Mọi người phối hợp rất ăn ý, chỉ tập trung ăn cơm, không nói cười, đùa giỡn nữa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó giọng nói của một người đàn ông vang lén, mọi người đang ăn cơm hả? Không một ai lên tiếng, xung quanh chỉ còn âm thanh nhai nuốt thức ăn. Người đàn ông không tức giận, y đi tới ngồi xuống một góc bàn. Thông báo cho mọi người một tin tốt, người đàn ông nói, tôi phải đi, rời khỏi Long Tức, đi Tây Nam. Vẫn không có người nào lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều coi y như một người vô hình. Lúc này Quân Sư không thể không nói. Chúc mừng, Quân Sư nói. Cô không biết việc ra đi này có liên quan tới quan hệ của Hoàng Thiên Trọng, y đi Tây Nam chính là lên chức nên Quân Sư nói vậy cũng không phải là châm chọc y. Cảm ơn, Hoàng Thiên Trọng cười nói, các vị, mấy ngày qua có nhiều đắc tội, xin mọi người hãy thông cảm. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, bọn họ không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại lên tiếng xin lỗi bọn họ. Tần Lạc, Hoàng Thiên Trọng gọi. Hả? Tần Lạc nuốt sợi mì hỏi, anh bảo tôi. Hãy đi với tôi một chút, được không? Hoàng Thiên Trọng cười nói, thái độ phóng khoáng, cử chỉ nhẹ nhàng. Lúc này Hoàng Thiên Trọng đã khôi phục lại phong độ công tử ca nổi tiếng của mình. Tôi ăn mì trước đã, Tần Lạc nói. Dầm. Tần Lạc ăn xong bát mì, thậm chí uống hết cả nước mì luôn, hắn nói, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ muốn tâm sự đôi câu thôi, Hoàng Thiên Trọng cười nói. Khi y mỉm cười trông rất giống Tần Lạc, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt như nheo lại, trông cực kỳ hấp dẫn. Hai người đều thuộc hình màu đàn ông hấp dẫn, gương mặt cực kỳ thanh tú. Nơi này cũng có thể nói chuyện, Tần Lạc cười nói, tất cả đều là người một nhà. Hoàng Thiên Trọng nghĩ thầm, đương nhiên là người một nhà. Tất cả đều là người một nhà. Hay chúng ta ra ngoài một chút, Hoàng Thiên Trọng nói, hai chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Bây giờ tôi phải đi, có một vài việc có thể nói được. Thế nhưng, Tần Lạc nói vẻ khó xử, tôi không có thói quen đi dạo với đàn ông. Chương 1174, có một bí mật muốn nói với cô. Tần Lạc không cố ý, hắn chỉ ngẫu nhiên nói một câu khinh thường mà thôi. Sở dĩ hắn nói tôi không có thói quen đi dạo cùng với đàn ông thật ra chính là câu nói từ chối đề nghị của Hoàng Thiên Trọng. Vốn Tần Lạc muốn nói tôi mới ăn no nên không muốn đi lại, có gì cần nói anh hãy nói ở nơi này, nhưng hắn cảm thấy nói vậy càng khiến gây tổn thương cho người khác hơn.
Bạn xem, Tần Lạc thật sự vẫn là một trong hai nhà đại thiện tâm trong biệt thự Lâm gia đó thôi. Tính cách Tần Lạc thoải mái, hào phóng. Khá nhiều người có quan hệ không thân thiết cảm giác hắn có phong thái của một danh sĩ nhưng hắn cũng có tình cảm yêu ghét rõ ràng. Kết giao của hắn và Hoàng Thiên Trọng thật sự không được coi là vui vẻ, thậm chí ngay khi còn chưa gặp mặt, Hoàng Thiên Trọng đã từng hạ uy Lôi Diệu Dương. Thế nhưng không ai ngờ người ra oai lại bị hạ uy. Lần gặp mặt đầu tiên, Tần Lạc đã ra tay đánh nhau với Hành Cáp nhị tướng của Hoàng Thiên Trọng, thậm chí hai bên còn tới mức rút súng với nhau, cũng may Vương Cửu Cửu là người thông minh, suy nghĩ một lát, thực hiện một độc kế hạng nhất mới khiến Hoàng Thiên Trọng thu tay lại, nếu không không một ai biết chuyện sẽ phát triển tới mức độ nào. Điều càng khiến người ta tức giận chính là con người này không biết trời đất là gì, hành động bá đạo khiến bản thân hắn bị bắt giam, quân sư đánh tiên phong, Long Vương nhân cơ hội ra tay mới uy hiếp được lũ chuột. Việc này xảy ra khiến Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng kết mối thù không đội trời chung. Sau khi lạc sân, người phụ nữ đã từng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Người phụ nữ này có con mắt tinh đời hơn gã con trai kiêu ngạo, không biết nhẫn nại của mình nhiều, bà ta luôn có mặt giải hòa. Vì e ngại Long Vương và Phó Phong Tuyết nên Tần Lạc mới cải thiện mối quan hệ của mình và Hoàng Thiên Trọng. Thế nhưng hai người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Tần Lạc liên tục tìm kiếm cơ hội đối phó với Hoàng Thiên Trọng, nếu gặp được cơ hội bỏ đá xuống giếng, dứt khoát hắn sẽ không bỏ qua. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi Tần Lạc nghe nói Hoàng Thiên Trọng bị điều khỏi Long Tức, hắn đã lập tức bảo Giê-xu lái xe tới trại an dưỡng Long Tức. Ngay cả những người ở đây cũng nhận ra Tần Lạc hận Hoàng Thiên Trọng tới tận xương tủy. Đương nhiên Hoàng Thiên Trọng cũng vẫn âm thầm ở sau lưng tác động. Có mấy chuyện Tần Lạc nghi ngờ có liên quan tới Hoàng Thiên Trọng. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén không say, không vừa lòng với nhau, không nói nửa câu. Nếu như mọi người đã xung đột tới mức không thèm nhìn mặt nhau, cần gì phải miễn cưỡng đi với nhau. Dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa nếu như một mình Tần Lạc đi cùng với Hoàng Thiên Trọng ra ngoài, y cố tình dẫn mình dẫn vào trong rừng rậm, động chân động tay, làm loạn thì sao? Mỗi sáng khi rời giường, Tần Lạc đều dùng gương soi mình, hắn biết rất rõ bản thân mình có gương mặt khiến cả nam lẫn nữ đều ham muốn. Đơn giản là dứt khoát từ chối. Sau khi nghe xong câu trả lời của Tần Lạc, ngược lại Hoàng Thiên Trọng không tức giận, y chỉ cười nói, vốn tôi có nhiều chuyện muốn tâm sự với anh. Anh đã vô tình, tôi cũng không miễn cưỡng. Những điều anh biết tôi cũng có thể tra được, Tần Lạc nói. Chỉ hy vọng thế, Hoàng Thiên Trọng gật đầu. Cho dù không tra được cũng không ảnh hưởng tới sự thật là tôi rất ghét anh. Tần Lạc nói tiếp. Hoàng Thiên Trọng thoáng lặng người sau đó y phá lên cười nói, anh thật sự rất thẳng thắn. Trước kia cũng có người từng nói như vậy. Tần Lạc cười nói, hai mắt hắn trông như mắt hồ ly giảo hoạt. Trước kia chia tay vẫn không quên bày tỏ lòng mình, nhất định Tần thầy thuốc hận tôi thấu xương. Tôi nói ra khiến lòng thư thái, tóm lại vẫn tốt hơn so với anh phải chịu uất nghẹn trong lòng nhiều. Tần Lạc cười vẻ khinh bỉ, chẳng lẽ không phải trong lòng anh đang như vậy sao? Được rồi, Tần thầy thuốc đối đãi với bụng dạ quân tử, tôi cũng không nên che giấu nữa. Đúng vậy, trong lòng tôi Tần thầy thuốc không phải là người. Hoàng Thiên Trọng nói, khi nói ra những câu này trước mặt mọi người, quả nhiên Hoàng Thiên Trọng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như sự uất nghẹn, tâm trạng bức bối đã tiêu tan rất nhiều. Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ, nói gì thì nói thằng họ Tần Hạ Lưu, Vương Bát Đán này hiểu thuật dưỡng sinh. Quả thật nói ra khiến tâm trạng con người ta vui vẻ hơn, không còn bị như vật nào đó đang đè nén trong lòng. Anh không phải là người, Ly lên tiếng nói chen vào. Khi nghe thấy Hoàng Thiên Trọng mắng Tần Lạc, nàng không liềm chế được, muốn phản kích giúp Tần Lạc. Đây gần như đã là một phản xạ tự nhiên. Ha ha, Hoàng Thiên Trọng phá lên cười, nói, cô là con. Con gái nuôi của Lông Thúc Thúc, dựa theo ngôi thứ, tôi hẳn nên gọi cô một tiếng là em họ. Long Ly, cô thích Tần thầy thuốc, đúng không? Vì ảnh hưởng bởi phong cách nói thật của Tần Lạc, y cũng chuẩn bị ăn ngay nói thật. Thời buổi này, còn có người nào không biết cách che giấu bản thân mình không? Đây là lần đầu tiên có người vạch trần tình cảm của Ly với Tần Lạc trước mặt nhiều người. Quân sư cũng biết nhưng chỉ lén hỏi Ly, không một ai khác từng nói tới chuyện này. Ly không biết phải phản bác như nào nữa, nàng đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, rút chủy thủ, định liều mạng cùng với Hoàng Thiên Trọng. Ly, quân sư nắm chặt cổ tay cần dao của Ly, không được trúng kế. Ánh mắt Hoàng Thiên Trọng lóe sáng, y cười nói, sao lại kích động như vậy? Tôi chỉ nói chơi thôi mà, nếu như không có chuyện này, chỉ cần cô nói thẳng ra là được.
Thế nhưng với hiểu biết của tôi trong khoảng thời gian qua, tôi chỉ sợ cô đã lún rất sâu vào lưới tình rồi. Đáng tiếc, tôi e rằng cô không có cơ hội. Cô có biết anh ta có bao nhiêu phụ nữ không? Một người là Lâm Hoán Khê, Hiệp hội Trung Y, một người là Lệ Khuynh Thành của Khuynh Thành Quốc tế, một người là Tô Tử của Bồ Tát Môn, còn cả công chúa Vương Gia, Vương Cửu Cửu. Có lẽ cô đã gặp mặt bọn họ, mấy người ở Dương Thàng gây chuyện rất náo động. Anh ta và người phụ nữ khác âu yếm bên nhau trong khi cô phải đội mưa đội ghi ô ở bên ngoài, trong lòng nhất định rất khó chịu, đúng không? Hoàng Thiên Trọng không nhắc tới cái tên Văn Nhân Mục Nguyệt vì khi nhắc tới cái tên này, tâm trạng y thực sự không thoải mái. Tần Lạc cười cười nhìn Hoàng Thiên Trọng nói, đây là chuyện bí mật anh muốn nói với tôi sao? Đây là lời cảnh báo đối với em họ tôi. Hoàng Thiên Trọng nói, nếu như thật sự cô ấy không quan tâm, anh thật sự cũng không để bụng, đúng không? Không thể không công nhận, Tần thầy thuốc rất được phụ nữ yêu mến. Tần Lạc cười rạng rỡ nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Ngược lại có vị tiền bối đã từng nói cho tôi biết, vận đào hoa chính là số đào hoa, có đôi khi tôi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ thế nhưng tôi thật sự lo lắng tới chuyện chung thân đại sự của đội trưởng Hoàng. Nghe nói anh thích Văn Nhân Mục Nguyệt phải không? Nụ cười của Hoàng Thiên Trọng giống như bị người ta vung đao chặt đứt, sắc mặt trở nên cứng đơ. Cả đời này của Hoàng Thiên Trọng đều lấy hình tượng người cha đã khuất của mình làm thần tượng và mục tiêu phấn đấu. Hoàng Thiên Trọng muốn trở thành người đứng đầu Long Tức, y muốn lấy được đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Khi lần đầu tiên Hoàng Thiên Trọng bước vào Long Tức, tính cách kiêu ngạo, bừng bừng dã tâm, y cũng như rất nhiều công tử Yến Kinh khác ngưỡng mộ thanh danh làn xa của Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng đương nhiên cũng như những công tử khác, y chỉ gánh lấy thất bại. Thế nhưng việc Hoàng Thiên Trọng theo đuổi Văn Nhân Mục Nguyệt không chỉ bởi dáng vẻ bề ngoài và tài văn chương của nàng mà y còn có một cảm giác sứ mạng và trách nhiệm. Hoàng Thiên Trọng muốn bản thân mình phải làm được chuyện này, y nhất định phải làm được nếu không y vĩnh viễn cảm thấy mình không bằng cha mình. Nhưng không ngờ Tần Lạc lại biết chuyện này và hắn bắt đúng dùng nó để tấn công chính y. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên Trọng không nói được câu nào, Tần Lạc nói, đội trưởng Hoàng không nên xấu hổ. Mục Nguyệt là người ưu tú, anh thích cô ấy là chuyện rất bình thường. Anh không phải là người ưu tú, cô ấy từ chối anh cũng là chuyện bình thường. Tiếp theo đó rồi như Tần Lạc đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói tiếp, thế nhưng thật ra mối quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt. Mỗi khi rảnh rỗi thường cùng nhau uống trà, tâm sự. Nếu như anh có thư hay tín vật gì muốn trao cho cô ấy, có lẽ tôi có thể. Không cần làm phiền, nếu như tôi muốn, chính tay tôi sẽ mang tới. Giọng nói của Hoàng Thiên Trọng lạnh lùng. Y biết chính mình không có công phu dưỡng khí như Tần Lạc, lời nói không sắc bén bằng, da mặt mình không dày mặt như Tần Lạc. Được, tôi sẽ chờ đợi tin tốt lành của đội trưởng Hoàng. Tần Lạc nói, chúng tôi đã cơm no rượu say rồi. Đội trưởng Hoàng ăn muộn, vốn tôi tưởng hôm nay sẽ được chứng kiến một vở kịch hay thế nhưng vì thiếu diễn viên mà bàn tiệc không diễn ra, quả thật rất đáng tiếc. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiễn đưa vui vẻ đội trưởng Hoàng. Xin mời đội trưởng Hoàng hãnh diện hạ cố. Nói xong Tần Lạc đứng dậy bỏ đi. Dầm. Tần Lạc vừa đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy. Tình cảnh này càng khiến Hoàng Thiên Trọng cực kỳ đố kỵ. Tần Lạc không phải là đội trưởng Long Tức, thậm chí cũng không phải là thành viên Long Tức nhưng lại khiến những người Long Tức phục tùng, tôn trọng. Hoàng Thiên Trọng cũng đứng dậy, hô to, quân sư. Quân sư đứng lại, nhìn Hoàng Thiên Trọng đang chậm rãi bước tới. Chúc mừng. Sau này Long Tức là của cô, Hoàng Thiên Trọng cười nói. Của quốc gia, quân sư nói, cô không rơi vào bẫy của Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng cười nói, tôi có một bí mật muốn cho cô biết. Nói xong Hoàng Thiên Trọng tiến gần hơn tới chỗ quân sư, thì thào vào tai cô. Sau đó y cười ha hả nhìn quân sư, nói tôi phải đi, Long Tức giao cho cô. Cô phải kế thừa di chí của các bậc tiền bối trung thành đền nợ nước vân vân. Mấy người Tần Lạc đứng cách đó không xa, không nghe rõ. Nhìn từ biểu hiện của hai người như thấy hai người có tình cảm rất tốt, dáng vẻ như đang trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Loảng xoảng, quân sư đánh ra một quyền, thân thể Hoàng Thiên Trọng bay ngược lại sau như một cái diều đứt dây, ngã xuống đè bẹp một chiếc bàn ăn, bắn thẳng vào tường mới dừng lại. Chương 1175, cam lòng bị đánh. Biến đổi bất ngờ, cực nhanh. Động tác rất mạnh, không ai kịp trông thấy. Vừa rồi còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao bây giờ đột nhiên lại ra tay. Tần Lạc ngây người. Ly ngây người. Mấy người hòa thượng,
Hỏa Dược cũng ngây người. Rốt cuộc ai là người khởi xướng trò này hả? Sao không ai nhìn thấy gì cả? Sau lần đánh nhau trước, tất cả mọi người đều biết Hoàng Thiên Trọng có thực lực rất mạnh. Mặc dù y để quân sư đánh một quyền, lại nặng nề nện người xuống nền nhà, nhưng đối với y mà nói, quyền này tuyệt đối không phải là một vết thương chí mạng. Cô điên rồi sao? Gương mặt Hoàng Thiên Trọng cực kỳ cao có, sắc mặt y cực kỳ phẫn nộ, quát to, tại sao cô lại đánh tôi? Cô có biết hành vi của cô là gì không? Nơi này là Long Tức, không phải chỗ cho cô làm càn. Sắc mặt quân sư âm trầm như sắt, sát khí hiển hiện trong mắt. Quân sư không trả lời câu hỏi của Hoàng Thiên Trọng, thân thể cô di chuyển, nhanh chóng hướng tới chỗ Hoàng Thiên Trọng đang ngồi. Kẹt kẹt kẹt, tiếng giày da nghiến trên nền nhà lát đá cẩm thạch, ken két. Mỗi bước chân di chuyển trên nền nhà như đang dẫm nát lòng người. Lúc này thời gian đã muộn, trong phòng ăn của Long Tức không còn nhiều người, trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, chính vì vậy khi quân sư chạy, âm thanh cực kỳ vang vọng, giống như. Khi quân sư xông tới trước mặt Hoàng Thiên Trọng, cô tung chân đá vào hạ bộ y. Một cước này rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thô bạo. Bù! Tiếng gió nổi lên, lực mạnh xuyên thấu quần áo. Hoàng Thiên Trọng đang ngồi dạng chân ở dưới đất, y cảm thấy hạ bộ mát lạnh, ngay cả đồ chơi nhỏ của mình cũng có cảm giác đau đớn. Cú đá còn chưa tới, tiếng gió đã tới, có thể đả thương làn da, từ điều này có thể thấy nếu như một cước này của quân sư trúng mục tiêu. Sau này còn Hoàng Thiên Trọng sao? Còn có tiểu Hoàng Thiên Trọng sao? Đây không phải là sát chiêu mà là chiêu tuyệt hậu. Bởi vậy có thể thấy quân sư cực kỳ căm hận Hoàng Thiên Trọng. A! Hoàng Thiên Trọng gầm lên một tiếng, hai tay chống mạnh xuống đất, thân thể của y đang ngồi dưới đất bay lên trên cao, giống như bồ đoàn của Phật Quan Âm chậm rãi bay lên trời trong truyền thuyết xa xưa vậy. Đương nhiên Hoàng Thiên Trọng không chậm mà là cực nhanh luôn. Nếu như không nhanh sẽ bị quân sư, động tác đó cũng không có cảm giác tự nhiên, đẹp như của Quan Âm Bồ Tát, chiêu này của y cực kỳ bạo lực, dã man. Lực đạo ẩn chứa ở song trường khi hai tay đập mạnh xuống đất, thân thể lập tức bay lên. Nói thì rất đơn giản nhưng Tần Lạc là người đã từng học tam quyền nhị cước nên biết thực hiện được chiêu này khó khăn tới mức độ nào. Hơn nữa độ cao mà Hoàng Thiên Trọng nhảy lên, người bình thường thực hiện nó cực kỳ khó khăn. Tần Lạc đã nghe nói chuyện Hoàng Thiên Trọng che giấu bản lĩnh của mình nhưng hắn không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại lợi hại tới mức này. Ngay cả đám người Ly, Hòa Thượng, Hỏa Dược đã từng giao đấu với Hoàng Thiên Trọng cũng trợn mắt há hốc mồm. Lần trước bọn họ đánh nhau với Hoàng Thiên Trọng, đánh y giống như một con chó chết. Bọn họ đã tưởng y đã phát huy toàn bộ thực lực của mình. Bây giờ bị quân sư dồn ép, Hoàng Thiên Trọng còn có chiêu này. Điều này khiến người ta trông thấy mà giật mình. Y còn che giấu bao nhiêu thực lực võ học nữa? Rốt cuộc y muốn làm cái gì? Một chiêu không trúng, thân thể quân sư cũng bay lên ngay tại chỗ. Hoàng Thiên Trọng bay lên nhanh, bay lên còn nhanh hơn. Xoay tròn 180 độ trên không trung, một cước tung ra đá thẳng vào Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng cũng nhanh chóng biến chiêu, nắm đấm vỗ vào tường, mượn lực đả lực, quay người tung ta một cước. Loảng xoảng, chân hai người va chạm với nhau, thân thể quân sư còn đang trên không trung, không có chỗ mượn lực, bay ngược về sau. Sau lưng Hoàng Thiên Trọng là tường, y nhanh chóng rơi xuống đất. Sau khi quân sư rơi xuống đất, cô cảm thấy đùi phải mình đau đớn như muốn nứt lìa. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, nhất định Hoàng Thiên Trọng đã dùng bảo hộ đầu gối. Vì quân sư ở Long Tức nên không sử dụng thứ đó. Kẻ cố tình, người vô tâm, một chiêu này của quân sư ngược lại khiến Hoàng Thiên Trọng chiếm được lợi thế. Hoàng Thiên Trọng đứng lại, y lại gào lên, quân sư cô muốn giết người hả? Tôi làm gì mà chọc giận cô vậy hả? Cô đừng tưởng cô lên chức đội trưởng Long Tức mà kiêu ngạo như này. Vô cớ đánh đồng đội, tội lớn đấy. Tôi nhất định phải tố cáo cô. Tôi nhất định phải tới quân bộ tố cáo cô. Khi nhìn thấy quân sư vẫn không nói không rằng, một lần nữa đi nhanh tới, Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói, khinh người quá đáng. Đúng là khinh người quá đáng. Cô đã muốn giết tôi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tới đây đi, tôi phải xem quân sư cô có bao nhiêu bản lĩnh. Hoàng Thiên Trọng cúi người, dáng vẻ như muốn liều mạng cùng quân sư. Quân sư, không được trúng kế. Tần Lạc vội vàng nói to. Đây là câu nói của quân sư khi ngăn cản Ly và Đao Tử khi hai người muốn liều mạng với Hoàng Thiên Trọng. Không ngờ câu nói này nhanh chóng được Tần Lạc nói với quân sư. Tần Lạc hiểu rõ quân sư, hắn biết quân sư mưu trí hơn người, người bình thường rất khó tính kế với cô. Thế nhưng hôm nay không hiểu đã xảy ra chuyện gì,
không hiểu Hoàng Thiên Trọng đã chọc giận quân sư như thế nào mà khiến quân sư ra tay hạ thủ tàn nhẫn, muốn đánh Hoàng Thiên Trọng không chết không thôi. Trong khi đó Hoàng Thiên Trọng càng bất an, với tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại của y, lần này bị ép buộc rời khỏi Long Tức, làm gì có chuyện y tới xin lỗi những thành viên Long Tức chỉ muốn đuổi y đi, làm gì có chuyện y xưng hô thân thiết em họ với người y nhìn không vừa mắt nhất, làm gì có chuyện y muốn hạng người như âm hồn bất tán. Mới rồi y còn định chọc Ly, người có tính cách nóng nảy nhất nhưng quân sư đã ngăn cản. Bây giờ y trực tiếp chọc quân sư nhưng quân sư lại trúng kế, điều này không phải quá kỳ quái sao? Sự việc xảy ra tất cả ý đồ, Tần Lạc đã sớm nhận ra Hoàng Thiên Trọng có gì đó nhưng sao hắn lại không nhận ra mục đích chính của Hoàng Thiên Trọng? Khi Hoàng Thiên Trọng chọc giận Ly, Tần Lạc chỉ nghi ngờ. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng và quân sư đánh nhau, y làm bộ oan ức, liên tục lên tiếng chấm dứt, ra vẻ muốn tới quân bộ tố cáo. Rất rõ ràng Hoàng Thiên Trọng muốn kéo quân sư xuống nước. Bị điều khỏi vị trí đội trưởng Long Tức, Hoàng Thiên Trọng cực kỳ khó chịu nhưng công văn của quân bộ đã chuyển xuống, quân lệnh đã ban. Mặc dù Hoàng Thiên Trọng muốn vận động cũng không thể làm được. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất, kéo quân sư xuống nước. Không phải quân sư là đội trưởng mới của Long Tức sao? Nếu như vô cớ đánh đồng đội, không, là đồng đội Tây Nam, tội danh này người thật việc thật. Quân sư còn có thể ngồi trên vị trí đội trưởng này nữa sao? Y không ngồi được, quân sư cũng không thể ngồi được. Những thành viên khác của Long Tức không đủ từng trải và năng lực để đảm nhiệm. Việc lựa chọn đội trưởng Long Tức sẽ một lần nữa rơi vào vòng tranh cãi. Đây chính là điều Tần Lạc nghĩ ra trong thoáng chốc. Liệu Hoàng Thiên Trọng còn ý đồ thâm độc nào nữa hay không thì không ai biết. Khi nghe thấy Tần Lạc hô to cẩn thận trúng kế, những người khác lập tức hiểu ra lòng dạ nham hiểm của Hoàng Thiên Trọng. Ly cầm đao trong tay, nói to, quân sư, chị đừng ra tay. Để em tới giúp chị. Tôi tới, Hỏa Dược cũng hô to rồi chạy theo sau. Bọn họ không chức không quyền, không sợ phạm sai lầm, cùng lắm thì bọn họ chấp nhận bị phạt giam một thời gian. Nếu như quân sư phạm sai lầm, cô sẽ mất chức đội trưởng, tổn thất này rất lớn. Quân sư bình tĩnh đứng lại, quay người nói với hai người, lui lại. Quân sư, lui lại, quân sư quát to. Đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ta, không một ai được nhúng tay vào. Anh ta hãm hại chị, Ly gấp gáp nói, trước kia quân sư luôn là người tính táo, thông minh nhất. Tại sao hôm nay lại không nghe lời khuyên của người khác vậy? Không một ai được tới giúp, đây là mệnh lệnh, quân sư quát to. Hoàng Thiên Trọng nhìn quân sư bình tĩnh dẹp loạn, đôi mắt thâm trầm, y không khỏi giật mình. Người phụ nữ này quả nhiên lợi hại, Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ. Nếu như cô ta lui lại, không phải khổ nhục kế hôm nay thất bại sao? Thế nhưng khi nhìn thấy quân sư từng bước đi về phía mình, tâm trạng lo lắng của Hoàng Thiên Trọng đã buông xuống. Tới đây, các người cùng xông tới một lượt đi. Không phải các người muốn kéo bè kéo cánh giúp nhau sao? Không phải các người thích vây công sao? Không phải các người thích xa lánh người khác sao? Tại sao không ra tay hả? Hoàng Thiên Trọng trợn mắt quát Ly và Hỏa Dược, tới đi, nhanh lên. Các người cùng tiến lên một lượt đi, tôi thà chết trận cũng không bao giờ chịu khuất phục bởi đám tiểu nhân các người. Mày sẽ chết, quân sư cười âm trầm nói, mày đáng phải sớm chết rồi. Nói xong thân hình quân sư di chuyển với tốc độ cao nhất. Lúc này khoảng cách của quân sư với Hoàng Thiên Trọng khoảng 5-6 mét thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới, cực kỳ quỷ mị, một tốc độ không thể tin được. Một quyền của quân sư tung ra đánh vào ngực Hoàng Thiên Trọng, cực kỳ nhanh mạnh, không gì sánh nổi. Hoàng Thiên Trọng kinh hãi, hai tay bắt chéo trước ngực, ngăn cản quyền của quân sư. Rõ ràng Hoàng Thiên Trọng nhìn thấy mình đã đỡ được nhưng không ngờ tay quân sư lại thần kỳ xuyên qua hai ta bắt chéo của y, càng lúc càng tiến gần tới người. Phịch, thân thể Hoàng Thiên Trọng bị đánh bay ra ngoài, bay lên cao. Loảng xoảng, thân thể Hoàng Thiên Trọng rơi xuống đất, nặng nề nện xuống mặt đất. Gương mặt méo xệch, ngũ tạng lục phủ như rời khỏi vị trí. Y cảm thấy yết hầu mình ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1176, muốn kéo quân sư xuống ngựa. Một quyền. Chỉ một quyền. Y không tiếp được một quyền toàn lực của quân sư. Y vẫn không phải là đối thủ của quân sư. Cũng giống như mấy năm trước, lần này Y cũng bị một quyền của quân sư đánh ngã. Quang như kiếm tuế nguyệt như lăng. Tất cả đều thay đổi không giống như kịch bản lúc ban đầu. Phụt. Một ngụm máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ, loang lổ trên nền nhà đá cẩm thạch.
Hoàng Thiên Trọng nằm xoài trên mặt đất, nhìn quân sư đang tiến lại gần phía mình. Ánh mắt quân sư bình tĩnh, sắc bén, không nóng không vội, không nhanh, không chậm, giống như một người thợ săn sắp bắt được con mồi. Quân sư đi tới trước mặt Hoàng Thiên Trọng, bình tĩnh nhìn y nói, đứng dậy. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng, chống hai tay bỏ dậy. Quân sư ra tay. Một cú đá nâng cao gần như 180 độ, nhằm thẳng vào cổ họng Hoàng Thiên Trọng. Đoạn hầu cước, tuyệt học long tức. Một khi bị đá trúng, cổ họng yếu ớt sẽ bị đá vỡ vụn. Cho dù Hoa Đà sống lại, Tần Lạc ở nơi này cũng không thể nào cứu chữa được. Mặc dù Hoàng Thiên Trọng bị trọng thương nhưng y đương nhiên không muốn để người khác giết. Hoàng Thiên Trọng nhanh chóng lui lại sau, tung một cước phản kích, trong khi đó một cước tiếp theo của quân sư vẫn nhằm vào cổ họng y. Liên hoàn cước. Có thể gọi đây là liên hoàn đoạn hầu cước bởi vì cước thứ hai này giống hệt như cước thứ nhất, cùng hướng tới cổ họng của Hoàng Thiên Trọng. Hơn nữa nếu như Hoàng Thiên Trọng có thể tránh được cước này thì còn cước thứ ba, thứ tư nữa. Hoàng Thiên Trọng kinh hãi, một lần nữa lui lại sau. Quả nhiên ngay lập tức cước thứ ba đã tới. Hoàng Thiên Trọng càng lúc càng lùi nhanh, quân sư càng đá càng nhanh. Mặc dù quân sư không thấp, đi giày quân sư khiến cô cao khoảng 1m75 thế nhưng Hoàng Thiên Trọng là người lớn, đi giày quân sư. Y cao khoảng 1m85 trong khi đó cước nào của quân sư cũng nhắm trúng cổ họng y, chứng minh cước của quân sư còn có thể đá cao hơn y một đầu, điều này đủ thấy cước lực của quân sư mạnh cỡ nào. Sau khi lách qua một cái bàn, Hoàng Thiên Trọng mắc một sai lầm nhỏ. Cước này của quân sư cực kỳ ác liệt, giày ra từ trên cao hạ xuống, mũi nhọn cực kỳ sắc bén đâm thẳng vào cổ họng của Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng không còn đường lùi, y chỉ còn biết ngửa đầu ra sau né tránh. Quân sư không thể đá trúng cổ họng Hoàng Thiên Trọng nhưng không vì thế mà cô bỏ qua. Khi gót chân quân sư đè xuống dưới, Hoàng Thiên Trọng trúng chiêu vào miệng. Một trọng lực truyền tới, thân thể Hoàng Thiên Trọng ngã về sau. Thân thể Hoàng Thiên Trọng ngã vào chiếc bàn ăn trong phòng ở ngay sau, ép chiếc bàn ăn chuột về sau mấy bước, cuối cùng nặng nề đổ xuống đất. Khi chiếc bàn ăn đổ xuống, thân thể Hoàng Thiên Trọng cũng đổ xuống theo. Két! Tiếng sắt thép cọ sát với mặt nền bằng đá cẩm thạch phát ra những âm thanh chói tai. Đứng lên, quân sư đứng tại chỗ, một lần nữa quát Hoàng Thiên Trọng. Trong mắt Tần Lạc, màn này rất giống với trong bộ phim Tom và Jerry mà bối bối thích xem nhất. Sau khi con mèo to bắt được con chuột, nó không ăn ngay mà thả con chuột ra mấy lần rồi đuổi bắt. Nó không ăn, chỉ trêu chọc. Hành hạ tới chết. Tần Lạc đã nhận ra quân sư muốn hành hạ Hoàng Thiên Trọng tới chết. Rốt cuộc hai người này có thâm cừu đại hận gì vậy hả? Hoàng Thiên Trọng thở hổn hển, thỉnh thoảng y còn bật ho khan mấy tiếng. Gương mặt y trở nên đỏ tía, vết máu tích ở khóe miệng càng lúc càng nhiều, từng giọt nhỏ xuống quần áo. Cô hãy ra tay đi, Hoàng Thiên Trọng nằm dưới đất, hung tợn nói, không phải cô vẫn muốn giết tôi sao? Không phải cô vẫn muốn giết tôi sao? Tới đây đi, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất của cô. Quân sư không nói nữa, cô đi tới chỗ Hoàng Thiên Trọng. Tần Lạc cau mày, đi nhanh tới chắn trước người quân sư, hỏi, chị muốn làm gì? Giết người, giọng nói quân sư trầm thấp, nghe như tiếng tiêu trầm trầm. Tôi biết chị hận anh ta, Tần Lạc nói, tôi cũng không thích anh ta nhưng bây giờ không phải lúc. Quân sư hận Hoàng Thiên Trọng, Tần Lạc cũng hận y, mỗi một thành viên Long Tức cũng đều hận y. Thế nhưng bọn họ cần phải giữ được sự tỉnh táo. Hoàng Thiên Trọng không phải cường đạo, không phải thổ phỉ, càng không phải kẻ thù của đất nước. Y là một quân nhân, là đồng đội của bọn họ. Nếu như quân sư đánh nhau trước mặt nhiều người ở Long Tức, đánh chết Hoàng Thiên Trọng, tiền đồ cả đời này của cô sẽ bị hủy hoại. Mặc dù bọn họ có làm chứng giúp quân sư cũng vô ích, bởi vì lúc này còn có những nhân viên phòng ăn cũng chứng kiến, còn cả thành viên đội bảo vệ Long Tức nghe tiếng động cũng chạy tới. Chuyện náo động như này, sao có thể che giấu được? Chính vì Hoàng Thiên Trọng hiểu được một vài điều nên y càng không tỏ vẻ sợ hãi trước ý đồ của quân sư. Nếu như quân sư ra tay tàn nhẫn, không phải đã trúng quỷ kế của Hoàng Thiên Trọng sao? Nhớ tới những uất ức trước đây, quả thật không khiến con người ta nhẫn nại nổi. Hình là lúc này quân sư cố chấp nói, tránh ra đi. Tôi không để cô đi qua. Tránh ra. Ly lo lắng Tần Lạc và quân sư xảy ra tranh chấp, nàng vội vàng đi tới khuyên nhủ quân sư, chị không nên kích động như vậy. Anh ta làm hại chị, anh ta muốn kéo chị cũng xuống nước. Hỏa dược cũng chắn trước mặt quân sư, ngăn cản cô ra tay hạ sát thủ. Tránh ra, quân sư đánh ra một quyền, Tần Lạc và Ly vẫn không nhúc nhích,
để mặc cho Quyền Phong làm tóc tung bay, quạt vào mặt đau nhức. Quân sư thu quyền. Cuối cùng quân sư không thể nào ra tay với bọn họ. Đây là những người thân thiết nhất của cô ở thế giới này, có thể được coi là người thân. Dừng tay, một tiếng quát vang lên. Giọng nói không to nhưng cực kỳ uy nghiêm khiến con người ta phải sợ hãi. Khi nhìn thấy người tới, Hoàng Thiên Trọng, đang mạnh mẽ chống đỡ, thoáng sụi lơ, nằm ngay đơ trên mặt đất. Tần Lạc quay người, hắn nhìn thấy người đứng đầu Long Tức hiện nay, Phó Phong Tuyết với mái tóc dài, mặc bộ trường bào màu xanh đang chậm rãi đi vào. Ông đứng trước cửa không có ý tiến vào gần. Thế nhưng khi có mặt ông, một người mạnh mẽ như quân sư cũng không dám hành động bừa bãi. Những người khác đều trầm mặc, im như thóc. Đây chính là thần. Các người có thể chết nhưng không thể chết trong tay người nhà Phó Phong Tuyết, trầm giọng nói, nơi này là Long Tức. Hoàng Thiên Trọng không nói câu nào, y hiểu không nói còn tốt hơn nhiều. Phó Phong Tuyết là một người thông minh, ông không cần người khác chỉ dạy mình cần phải làm gì. Sự việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Hoàng Thiên Trọng. Quân sư cũng không nói, cô không biết nên giải thích thế nào, cho dù lúc này hay sau này, cô nhất định phải giết y. Còn về phần hậu quả, còn có hậu quả nào nghiêm trọng hơn so với sự thừa nhận của y sao? Khi nhìn thấy không ai muốn giải thích, cuối cùng Phó Phong Tuyết điểm mặt chỉ tên, ông nói, quân sư, Hoàng Thiên Trọng, lại đây. Nói xong Phó Phong Tuyết quay người bỏ đi. Quân sư không nói không rằng, đuổi theo sau. Đương nhiên Hoàng Thiên Trọng, bị quân sư đánh một trận chí tử cùng lồm cồm bò dậy. Gương mặt y âm trầm, ánh mắt như dao nhìn Tần Lạc, Ly và mấy người hỏa dược sau đó cũng lảo đảo bước ra ngoài. Đương nhiên những người khác cũng nhìn Hoàng Thiên Trọng với ánh mắt sắc như dao. Sao chúng ta không mau đi xem? Tần Lạc hỏi, hắn thật sự muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Phó Phong Tuyết không nhắc tới tên của hắn, hắn đương nhiên không có lý do. Có lẽ Phó Phong Tuyết cho rằng đây là chuyện của riêng Long Tức. Tôi không dám, Ly nói. Nếu như là Long Vương, Ly có thể dùng thân phận con gái nuôi tới gặp. Hơn nữa Long Vương cực kỳ yêu thương Ly, cho dù Ly có làm gì cùng không trừng phạt nàng. Thế nhưng Phó Phong Tuyết không phải là Long Vương, ông không nói cũng không thích nghe người khác nói. Hai mươi mấy năm qua, Phó Phong Tuyết giống như một lão ăn mày nằm trên chiếc ghế dài trước biệt thự của Long Vương, gần như không nói chuyện với bất kỳ một ai. Tần Lạc được Phó Phong Tuyết tặng thẻ bài khiến cho người Long Tức phải trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ Phó Phong Tuyết trở thành người đứng đầu Long Tức. Ông nói cái gì thì chính là cái đó. Người khác muốn làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của ông. Tâm trạng Tần Lạc nặng nề, một bụng tức không có cách nào phát tiết ra ngoài. Tần Lạc đứng ở cửa sổ phòng ăn ở tầng 2 nhìn theo bóng dáng quân sư đi sau Phó Phong Tuyết đi tới biệt thự Long Vương ở phía sau, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người có nghe thấy Hoàng Thiên Trọng nói gì với quân sư không? Tần Lạc biết nhất định Hoàng Thiên Trọng nói gì đó với quân sư, nếu không một người luôn bình tĩnh, ung dung như quân sư không thể nào tức giận tới mức độ đó. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến quân sư nổi điên? Không, Ly lắc đầu, khi đó mấy người nàng đi theo Tần Lạc định rời khỏi phòng ăn, cách quân sư đi sau khoảng mấy chục bước chân. Hơn nữa Tần Lạc nói rất nhỏ, mấy người Ly không nghe được. Nhất định có liên quan tới anh ấy, Ly nói. Có liên quan tới anh ta. Tần Lạc cau mày hỏi, có liên quan tới ai? Việc quân sư tức giận như vậy nhất định có liên quan tới anh ấy, Ly nói. Chương 1177, ông đang thiên vị. Là một quân nhân, nhìn từ đằng sau lưng, dáng đi thẳng tắp như một cây gậy trúc, sống lưng thẳng tắp, mỗi bước đi, mỗi dấu trán khiến mái tóc dài của Phó Phong Tuyết tung bay, áo trường bào màu trắng, mái tóc dài rất lâu rồi chưa cắt rủ xuống bờ vai như cổ nhân. Thế nhưng chòm râu được chải chuốt rất nghiêm chỉnh. Mang phong thái một mỹ nam tử. Một người đàn ông như này khi ra ngoài đường, tuyệt đối có thể hấp dẫn được rất nhiều phụ nữ đa tình. Đương nhiên cũng sẽ có những cô gái trẻ cũng rất muốn được thưởng thức sự hấp dẫn tuyệt vời của ông. Phó Phong Tuyết đẩy cửa bước vào trong nhà rồi đứng ngay giữa nhà không đi nữa. Không động cũng không ngồi. Phó Phong Tuyết đứng quay lưng về phía quân sư đang đi tới, giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi. Đương nhiên hình dung này hơi bất kính với Phó Phong Tuyết. Thế nhưng dưới góc độ quan sát của một người ngoài, tư thế này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới điều đó. Từ khi Long Vương rời khỏi biệt thự, tất cả nhân viên phục vụ và thầy thuốc đều ra sống ở bên ngoài. Khi Phó Phong Tuyết đi vào trong, không có ai chào hỏi, càng không có ai bưng trà rót nước. Quân sư đứng lại ở một vị trí cách Phó Phong Tuyết hai bước chân.
Đây là khoảng cách mà cô thầm cảm thấy an toàn. Sự tức giận trên mặt quân sư đã biến mất, sát khí trong ánh mắt cô cũng hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng chỉ cần người quen biết quân sư nhìn thấy, ai cũng hiểu lúc quân sư tỉnh táo nhất là lúc khủng khiếp nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân mọi người gọi cô là quân sư. Một lát sau cánh cổng một lần nữa vang lên tiếng cạch cạch. Sau đó Hoàng Thiên Trọng tập tễnh đi vào. Bộ mặt Hoàng Thiên Trọng sưng vù, khóe miệng, quần áo dính đầy vết máu. Hoàng Thiên Trọng bước đi vừa cúi người ho khụ khụ, giống như y ho tới tê tâm liệt phế nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy tình cảnh của mình. Trước kia ngôi biệt thự nhỏ này chính là ngôi nhà mà Hoàng Thiên Trọng có khát vọng vào ở nhất. Bởi vì nó dựa vào sông núi, cảnh tượng cực kỳ đẹp hơn nữa nó còn là biệt thự mà tất cả những người đứng đầu Long Tức đều lựa chọn làm nơi ở của mình, kể cả cha của y. Thế nhưng lúc này Hoàng Thiên Trọng cực kỳ sợ hãi ngôi nhà này. Hoàng Thiên Trọng đã được trải nghiệm tình người nguội lạnh, cũng được trải nghiệm tình cảm lãnh đạm, nhiều hơn nữa là trải nghiệm qua sự nhục nhã và xấu hổ, còn cả điều mà xấu hổ không nói, xấu hổ không dám nghĩ tới, ví dụ như, bị đánh. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng không thể không tới. Hoàng Thiên Trọng đi tới, đứng yên sau lưng Phó Phong Tuyết. Khoảng cách mà Hoàng Thiên Trọng lựa chọn là khoảng 2m50, cách Phó Phong Tuyết không quá gần, lại cách xa quân sư. Biểu hiện của Hoàng Thiên Trọng khiêm tốn, sợ hãi người dứt khoát muốn đoạn tuyệt quan hệ với y. Hai đương sự đều đã tới. Phó Phong Tuyết trầm ngâm một lát rồi ông lên tiếng trước, nguyên nhân. Quân sư không giải thích, Hoàng Thiên Trọng cũng không lên tiếng giải thích. Lúc này người nào lên tiếng trước, người đó coi như thua một nửa. Giống như đang muốn vội vã dội bát nước bẩn lên người đồng đội của mình. Cả hai người đều hiểu Phó Phong Tuyết không thích hạng người đó. Không thể không nói cả quân sư và Hoàng Thiên Trọng đều là người cực kỳ thông minh. Vấn đề là một người thông minh quang minh chính đại, một người thông minh mờ ám. Một người là khôn vặt, cơ trí vụng trộm, một người coi như đã luyện tới độ thông minh của người lão luyện. Hoàng Thiên Trọng nói trước cuối cùng Phó Phong Tuyết chỉ mặt đặt tên. Dạ Hoàng Thiên Trọng trả lời, y che miệng ho khụ khụ hai tiếng, nôn một ngụm máu tươi vào chiếc khăn tay trong tay rồi mới đứng thẳng người, nói, sau khi nhận được lệnh điều động, tôi chuẩn bị từ bỏ chức vụ đội trưởng Long Tức để đi Tây Nam. Mặc dù thường ngày mọi người không có quan hệ tốt nhưng đây chỉ là tranh cãi trên phương diện công việc. Là đồng đội của nhau, tôi muốn chào tạm biệt mọi người trước khi lên đường. Cho dù mọi người nghĩ gì đi nữa nhưng Long Tức chính là nhà của tôi. Tôi xuất thân từ Long Tức, người ngoài cũng nghĩ như vậy. Tôi biết mọi người đang trong phòng ăn nên mới tới đó. Tôi biết bọn họ không chào đón tôi nhưng tôi tới xin lỗi, ít nhất điều này có thể làm giảm căng thẳng trong quan hệ của mọi người. Trước khi chia tay tôi chúc mừng quân sư, hơn nữa còn nói cho cô ấy biết một bí mật nhỏ. Mặc dù Phó Phong Tuyết vẫn đang quay lưng về phía hai người nhưng Hoàng Thiên Trọng cảm thấy bản thân mình như đang bị người khác nhìn chằm chằm. Y có một cảm giác cực không thoải mái. Hoàng Thiên Trọng cố gắng đứng thẳng người, hai mắt nhìn thẳng vào gáy Phó Phong Tuyết như thể đó là đôi mắt của ông vậy. Tôi nói với cô ấy rằng sau khi cô ấy làm đội trưởng Long Tức sẽ rất khó lập gia đình. Nếu như không gả được ra ngoài, tôi không ngại. Giọng nói của Hoàng Thiên Trọng, hòa hoãn hơn rất nhiều, tôi thừa nhận. Cách nói của tôi hơi quá đáng thế nhưng tôi chỉ nói đùa với cô ấy mà thôi, sau đó cô ấy ra tay đánh tôi. Tôi hỏi cô ấy lý do, cô ấy không nói. Hoàng Thiên Trọng không tiếc lời tự nói xấu mình vì y muốn chứng minh câu nói của mình có độ tin cậy cao. Tự tổn hại 300, đả thương kẻ thù 3000. Con người này có thể nói rất am hiểm phương pháp gài bẫy người khác. Sau khi nghe Hoàng Thiên Trọng thuật lại sự việc, Phó Phong Tuyết không quyết định ngay, ông nói to, quân sư, cô nói đi. Anh ta nói đại ca chết trong tay người nhà nhưng không phải là ông quân sư nói, giọng nói bình tĩnh, bi thương, giống như tiếng sáo truyền tới trong mưa bụi mênh mông. Đau thương quá độ tâm chết không còn biết sợ. Đột nhiên Phó Phong Tuyết quay người, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng vào người Hoàng Thiên Trọng. Có thật thế không? Phó Phong Tuyết hỏi, giọng nói trầm tĩnh, không khí thế nhưng Hoàng Thiên Trọng cảm thấy lạnh người, mỗi sợi lông trên người y nhưng dựng đứng. Hoàng Thiên Trọng biết nếu như người đàn ông này ra tay, y hoàn toàn không có cách nào chống cự được. Không, Hoàng Thiên Trọng nói, tôi sao có thể nói cho cô ấy biết điều đó, tôi sao có thể biết anh ta chết như thế nào. Hoàng Thiên Trọng không muốn gọi con người kia là đại ca, dù ai ở Long Tức cũng gọi như vậy nhưng chỉ duy nhất Hoàng Thiên Trọng là không. Nghe Hoàng Thiên Trọng giải thích, quân sư không phản đối không tranh cãi, cô hoàn toàn không nói câu nào.
Thế nhưng thái độ này của quân sư càng khiến Hoàng Thiên Trọng thầm tức giận, giống như quân sư cho rằng Hoàng Thiên Trọng nói dối, không cần phải giải thích. Cô không giải thích sao? Phó Phong Tuyết hỏi, từ cô ở đây chính là quân sư. Giải thích cũng vô ích, quân sư nói. Quân sư ngẩng đầu nhìn lưng Phó Phong Tuyết nói, đây là cái bẫy của anh ta. Anh ta cố ý nói chuyện đại ca để tôi ra tay. Mục đích chính là muốn kéo tôi xuống nước, khiến tôi không thể làm đội trưởng Long Tức. Ngậm máu phun người Hoàng Thiên Trọng, phẫn nộ, tôi đã muốn đi Tây Nam, kéo cô xuống nước thì có lợi gì cho tôi chứ? Chẳng lẽ quân bộ sẽ đổi lệnh điều động sao? Vấn đề là cô vẫn không nhìn tôi thuận mắt, nhiều lần tranh đấu với tôi. Là đội trưởng Long Tức, nhiều lần tôi sắp đặt nhiệm vụ rất hợp lý nhưng đều bị cô gạt bỏ. Bây giờ tôi sắp rời đi, cô lại mượn cơ hội gây chuyện với tôi. Không phải cô muốn tôi phải chịu nhục sao? Chân tướng sự thật, không cần cha cũng biết. Trong phòng ăn có thiết bị giám sát, chỉ cần xem lại tình huống khi đó là hiểu ngay. Hãy cho người mang băng ghi hình lại đây, Phó Phong Tuyết nói. Quân sư mở thiết bị liên lạc, bấm một dây số. Gần như ngay lập tức, đích thân Kiều Mộc mang băng ghi hình và một chiếc laptop tới, rõ ràng đây chính là máy tính trong phòng giám sát phòng ăn. Kiều Mộc vốn là đội trưởng đội bảo vệ của Long Vương, khi Long Vương rời đi, Kiều Mộc vốn muốn đi theo Long Vương nhưng vì Long Vương tránh nghi ngại nên đã bảo ông ta ở lại. Cả ngày Phó Phong Tuyết không ra khỏi đại viện, đội trưởng đội bảo vệ như Kiều Mộc hoàn toàn không có đất dụng võ. Phó Phong Tuyết không đích thân sử dụng máy tính mà Kiều Mộc trợ giúp ông. Long chủ, tỏi đã bắt đầu, Kiều Mộc nhỏ nhẹ báo cáo với Phó Phong Tuyết sau đó bấm máy tính phát băng ghi hình. Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh mấy người Tần Lạc đang ăn cơm sau đó Hoàng Thiên Trọng xuất hiện. Mọi người thì thào bàn tán nhưng không nghe được nội dung. Mọi người cười rất vui vẻ. Không hiểu Ly nghe nói gì đó, rút chủy thủ định liều mạng với Hoàng Thiên Trọng, nhưng quân sư cản lại sau đó Tần Lạc đứng lên bỏ đi trước. Tiếp sau đó hình ảnh cao trào xuất hiện, Hoàng Thiên Trọng bước nhanh tới nói chuyện với quân sư, nhìn môi y thì hình như nói câu gì đó như chúc mừng. Đột nhiên quân sư ra tay đánh bay Hoàng Thiên Trọng. Nhìn kỹ đoạn này thì hình ảnh cực kỳ bất lợi với mấy người quân sư. Đầu tiên là Ly rút chủy thủ định ra tay. Đây chính là tai họa ngầm thứ nhất Long Tức có quy định. Có thể giao đấu nhưng không được phép tư đấu. Ly vừa ra tay đã rút đao, không còn nghi ngờ gì nữa, người bên ngoài sẽ có cảm giác ỷ mạnh hiếp yếu, dù gì đi nữa bên nàng vẫn có nhiều người hơn. Điểm bất lợi thứ hai chính là quân sư ra tay trước, thậm chí sau khi đám người Tần Lạc đứng ra ngăn cản vẫn không chịu từ bỏ cho tới tận khi đánh Hoàng Thiên Trọng trọng thương. Trong khi đó Hoàng Thiên Trọng chính là nhân vật gặp cảnh ngộ bất hạnh nhất trên đời này. Y có lòng tốt tới xin lỗi nhưng lại bị đám người Tần Lạc hiểu lầm. Có lòng tốt chúc mừng người ta nhưng bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị người đánh một trận no đòn. Y thể hiện vẻ ngơ ngác, phẫn nộ, đau đớn khi vô duyên vô cớ bị ăn đòn một cách hoàn hảo. Ngay cả diễn viên đoạt giải Oscar cũng không diễn tới trình độ này. Tắt đi, Phó Phong Tuyết nói. Kiều Mộc không dám hỏi nguyên nhân, sau khi tắt băng ghi hình, ông ta không nói không rằng đi ra ngoài. Cuối cùng Phó Phong Tuyết quay đầu nhìn Hoàng Thiên Trọng, nhìn y với ánh mắt âm trầm, nói, là lỗi của anh. Hoàng Thiên Trọng ngẩn người, gương mặt y cực kỳ cao có, y gầm lên, ông Thiên Vị. Chương 1178, muốn tìm một người canh cửa. Xe chạy trên đường, thoáng chốc đã được mấy km. Người lái xe không vội nhưng người ngồi sau xe rất nóng vội. Phúc Thanh, hãy chạy nhanh lên một chút, Lạc Sân ngồi sau xe liên tục thúc giục. Dạ, phu nhân, người đàn ông trung niên lái xe một lần nữa tăng tốc độ. Con đường này giới hạn 100 km, anh ta đã sớm vượt qua giới hạn này. Cảnh sát bên ngoài cửa sổ xe liên tục thụt lùi, Lạc Sân vẫn thấy lòng như lửa đốt. Lạc Sân liên tục gọi vào số di động của Hoàng Thiên Trọng, dù điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không người nghe máy. Phó Phong Tuyết không dùng điện thoại di động nên Lạc Sân không có cách nào liên lạc được với ông. Khi nhìn thấy một tên người quen thuộc trong danh bạ điện thoại, mấy lần Lạc Sân định bấm số gọi nhưng rồi lại từ bỏ. Tần Lạc Lạc Sân cười gượng, liên lạc được thì sao, nhờ anh ta tìm hiểu hộ tin tức hay là xin anh ta tới Long Tức khuyên can con mình. Khi nhớ tới ánh mắt vô cùng cương quyết của Hoàng Thiên Trọng, Lạc Sân có một dự cảm rất xấu. Bà hiểu rất rõ con mình, bởi vì trong nhà xảy ra biến cố quá lớn, con bà coi danh dự và thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Điều này giống như một người thiếu một vật gì đó, người đó luôn cố sức bổ khuyết nó. Đây chính là nguyên nhân khiến con bà có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lạc Sân bà lén lút vận động điều con mình rời khỏi Long Tức, bà không thể để con mình ở lại nơi đó. Con bà sẽ tự hủy hoại mình, nó sao có thể là đối thủ của quân sư? Hoàng Thiên Trọng, con tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, Lạc Sân thầm cầu khẩn. Càng lúc càng gần trại an dưỡng Long Tức, lòng Lạc Sân càng không vui, cảm bất an càng lúc càng mạnh. Ly, bình thường anh đối xử với em có tốt không? Không tốt. Tần Lạc cười xấu hổ nói, vậy quan hệ của hai chúng ta không tệ, phải không? Đúng vậy, đúng vậy ở đây có nghĩa là tôi đối xử tốt với anh. Vậy em hãy nói cho anh biết rốt cuộc người kia là ai? Tần Lạc hỏi, hình như mọi người đều biết việc này nhưng không ai nói cho anh biết. Không phải làm việc rất không nghĩa khí sao? Chúng ta là ai nào? Là quân nhân là những người coi trọng tình nghĩa nhất. Sau khi rời khỏi phòng ăn, Tần Lạc vẫn lẳng nhắng đi theo sau Ly để hỏi về vấn đề này. Ly vào phòng ngủ, hắn vào theo. Nàng đi ra ngồi trên salon, hắn đi theo, Ly đi ra ngoài tập, hắn cũng đi theo, Ly đi tới chỗ nào, Tần Lạc đi tới chỗ đó, một mực truy hỏi Ly, dáng vẻ không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Đương nhiên Tần Lạc muốn khai thông một lỗ hổng từ những người khác, ví dụ như hỏa dược, ví dụ như hỏa thượng, bọn họ dường như là hũ nút. Mỗi khi Tần Lạc nhắc tới vấn đề này đều trầm ngâm không nói, hoàn toàn không nể mặt hắn. Tất cả đều nói người ngoài không nên hỏi, quyết không dao động. Nếu như có thể, Tần Lạc chỉ muốn động chân tay tra hỏi một phen. Tần Lạc thật sự rất tò mò, hắn cũng rất muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc này. Tự dưng quân sư nổi giận nhưng lại vì người đàn ông kia. Có rất nhiều thứ trong chuyện này Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu. Tôi không thể nói, Ly nói. Tại sao không thể nói? Vì không thể nói. Tại sao không thể nói? Ly nhảy xuống từ trên xà đơn, bừng bừng tức giận nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, không được hỏi nữa. Muốn biết thì đi hỏi chính quân sư. Quân sư không bao giờ nói chuyện đó với anh, Tần Lạc nói. Tôi cũng không thể nói với anh chuyện đó. Tần Lạc trầm ngâm một lát, hắn buồn rầu thở dài nói, thôi bỏ đi. Anh không hỏi nữa, dù gì anh cũng là một người ngoài. Biết việc này để làm gì cơ chứ? Khi Ly nghe Tần Lạc nói câu đó, đột nhiên nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có phải chúng ta không đúng khi giấu giếm anh ấy không? Như vậy chúng ta thật sự coi anh ấy là người ngoài sao? Ly nhìn Tần Lạc nói, anh thật sự muốn biết sao? Lúc nãy thì muốn, bây giờ thì không. Bỏ đi, em không muốn nói, tôi không muốn làm khó em, Tần Lạc nói. Một chiêu lấy lui làm tiến này chính là tuyệt kỹ của hắn. Tôi chỉ nói cho mình anh biết, anh không được cho người khác biết. Tôi có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo, Tần Lạc nói, nhất định tôi sẽ không nói với người ngoài. Không bắt anh phải thề cái anh không có. Tình yêu và danh dự Tần Lạc vội vàng đổi thành hai. Cô gái này, vậy mà cũng nói được sao? Điên rồi. Hoàng Thiên Trọng bị ức hiếp tới phát điên. Cho dù có uống hết nước Đông Hải cũng không thể dập được lửa giận trong lòng. Cho dù có nuốt hết đất núi Tây Sơn cũng không trấn áp được nỗi bất bình trong lòng. Hoàng Thiên Trọng rất uất ức, thật sự rất uất ức. Nhân chứng vật chứng đều có, còn cả cuốn băng ghi hình làm chứng thế, nhưng lão thất phu Phó Phong Tuyết sau khi xem xong mấy lần lại nhận định mình là người có lỗi. Đây là hành vi gì vậy? Sao lại có hành động cực đoan tới mức độ này? Nếu như nói như vậy thì tất cả những gì mình cẩn thận sắp đặt đều vô nghĩa sao? Ông căn cứ vào cái gì mà nói tôi sai? Ông hãy xem kỹ nội dung trong băng ghi hình, ông cũng có thể gặp nhân viên nhà bếp để đối chất. Nếu như ông vẫn không tin, thậm chí ông có thể hỏi bạn bè của cô ta. Tôi đã làm gì sai hả? Bởi vì một câu nói đùa nhỏ nhoi mà bị đánh sao? Bởi vì tới xin lỗi nên phải chịu ức hiếp sao? Tôi không phục. Hoàng Thiên Trọng thể hiện sự phẫn nộ rất chân thật của mình. Chỉ có như vậy y mới có thể chứng minh bản thân mình rất oan ức. Nếu như lúc nãy Phó Phong Tuyết nói là lỗi của anh, lập tức thể hiện một thái độ ngượng ngùng, xấu hổ. Làm vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, đích thân nhận tội, Hoàng Thiên Trọng còn chưa ngu tới mức đó. Từ rất lâu rồi tôi đã học được cách không nên tin vào con mắt mình, bởi vì đôi mắt cũng biết lừa gạt người khác. Phó Phong Tuyết bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Trọng, như thể ông đang nghiên cứu một đồ vật rất có giá trị. Bây giờ thái độ của anh khác với trước kia. Hãy nghe tôi nói hết câu này, mỗi một giây thái độ của anh lại thay đổi. Mỗi thời khắc đều biến đổi. Tôi thay đổi, cô ta không thay đổi sao? Cô ta không chỉ biết thay đổi mà còn biết sắp đặt. Hoàng Thiên Trọng nhìn quân sư với ánh mắt độc ác. Tôi không phục phán quyết này. Tôi muốn tố cáo,
tôi muốn tố cáo lên quân bộ. Có tất cả nhân chứng vật chứng, tôi tin tưởng nhất định quân bộ sẽ có câu trả lời công bằng cho tôi. Phó Phong Tuyết xua tay nói với quân sư, ý bảo cô lui ra ngoài trước. Quân sư đứng nghiêm chào rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Bây giờ trong nhà chỉ còn Phó Phong Tuyết và Hoàng Thiên Trọng. Cánh cửa biệt thự cũng bị quân sư khi ra ngoài, lặng lẽ đóng lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì, khi quân sư còn ở đây, Hoàng Thiên Trọng cực kỳ dũng cảm, ý chí chiến đấu sôi sục. Khi quân sư vừa đi khỏi, một mình y phải đối mặt với người đàn ông này, trong lòng y cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Quân sư không phải là bạn bè của y mà ngược lại cô còn là đối thủ của y. Hoàng Thiên Trọng nghĩ mãi mà không hiểu rõ cảm giác khác biệt này. Tôi đã đồng ý với Lạc Sân hỗ trợ cháu đi Tây Nam. Đối với cháu mà nói, đó là một nơi đất lành, ở đó một thời gian, trong vòng 2 năm không phải không có cơ hội thăng chức lần nữa. Phó Phong Tuyết nói với một giọng nói ôn hòa hiếm có khi nói chuyện với người khác khiến Hoàng Thiên Trọng thật sự không tự nhiên. Ông muốn đề nghị tôi dàn xếp chuyện đó một cách ổn thỏa sao? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ. Thế nhưng giọng nói của Phó Phong Tuyết trở nên hòa hoãn, Hoàng Thiên Trọng không dám làm căng thẳng. Cảm ơn chú đã giúp tôi, Hoàng Thiên Trọng cúi đầu nói một câu cảm ơn. Phó Phong Tuyết nhắc tới mẹ y, vậy không còn là việc công mà là việc riêng nên Hoàng Thiên Trọng, thay đổi, gọi Phó Phong Tuyết là chú. Tôi cũng quyết định đi Tây Nam, tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm chú thất vọng, sẽ không làm hổ thẹn thanh danh của cha tôi. Phó Phong Tuyết gật đầu tán thưởng, hiểu rõ vậy là tốt rồi. Nếu đã hiểu như thế, vậy lúc này cháu làm vậy là có ý gì? Nụ cười trên gương mặt Hoàng Thiên Trọng cứng đơ, nhiệt huyết trào dâng, sắc mặt y càng lúc càng đỏ. Nói gì thì nói lão thất phu này vẫn không tin tưởng mình, lão vẫn cho rằng mình âm thầm sắp đặt âm mưu quy kế. Khinh người quá đáng. Thật sự khinh người quá đáng. Hoàng Thiên Trọng nắm chặt bàn tay rồi lại buông ra. Đây là phương pháp làm giảm bớt sự tức giận trong lòng. Hoàng Thiên Trọng cố gắng khống chế tâm trạng của mình, bình tĩnh nói, chú, vậy chú tin tưởng cô ta sao? Tôi không tin cháu. Việc đã tới nước này, còn gì để nói sao? Còn có thể nói chuyện tình cảm sao? Hoàng Thiên Trọng ngửa mặt lẻn trời phá lên cười, nước mắt y cũng theo đó trào ra. Vì để tự chứng minh sự trong sạch của mình, ngay tối nay tôi sẽ tố cáo việc này lên quân bộ, Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Một gương mặt vốn rất ưa nhìn nay bị quân sư đánh thành đầu heo, lúc này trở nên cực kỳ dữ tợn, trông cực kỳ khó ưa. Dường như Phó Phong Tuyết không nghe thấy những điều Hoàng Thiên Trọng thản nhiên nói, không cần đi Tây Nam nữa. Tôi đang định tìm một người canh cửa, cháu là người rất thích hợp. Người canh cửa? Đội trưởng Long Tức còn không được, bây giờ còn muốn để bạt y làm người canh cửa sao? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ, ông làm như vậy không phải cầm đao đâm chết tôi sao? Cảm ơn chú quá yêu ái. Thế nhưng đạo bất đồng, không thể hợp tác, nói xong Hoàng Thiên Trọng quay người đi ra ngoài. Chương 1179, xương gãy. Một cơn gió thổi, Hoàng Thiên Trọng cảm giác sởn gai ốc, sau đó một người đứng cản trước mặt y. Tôi không cho cháu đi, Phó Phong Tuyết nói. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng co rúm lại, hai bàn tay nắm chặt sau đó lại bỏ ra. Đây là động tác quen thuộc của Hoàng Thiên Trọng, mỗi khi căng thẳng. Nguyên nhân Hoàng Thiên Trọng buông tay ra là vì y không muốn Phó Phong Tuyết hiểu lầm. Hoàng Thiên Trọng không dám ra tay với ông, ngoại trừ mấy lão bất tử còn không một ai dám đối đầu với Phó Phong Tuyết. Cho dù là Long Vương vào thời kỳ cực thịnh nhất cũng không phải là đối thủ của Phó Phong Tuyết. Chú Phó muốn giết tôi sao? Tôi không giết cháu, Phó Phong Tuyết nói, tôi đang tìm một người canh cửa. Cháu là người rất thích hợp. Tôi muốn đi Tây Nam, Hoàng Thiên Trọng nói. Cháu không được đi. Phó Phong Tuyết lời ít ý nhiều, Hoàng Thiên Trọng không dám nói tiếp. Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, không oán hận. Không hừng hực lửa giận nhưng Hoàng Thiên Trọng cảm thấy bàn tay mình càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Gió đêm xào xạc thổi tung vạt áo. Bi thương, tiêu điều. Tiếng giày gõ vội vàng trên nền xi măng vang lên, sau đó bên ngoài có người gọi to, Thiên Trọng. Là tiếng của Lạc Sân, bà đã tới kịp thời. Nói đúng mức, sau khi biết rõ Lạc Sân, mẹ mình đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mình bị điều khỏi Long Tức, Hoàng Thiên Trọng cực kỳ hận mẹ mình. Lúc trước chính bà hỗ trợ y ngồi lên vị trí này, bây giờ bà lại tác động đá văng y khỏi nó. Bà đã không giúp mình Tần củng cố vị trí thì thôi, còn lại cố tác động với Phó Phong Tuyết áp buộc mình phải rời khỏi vị trí. Có người mẹ nào như vậy không? Thế nhưng đột nhiên ngay lúc này, trong tình cảnh này, sau khi bất ngờ nghe được giọng nói của bà,
Hoàng Thiên Trọng cảm thấy rất vui mừng, rất hạnh phúc. Bà tới, chính là giải vây cho mình. Hoàng Thiên Trọng tin tưởng rằng, Phó Phong Tuyết sẽ không đối phó với mình trước mặt mẹ mình. Thiên Trọng, một lần nữa Lạc Sân gọi to. Giọng nói của Lạc Sân càng gần, có lẽ bà đi rất nhanh, rất nóng vội. Cạch cạch cạch, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phó Phong Tuyết quay người mở cánh cửa gỗ. Sau đó Lạc Sân xuất hiện ở ngay trước cửa biệt thự. Một chiếc sườn xám màu trắng bó sát người, dưới ánh trăng, những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên sườn xám nổi bật rõ như ban ngày, cổ thon dài, trên cổ là một vòng ngọc nhỏ màu xanh biếc, long lanh ánh sáng, ngọc lung linh, người còn lung linh hơn. Nhìn vẻ bề ngoài, bạn rất khó đoán tuổi của người phụ nữ này. Khi Lạc Sân nhìn thấy con mình không chút tổn thương đứng đó, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bà thoáng chốc rơi xuống. Lạc Sân khôi phục lại phong thái bình tĩnh, tao nhã vốn có của mình, tươi cười nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, Phong Tuyết, tìm Thiên Trọng có chuyện gì không? Không có gì, Phó Phong Tuyết trả lời. Không có chuyện gì sao? Lạc Sân cười đi tới cầm tay Hoàng Thiên Trọng nói, nếu như không có chuyện gì, tôi và Thiên Trọng ra ngoài có chuyện cần nói. Nó không thể đi, Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt Hoàng Thiên Trọng cứng đơ, sát khí thoáng lóe lên trong mắt rồi biến mất. Hai mắt Lạc Sân như ánh trăng, bà nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, Phong Tuyết, có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn giữ Thiên Trọng lại? Không thể làm như vậy. Bên Tây Nam gọi điện cho tôi nói Thiên Trọng phải nhanh chóng tới bên đó. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Con của người anh em ông tóm lại sẽ không đi tới nơi kém cỏi. Nó không thể đi Tây Nam, Phó Phong Tuyết nói. Nụ cười trên gương mặt Lạc Sân dần tắt, sau khi liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng, bà đi tới vung tay tát vào mặt y. Binh! Gương mặt khỏe khoắn của Hoàng Thiên Trọng chúc một bạt tai, gương mặt vốn đã đỏ lúc này tuyết thượng pha xương. Tuyết thượng ra xương là họa vô đơn chí, liên tiếp gặp tai nạn, đã rét vì tuyết lại giá vì xương, ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề. Sao con lại làm chú Phong tức giận, còn không mau xin lỗi chú ấy? Hoàng Thiên Trọng ngang ngạnh đứng yên không nhúc nhích, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lạc Sân, đôi mắt đỏ như máu. Lạc Sân lại vung tay tát, quát to, bảo con xin lỗi, con có nghe thấy không? Đủ rồi, Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Hoàng Thiên Trọng vung tay tát, sau đó trên gương mặt Lạc Sân xuất hiện một dấu bàn tay năm ngón. Lạc Sân ngây người, hoàn toàn ngây người. Bà không có cảm giác đau đớn mà chỉ không thể nào chấp nhận được chuyện trước mắt mình. Thương tâm, thất vọng, phẫn nộ và cả mất mát. Bà thật sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho tới tận bây giờ cũng không nghĩ tới. Con mình dám đánh mẹ, đây quả thực là chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo. Đủ rồi, tôi nói cho bà biết tôi chịu đủ rồi. Lúc này Hoàng Thiên Trọng không còn khống chế được tâm trạng của mình, y ra tay tát mẹ ruột khiến ngay cả bản thân y cũng ngây người không thể tin được. Sau khi sửng sốt mấy giây, cuối cùng Hoàng Thiên Trọng cũng trút tất cả sự tức giận trong lòng ra ngoài. Bà hơi một chút là đánh tôi, hơi một chút là đánh vào mặt tôi, lúc này bà đã hiểu mùi vị bị đánh là thế nào chưa? Có phải rất khó chịu không? Có cảm thấy rất uất ức không? Tôi là người trưởng thành, tôi không phải là trẻ con. Bà cho rằng bà rất lợi hại sao? Bà cho rằng bà là đấng cứu thế sao? Bất kỳ chuyện gì bà cũng dính vào, chuyện gì cũng do bà quyết định. Tôi là con rối của bà hả? Bất trung, bất hiếu, còn sống làm gì? Phó Phong Tuyết trầm giọng nói. Sau khi Lạc Sân nghe Phó Phong Tuyết, bà lập tức tỉnh táo. Lạc Sân cười nói, không ngờ con lại có nhiều oán hận với mẹ như vậy. Xem ra hai mẹ con chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Phong Tuyết, cho tôi mượn Thiên Trọng đêm nay. Sáng mai tôi sẽ bảo nó tới gặp ông nói chuyện. Nó không thể đi, Phó Phong Tuyết nói. Phong Tuyết, Lạc Sân vô cùng nôn nóng, là bạn mấy chục năm với người đàn ông này, bà thật sự rất hiểu tính cách của con người này. Hãy coi như là nể mặt tôi đi, hãy coi như là nể mặt Thiên Minh đi. Hãy để cho Thiên Trọng quay về với tôi biết nó đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Tôi sẽ bảo nó xin lỗi mọi người, sau này không tiếp tục tái diễn nữa. Tôi sẽ bảo nó ngay sáng mai đi Tây Nam, tôi sẽ cho nó rời xa Long Tức, ông hãy giúp tôi một lần, có được không? Lần trước. Bà đã nói là lần cuối cùng, Phó Phong Tuyết nói mà không nể mặt. Lần này thật sự là lần cuối cùng, ông cũng biết quân lệnh điều Thiên Trọng đi Tây Nam đã có. Bên Tây Nam cũng đã đồng ý tiếp nhận. Không cần cầu xin ông ta, Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Không phải cầu xin ông ta, tôi ở lại, tôi muốn xem ông ta làm gì với tôi nào. Câm miệng,
Lạc Sân quay người quát Hoàng Thiên Trọng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoàng Thiên Trọng đã bị đôi mắt của Lạc Sân giết chết. Bà vốn đặt rất nhiều hy vọng vào Hoàng Thiên Trọng, cảm giác nó rất thông minh, giỏi chịu đựng, hơn nữa có sự trợ giúp từ sau lưng của bà và một số bạn bè trước kia, tiền đồ của nó sẽ không kém. Thế nhưng đứa con Hoàng Thiên Trọng này lại bụng dạ hẹp hòi, kiêu căng tự phụ, không biết tiến thoái. Chẳng lẽ nó không nhận ra nó đã chọc giận Phó Phong Tuyết rồi sao? Hoàng Thiên Trọng không biết thủ đoạn của Phó Phong Tuyết nhưng Lạc Sân bà biết. Nếu như Lạc Sân không thể khiến con mình hạ lửa giận của Phó Phong Tuyết, nó sẽ hoàn toàn bị hủy trong tay ông. Có phong thái hán tử, Phó Phong Tuyết tán thưởng. Sau đó một lần nữa Phó Phong Tuyết ra tay. Răng rắc. A, à, Hoàng Thiên Trọng gào lên một tiếng thảm thiết, cánh tay truyền tới một cảm giác cực kỳ đau đớn. Hoàng Thiên Trọng biết xương cánh tay của mình đã bị bẻ gãy. Hoàng Thiên Trọng không nhìn thấy Phó Phong Tuyết ra chiêu, cũng không nhìn thấy quỹ tích di chuyển của ông. Muốn tránh mà không được mà có tránh cũng không thể tránh. Chỉ tới khi Hoàng Thiên Trọng cảm thấy cánh tay đau đớn, y mới biết người đàn ông đó đã ra tay. Đây chính là sự chênh lệch thực lực, cũng là sự chênh lệch về cảnh giới. Hoàng Thiên Trọng vốn tưởng rằng mình sánh với trời cao nhưng lại không chống được một chiêu của Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết mau dừng tay lại, Lạc Sân gào lên, lúc này Lạc Sân nào còn nghĩ tới cái tát của đứa con này nữa. Lúc này bà chỉ muốn cầu xin giúp con mình tránh khỏi thương tổn. Răng rắc, lại một âm thanh giòn tan vang lên, cánh tay còn lại của Hoàng Thiên Trọng đã bị bẻ gãy. Phịch, Lạc Sân quỳ xuống nền nhà, điên cuồng đập đầu xuống nền đá. Thịch, 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 Phong Tuyết, tôi cầu xin ông hãy tha mạng cho nó. Làn da Lạc Sân mềm mại, ngay khi cọ sát với nền đá, những tia máu đã bắn ra. Sau mấy cú đập đầu liên tiếp là cảnh sứt đầu mẻ trán, trông vô cùng thê thảm. Phó Phong Tuyết vẫn không ngừng tấn công. Răng rắc, răng rắc, lúc này là âm thanh gãy của hai khớp xương vang lên. Thân thể Hoàng Thiên Trọng nặng nề ngã xuống đất, hai đùi y cũng bị bẻ gãy. Chương 1180, đội trưởng và phó đội trưởng mới. Ra tay nhanh nhẹn, sạch sẽ lưu loát. Khi ông làm xong tất cả mọi việc, đứng yên tại chỗ, người khác mới nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ông. Điên cuồng, kiêu ngạo, cường hãn, vô cùng bá đạo. Đây mới chính là bản chất thật sự của Phó Phong Tuyết. Đây mới chính là con người Phó Phong Tuyết. Lạc Sân biết, Hoàng Thiên Trọng không biết. Trước kia Phó Phong Tuyết giống như một phế vật nằm trước cửa biệt thự Long Vương, chính xác là nằm hơn 10 năm. Người Long Tức tôn trọng ông bởi vì ông là một trong ba người sáng lập Long Tức. Người bên ngoài không tôn trọng Phó Phong Tuyết bởi vì Phó Phong Tuyết là một trong ba người sáng lập Long Tức nhưng lại sa sút tinh thần tới tình trạng đó. Thật sự là rất đáng thương, đáng hận. Càng có nhiều ngựa ỏi nghĩ Phó Phong Tuyết là con cọp bị bẻ mất răng, chỉ còn danh tiếng để hù dọa người mà thôi. Thế nhưng khi Phó Phong Tuyết đã ra tay là long trời lỡ đất, không chết không thôi, không tàn không ngừng. Đáng thương nhất là Lạc Sân. Bà vì cứu đứa con thương yêu của mình mà không tiếc từ bỏ thân phận đệ nhất mỹ nữ yến kinh quỳ xuống người anh em của chồng mình, dập đầu cầu xin. Đầu rơi máu chảy, nước mắt hòa lẫn máu vương trên mặt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như nở hoa. Thiên Trọng, Thiên Trọng, Lạc Sân không cả đứng dậy, bà bò trên mặt đất tới chỗ Hoàng Thiên Trọng đang nằm, Thiên Trọng, con sao rồi? Hãy nói xem con sao rồi hả? Mẹ đi tìm bác sĩ cho con. Thể chất Hoàng Thiên Trọng không tồi, ý chí cực kỳ kiên định. Hai chân hai tay y cùng bị bẻ gãy, cảm giác đau đớn dữ dội cùng truyền tới, đánh sâu vào bộ não và dây thần kinh cảm giác của y thế nhưng y vẫn kiên cường nghiến răng chịu đựng. Hai hàm răng của y đều bị cắn nát, miệng đầy máu tươi. Y muốn sống, y muốn tỉnh táo, y muốn trút tất cả sự uất ức của mình ra, y muốn bày tỏ sự kháng cự đối với sự bất công này. Bây giờ hai tay, hai chân y đều không thể cử động, chỉ còn chiếc cổ là có thể cử động. Hoàng Thiên Trọng cố gắng nâng đầu mình lên khỏi mặt đất, hai mắt rưng rưng, đôi mắt đầy máu, gương mặt dữ tợn, ác độc nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết, gào lên, giết tao đi. Giết tao đi. Giết tao đi. Từng tiếng một, bi thương, tuyệt vọng, đau đớn tận xương tủy. Thiên Trọng, con không thể chết được, con cần phải sống. Lạc Sân muốn cầm tay Hoàng Thiên Trọng nhưng nghĩ tới việc tay con mình đã gãy, sợ rằng làm vậy càng khiến con mình đau đớn. Bà vội vàng buông tay ra, vuốt ve gương mặt y. Chỉ có sống sót mới có thể trả được sự sỉ nhục hôm nay. Giết tao đi, giết tao đi.
Dường như Hoàng Thiên Trọng không nghe thấy câu nói của Lạc Sân, y không quan tâm, vẫn liên tục gào lên từng tiếng bi thương, bi phẫn. Tứ chi tàn phế, bây giờ y chính là một phế nhân. Một kẻ có tính cách ngạo mạn như Hoàng Thiên Trọng sao có thể chấp nhận được sự thật này? Đời người không còn thú vị, chỉ mong cái chết mà thôi. Phó Phong Tuyết, lão thất phu, lão có bản lĩnh thì giết tao đi, không dám sao? Có phải lão không dám không? Ha ha ha, chẳng lẽ lão còn sợ gì sao? Ngay cả một phế vật cũng không dám ra tay sao? Chẳng bỏ, Phó Phong Tuyết hờ hững nói. Ông không đồng cảm với Hoàng Thiên Trọng mà chỉ tiếc hận. Y có xuất thân tốt đẹp, đầu óc thông minh, vốn y có thể nhẹ nhàng một bước lên mây nhưng vì y có tính cách đố kỵ quá mạnh, từng bước đi sai đường. Không ngờ Hoàng Thiên Trọng không tiếp thu bài học bị đổi ra khỏi Long Tức lần đầu tiên mà chỉ nghĩ rằng đây chính là sự trả đũa của người khác với mình. Lần thứ hai quay về càng nghiêm trọng thêm. Long Tức đã tổn thất một viên đại tướng, không thể tiếp tục tổn thất người thứ hai. Đây không phải chỉ là tổn thất của Long Tức mà chính là tổn thất của đất nước. Nếu như bọn họ chết trên chiến trường, chết trong tay kẻ thù, mặc dù đau đớn nhưng đó chính là vinh dự. Thế nhưng chết trong tay người nhà, chết dưới âm mưu quỷ kế tranh quyền đoạt lợi càng khó khiến người ta có thể chấp nhận được. Đồ khốn nạn, chính là ông không dám, ha ha ha, Phó Phong Tuyết, ông không dám. Hoàng Thiên Trọng càng gào càng say, giọng nói càng lúc càng khàn, cuối cùng chỉ còn tiếng bi phẫn của y. Bác sĩ, Lạc Sân gào to. Không một ai lên tiếng trả lời, cũng không có ai tới. Là vợ, con của một trong ba người sáng lập Long Tức. Bọn họ là những cá thể bị cô lập trong biệt thự đặc biệt này. Không một ai quan tâm tới bọn họ, không một ai coi trọng bọn họ. Quân sư, Phó Phong Tuyết gọi to. Quân sư đi tới trước cửa, cô bình tĩnh nhìn Phó Phong Tuyết. Quân sư rất hài lòng với cách thức xử lý của Phó Phong Tuyết nhưng cũng có chỗ không hài lòng. Ông vẫn niệm tình cũ. Nếu như chính mình ra tay, anh ta nhất định phải chết. Quân sư thầm nghĩ. Vì Phó Phong Tuyết đã đánh gãy chân tay Hoàng Thiên Trọng nên quân sư không còn cơ hội ra tay với Hoàng Thiên Trọng. Không được để anh ta chết, tôi muốn anh ta là người canh cửa, Phó Phong Tuyết nói. Dạ, quân sư khom người trả lời. Cô đứng trước cửa vẫy tay, đội bảo vệ vẫn ở bên ngoài lập tức đi vào trong. Lão thất phu, muốn cho tao thành người canh cửa của lão. Đừng mơ, lão đừng mơ. Hoàng Thiên Trọng còn muốn tiếp tục quát mắng nhưng lập tức hôn mê. Y bị Kiều Mộc đánh ngất xỉu. Dám chửi thần tượng của mình. Đáng chết, Kiều Mộc thầm nghĩ. Hoàng Thiên Trọng là ngoại tộc ở Long Tức, giống như một công tử nhà giàu đi tới địa bàn của cha mình thể nghiệm cuộc sống, địa vị đặc biệt nhưng không một ai tình nguyện thân cận với Y. Hơn nữa khi Hoàng Thiên Trọng nhận chức đội trưởng, rất nhiều người ở Long Tức nghĩ rằng Y đoạt mất chức vụ của quân sư. Quân sư có uy tín cực cao trong Long Tức, mọi người đều theo cô. Cho nên mọi người ít nhiều đều có thái độ thù hằn đối với y. Mang đi, Kiều Mộc quát. Bốn người đàn ông phân chia cầm chân tay Hoàng Thiên Trọng rồi nâng lên, mang y đi ra ngoài. Lạc Sân cũng lồm cồm bò dậy, bước nhanh theo. Quân sư không nhúc nhích. Quân sư đứng nhìn Hoàng Thiên Trọng bị mang đi, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô hài lòng chưa? Phó Phong Tuyết hỏi. Không hài lòng, quân sư thẳng thắn nói. Tất cả thành viên Long Tức đều biết mỗi khi nói chuyện với mấy người Long Vương và Phó Phong Tuyết, tốt nhất là nên giữ thái độ thẳng thắn bởi vì một chút thông minh của bọn họ trong mắt mấy người Long Vương, Phó Phong Tuyết, không đáng tiền, căn bản không thể che giấu. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng là một ngoại lệ, y tự cho mình là người hành động cao minh, một mực muốn đóng vai diễn viên. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đây chính là bản tính của Hoàng Thiên Trọng. Tôi biết, Phó Phong Tuyết nói, nó đáng chết. Một khi Phó Phong Tuyết đã nói nó đáng chết, quân sư không nói gì nữa. Phó Phong Tuyết không giải thích với quân sư vì sao ông không giết Hoàng Thiên Trọng, mà cũng không cần giải thích. Cô đã chọn được người cho vị trí đội trưởng chưa? Phó Phong Tuyết hỏi. Hoàng Thiên Trọng sắp đặt ván bài này là vì muốn kéo quân sư xuống nước, khỏi vị trí đội trưởng, một ván bài muốn tất cả những thành viên Long Tức khác cũng bị đẩy xa ra khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Nếu như khi đó quân sư không kịp thời phát hiện quỷ kế của Hoàng Thiên Trọng, nếu khi ấy mấy người Ly và Hỏa Dược cùng ra tay hỗ trợ, tất cả có liên quan đều rơi vào ván bài đánh cấp trên. Nhân chứng vật chứng đều có, cộng với băng ghi hình ở phòng ăn. Hoàng Thiên Trọng cũng không phải người thân cô thế cô, sau lưng y còn có trợ giúp. Dưới sự tác động của những người đó, chuyện này tuyệt đối không thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ được.
Long tức lại sắp sửa trải qua một cơn địa chấn. Dòng máu già nua của long tức cần được thanh trừ, bổ sung một dòng máu mới, tươi trẻ. Quân sư là đội trưởng mới do Phó Phong Tuyết dốc lòng tiến cử. Đội trưởng mới gây ra chuyện này, Phó Phong Tuyết cũng sẽ bị liên lụy. Vào thời khắc bấp bênh này của long tức, nói không chừng một ngọn núi lớn nữa có thể bị đẩy ra khỏi long tức, giống như khi trước người ta làm với long vương. Đó là chuyện long tức nhưng cũng là chuyện quốc gia. Yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Đây chính là mục tiêu của Hoàng Thiên Trọng, cũng chính là tình cảm của Hoàng Thiên Trọng đối với long tức. Quân sư cau mày, sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ. Với việc bổ nhiệm này không tới lượt quân sư quyết định hơn nữa đội trưởng long tức chính là người ra lệnh, cấp bậc còn cao hơn cô một bậc. Thế nhưng vì Phó Phong Tuyết hỏi nên nhất định quân sư phải trả lời. Tiểu Lý Thám Hoa, quân sư trả lời, thân thủ cậu ta được, cái nhìn đại cục rất tốt, chỉ phải sự biến báo hơi kém. Cậu ta làm đội trưởng cũng được. Được, cậu ta, Phó Phong Tuyết nói, hiển nhiên trong suy nghĩ của Phó Phong Tuyết cũng có người này. Quân sư bị người tiền nhiệm Hoàng Thiên Trọng kéo xuống ngựa, cả đời này có lẽ sẽ không được đề bạt. Thế nhưng dựa vào uy tín và tài năng của mình, có lẽ sau này cô sẽ trở thành người đứng đầu long tức. Hòa thượng láo cá, không nhiều uy tín, hỏa dược cay nghiệt, không giỏi giao tiếp. Những người khác ít nhiều đều có vấn đề khác nhau. Long tức anh tài đông đúc nhưng rơi vào tình trạng không có tướng để dùng, thật sự rất đáng buồn. Đại đầu có thể làm phó đội trưởng, quân sư bổ sung thêm một câu. Đại đầu, Phó Phong Tuyết trầm ngâm, không hiểu là ông đang hỏi hay chỉ nói ra cái tên này. Bồi dưỡng nhiều hơn nữa, thành tựu sau này của cậu ấy nhất định không dưới tôi. Quân sư nói, từ ngày đầu tiên đại đầu tới long tức, quân sư đã chú ý tới hắn. Một người tướng mạo bình thường, hiền như khúc gõ khi nhìn thấy bọn họ không tỏ vẻ kinh ngạc, giống như trước đó đã quen biết bọn họ vậy. Sau khi trải qua khảo nghiệm xứng đáng, hiện nay đại đầu có năng lực hạng nhất, chịu khó nhọc, cẩn thận, vững vàng. Điều quan trọng nhất là đại đầu có một cái nhìn đại cục cực kỳ tốt. Đây chính là tố chất của người làm tướng. Khiếm khuyết duy nhất của đại đầu chính là thân thủ và sự từng trải chính vì vậy quân sư mới tự mình dẫn đại đầu đi chấp hành nhiệm vụ, lời nói hành động đều mẫu mực, coi như một nửa sư phụ của đại đầu. Bây giờ Tiểu Lý Thám Hoa tiếp nhận chức đội trưởng, anh ta là người có uy tín, năng lực mạnh nhất trong những người còn lại ở Long Tức. Trong vòng 3 năm tới, bồi dưỡng đại đầu một cách tỉ mỉ, hắn có thể trở thành đội trưởng tiếp theo của Long Tức. Phó Phong Tuyết biết đại đầu nhưng biết rất ít. Thế nhưng ông tin tưởng quân sư. Từ khi ông biết quân sư tới giờ, ông chưa từng thấy quân sư tôn sùng một người nào như vậy. Đồng ý, Phó Phong Tuyết nói. Vì vậy hai người Phó Phong Tuyết, quân sư đã định đội trưởng và phó đội trưởng mới của Long Tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.